Lâm Minh cứ như vậy dùng một cây phượng huyết thương nhất tôn công công lên cao, cảm giác này giống như đang bóp cổ con chó con mèo, tôn công công còn chưa chất, hai tay không ngừng dốc sức liều mạng dãy ruộng, hai chân đá loạn, cổ họng của hắn bị trọng thương nên không nói được, nhưng mà bởi vì cổ họng bị đâm thủng nên yết hầu cũng bị hủy, hắn không thể nói chuyện, chỉ có thể dãy ruộng. Rất nhiều mấu tươi chảy ra ngoài, cổ họng bị phá và tôn công công cảm giác tính mạng của hắn đang trôi qua. Hắn không có nghĩ tới bản thân mình có một ngày như vậy, bị người ta dùng thương đâm xuyên qua cổ họng, sinh cơ bị phá hủy mà chẳng thể rên la. Một màn đột nhiên này làm cho tất cả người ở toàn trường kinh ngạc ngây người, chung quanh Lâm Minh là tiểu thái giám tiểu cung nữ tới từ vọng nguyệt lâu đều mở to mắt ra nhìn qua Lâm Minh, tu vị của bọn họ không cao nhưng vẫn biết rõ sự đáng sợ của Tôn Công Công. Với tư cách là một trong bốn phó tổng quản của Hoàng Cung, hơn nữa trong bốn người hắn ẩn ẩn xếp thứ hai, gần với đại tổng quản Ngụy Công Công, nhân vật như vậy quanh năm tu luyện và phong bế tinh nguyên, tinh lực dồi dào, thực lực đã thâm bất khả chắc. Trong nội cung tiểu thái giám, Điều cung nữ không người nào không sợ Tôn Công công, thấy Tôn Công công như con chuột gặp mèo, nhưng mà nhân vật đáng sợ như vậy lại bị Lâm Minh một thương đâm xuyên qua cổ họng, đọng trên mũi thương. Mà Lâm Minh trong ấn tượng của bọn họ vừa rồi cũng chỉ là võ giả thiên phú bình thường mà thôi. Lâm Minh, ngươi, huyết nguyệt lúc này hiện ra dị sắc, vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, nếu như Lâm Minh có át chủ bài bảo vệ tính mạng, dùng đồ vật của sư phụ Thiên Tôn cho hắn chế ngự Tôn Công công thì nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng mà Lâm Minh lại động thủ không dùng tới bất cứ thứ gì cả lực trường trong người của hắn vô cùng đáng sợ, áp chế tôn công công. Làm cho hắn không thể nào kịp phản ứng được. Ngươi, là ai, nạp diệp thị vốn khí định thần nhàn bây giờ dùng ánh mắt âm trầm nhìn qua lâm minh. Vốn lâm minh ở trong gian phòng là không ngờ, tu vị thần quân sơ kỳ còn không bằng cả thái giám thị vệ. Nàng chỉ cho rằng lâm minh là tiểu nhân vật, là con sâu cái kiến mặc cho nàng vuốt ve. Tuyệt đối không ngờ lại phát sinh loại chuyện này, lúc này sắc mặt sát thủ thiên bạch cũng trầm xuống, hắn tiến lên một bước và quát, ngươi, là người tổ chức nào, ở chỗ này giả trang thành một tiểu bối ẩn nấp trong đám người ẩn nặc thuật này tương đương trên mặt thiên bạch tươi cười âm trầm đồng thời cũng hoàn toàn cảnh giác nhìn qua lâm minh hắn biết rõ có thể nhẹ nhõm trọng thương tôn công công thì có thực lực tương xứng với hắn một thánh chủ đỉnh phong bị một thương đâm xuyên qua cổ họng hắn tuyệt không tin lâm minh trước mặt chỉ là cường giả thần quân sơ kỳ đỉnh phong mà là một giới vương giả trang nhưng mà vận dụng một ít bí pháp che đấu tu vị phần lớn là hoàn toàn che lấp nội thế giới của mình làm cho người ta không nhìn thấu tu vị cho dù thiên bạch hay là huyết nguyệt đều thi triển bí pháp này lúc trước lâm minh tại thiên diễn đại lục cũng là như vậy che lấp tu vị dễ dàng nhưng muốn ngụy trang tu vị lại rất khó như vậy quá khác so với dịch dung phạm nhân muốn che khuất mặt thì chỉ cần khăn đen là được nhưng muốn dịch dung thành người khác cần kỹ xảo và mặt nạ ra người mặc dù cao thủ trải qua huấn luyện cũng rất khó làm không sơ hở cho nên trong thế giới võ giả có thể ngụy trang tu vị đồng thời còn không cho người khác nhìn thấu bí pháp che giấu tu vị của bản thân mình cũng phi thường khó luyện ít nhất thủ đoạn của thiên la không có bí pháp như vậy, nếu không bọn họ rất người đánh lén còn thông thuận hơn nhiều. Trong lúc thiên bạch nói chuyện đã vận dụng cảm giác quan sát nội thế giới của Lâm Minh, muốn xem ra sơ hở. Lâm Minh cải biến tu vị thế nào, hắn tin tưởng chỉ cần mình tra tìm thì hắn có thể tìm được điểm không đúng, nhưng mà hắn đã thất vọng rồi. Nội thế giới của Lâm Minh là một khối, căn bản không có giả bộ cái gì, điểm này khiến cho thiên bạch nhíu mày, chẳng lẽ cải biến tu vị hoàn mỹ như thế sao? Muốn làm được một bước này, nếu như là đại giới giới vương còn dễ dàng một chút nhưng mà hắn không tin nhạc vương giả có khả năng mời đại giới giới vương ra tay bởi vì quốc chủ gia lan quốc cũng chỉ là đại giới giới vương mà thôi nhạc vương gia chỉ có tu vị thánh chủ hắn rất khó xuất điều kiện khiến đại giới giới vương động tâm a à hát a à trong cổ họng tôn công công chỉ có tiếng rên rỉ hắn vươn tay và đưa tay về phía hoàng hậu muốn hoàng hậu cứu hắn nhưng chỉ tiếc hắn không nói chuyện được sắc mặt của hoàng hậu vô cùng khó coi Tuy nàng không thèm quan tâm mạng của Tôn Công Công nhưng mà Tôn Công Công những năm này cũng xem như trung thành và tận tâm với nàng, ở trước mặt nhiều thủ hạ thế này mà không cứu hắn sẽ khiến cho thủ hạ thất vọng đau khổ, hơn nữa Lâm Minh đang khiêu khích quyền uy của nàng, cũng khiến NNZF hận thấu xương. Thả hắn ra, âm thanh của Hoàng hậu kiên quyết và lạnh lùng, người bảo ta thả là thả, người cho rằng mình là ai. Chỉ là áp trại phu nhân của giới vương thánh địa thì bỏ đi, người thật cho rằng mình là Hoàng hậu hiệu lệnh thiên hạ sao. Tu vị của ngươi chỉ là nước bước giới vương, Mười vạn năm mới thành tựu nửa bước giới vương, ngươi nhất định là không có tiền đồ gì rồi, loại thiên phú của ngươi miễn cưỡng xem như nhân vật, đệ nhất phó hội năm đó bị ta nghiền áp dễ như rất con kiến, mà ngươi dám ở trước mặt ta hất hàm sai khiến, thật là tức cười. Lâm Minh vẻ mặt châm chọc, tay phải của hắn giơ thương lên, mặc cho Tôn Công công như nửa sống nửa chất như thế. Ngươi muốn chết, hoàng hậu nạp diệp thị sắc mặt phi thường khó coi, thiên phú của nàng trước mặt người như Lâm Minh căn bản cái gì cũng không phải, nhưng mà trong gia lan quốc nàng chính là thiên chi kiều nữ, hôm nay nàng sống địa vị cao, đã sớm hình thành khí chất cao ngạo của vương giả, nàng há có thể cho phép Lâm Minh châm chọc mình. Đột nhiên tay phải của nàng cầm tu di giới, trong tu di giới lấy phù triện ra, đạo phù triện này phân thành như dùng bạch ngọc điêu khắc, toàn thân tỏa sáng long lanh. Nạp Diệp thị rất rõ ràng, thực lực của Lâm Minh hơn phân nửa là trên nàng, cho nên nàng không có tự mình ra tay, mà là dùng phù triện ra tay. Đoạt mệnh ngọc phù, lục phẩm thần văn phù đỉnh cấp, sau lưng Lâm Minh, Lương Công Công phát ra một tiếng thét lớn, tiếng thét coi tai này nhắc nhở Lâm Minh, lục phẩm thần văn phù đỉnh cấp nó xuất phát từ trong tay lục phẩm thần văn sư mà lục phẩm thần văn sư đều có tu vị đại giới giới vương mà đoạt mệnh ngọc phù này yêu cầu sử dụng thấp nhất là nửa bước giới vương một khi thi triển ra có uy lực không cách nào tưởng tượng nổi ngay cả giới vương cũng bị trọng thương nếu như không cẩn thận bị rớt chất đều không kỳ quái loại thần văn phù này giá trị rất cao nửa bước giới vương bình thường không đủ tư cách sử dụng cũng chỉ có quý nhân như nạp diệp thị mới có một tấm dùng làm át chủ bài bảo vệ tính mạng mau lui lại Lương công công thét to, một khi sử dụng thần văn phù này, giới vương bình thường đều rút lui. Hô, thần văn phù bốc cháy lên, bạch ngọc hòa tan, rất nhiều đường vân trong ngọc phù tràn ra, những đường vân này là tu la đạo vân, phù hợp với tu la thiên đạo, thần văn phù chính là mượn lực lượng của tu la thiên đạo rất địch. Nhìn thấy đường vân thiên đạo lưu chuyển, Lâm Minh chỉ cười lạnh mà không tránh đi. Tu la thiên đạo không có người nào hiểu hơn hắn cả, dù là thất phẩm thần văn sư ở phương diện này cũng không theo kịp Lâm Minh. Nhưng mà thần văn phù này chính là phương pháp rất địch của tu la thiên đạo, trong mắt Lâm Minh hắn có chỉ ít cả 100 phương pháp như vậy. Lâm Minh cũng không có dùng quá nhiều chân nguyên, ít nhất dùng 3 bốn thành lực lượng, một thương điểm ra đâm thẳng vào một điểm phức tạp trên tu la trận vân. Một màn này làm cho mọi người kinh hãi, Lâm Minh, huyết nguyệt kinh hô, uy lực đoạt mệnh ngọc phù này ngay cả nàng ở trạng thái toàn thịnh cũng không dám ngăn cản, mà là dùng đủ mọi thủ đoạn tránh né hoặc triệt tiêu nó đi, thế nhưng mà Lâm Minh lại tùy ý đâm ra một thương, đâm thẳng đoạt mệnh ngọc phù, một khi ngọc phù nổ tung, thân thể của Lâm Minh bị nổ huyết nhục mơ hồ. Tìm đường chất, mắt thấy Lâm Minh tự đại như vậy, hoàng hậu nạp diệp thị trong mắt đầy khoái ý tàn nhẫn, nàng chờ xem Lâm Minh bị nổ chất thế nào. Nhưng mà Lâm Minh đâm một thương vào trong đường vân thì một màn không thể tưởng tượng nổi diễn ra. Phù văn này bị phượng huyết thương đâm xuyên qua nhưng không có phát sinh nổ tung gì cả, hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống. Sau đó vang lên tiếng, suy suy suy, ngọc phù rung động mạnh, rất nhiều đường vân bị thương mang đánh tan, những tiểu phù văn giống như nòng nọc bỏ trốn. Ánh lửa hiện ra trên các phù văn, dường như đang che giấu năng lượng nổ tung, nhưng mà cuối cùng đoạt mệnh ngọc phù chẳng khác gì quả pháo lép, không có chút huy lực đáng sợ gì đã bị tiêu diệt. Cái này, cái này, hoàng hậu nạp diệp thị mở to mắt ra, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp. Mỗi một tấm thần văn phù đều trải qua đủ loại khảo thí, không có khả năng xuất hiện tình huống đạn lép. Mà lục phẩm thần văn phù phải tốn hao cái giá lớn mới mua được, càng trải qua đối chiếu sự thật, làm sao thanh lý được? Chẳng lẽ một thương vừa rồi của lâm minh sao? Nạp diệp thị không thể tin được nàng xác thực nghe nói dùng thần văn phù đến công kích đỉnh cấp thần văn sư, hiệu quả sẽ giảm bớt đi rất nhiều, nhưng mà loại tình huống này này chỉ xuất hiện trong tình huống dùng thần văn phù cấp thấp công kích thần văn sư cao cấp mà thôi. Ví dụ như dùng lũ phẩm thần văn phù công kích lục phẩm thần văn sư. Nhưng mà bây giờ nàng dùng lục phẩm thần văn phù đỉnh cấp công kích, chẳng lẽ thanh niên trước mặt là thất phẩm thần văn sư sao? Giờ này khác các cao thủ trong càn chữ cung này cảm thấy cả kinh không nói nên lời, thực tế huyết nguyệt cũng cảm thấy chấn động, nàng biết rõ Lâm Minh Chính là một thần văn sư, hắn vừa mới thông qua khảo hạch tam phẩm thần văn sư. Thế nhưng mà một tam phẩm thần văn sư có thể phá giải lục phẩm thần văn phù đỉnh cấp sao? Trước đó nghe huyết nguyệt nói tô lão giới thiệu thì hắn đề cập Lâm Minh đại khái tuổi còn trẻ có thiên phú thần văn thuật rất cao. Tuy huyết nguyệt cảm thấy kinh diễm, nhưng mà kinh diễm cũng vô dụng, nàng cảm giác bản thân Lâm Minh căn bản không thể giúp nàng, hắn tuổi còn rất trẻ. Huyết nguyệt càng quan tâm là sư phụ của Lâm Minh, thế nhưng mà về sư phụ của Lâm Minh thì tô lão hỏi gì cũng không biết, cho nên huyết nguyệt mới có thể gặp mặt lâm minh một lần kết quả nói chuyện xong huyết nguyệt cũng không ôm hy vọng muốn đáp quan hệ với lâm minh nàng căn bản không đủ cấp bậc thiên bạch cho rằng lâm minh là giới vương ngụy trang thành võ giả thần quân cảnh nhưng mà huyết nguyệt lại biết thực lực của lâm minh chính là như vậy lúc chắc thì cốt linh ở thần văn thành đã có kết quả không nói giả tạo cốt linh quá khó khăn mấu chốt là lâm minh căn bản không cần thiết làm vậy thiên tài tuyệt thế ngụy trang cốt linh của mình làm cái gì cốt linh không tới 60 năm sức chiến đấu lại không hợp thói thường như thế còn thông hiểu phương pháp phá giải đoạt mệnh ngọc phù, huyết nguyệt cảm giác đây là điểm nghịch thiên của Lâm Minh không cách nào tưởng tượng nổi. Mà lúc này Lâm Minh phá vỡ đoạt mệnh ngọc phù xong thì không có dừng lại, hắn cầm phượng. Huyết thương trong tay, mũi thương trực chỉ hoàng hậu Nạp Diệp thị, sát khí đáng sợ bao phủ Nạp Diệp thị. Hắn hiển nhiên đang định ra tay với Nạp Diệp thị, bảo hộ hoàng hậu, vốn người Lâm thái giám, ma ma nhìn qua Tôn Công công bị đánh bại thì ngây người, bây giờ thấy Lâm Minh đi tới từng bước và nhìn qua hoàng hậu, bọn họ phải bảo hộ sau lưng hoàng hậu thập bát minh vương trận dưới chân của bọn họ bị huyết nguyệt phá giải tổn thất ba người thập bát minh vương trận không thể vận dụng hoàn mỹ không có thập bát minh vương trận mà đối mặt lâm minh chính là tìm cái chất 15 thái giám ma ma sắc mặt trắng bệch tâm thần run rẩy nếu như hoàng hậu chất thì bọn họ cũng phải trồn cùng nhưng mà hiện tại đối mặt với lâm minh cũng phải chất lâm minh giống như tử thần từng bước một tiến lên trước chạy tới trước mặt hoàng hậu không đủ 10 mét Khoảng cách này với Cường Giả không phải là khoảng cách, sắc mặt Nạp Diệp thị hoàn toàn biến hóa, nàng không thể phát hiện nông sâu của Lâm Minh. Thiên Bạch, Nạp Diệp thị dùng chân nguyên truyền âm, duy nhất có thể chống lại Lâm Minh cũng chỉ có Tam thủ Lĩnh Thiên La Thiên Bạch. Nhưng mà Thiên Bạch có chút trầm ngâm, cũng không có ngăn cản trước mặt Hoàng hậu, "Ngươi?" Trong nội tâm Hoàng hậu trầm xuống, nàng cùng chỉ có quan hệ hợp tác với Thiên Bạch mà thôi, mà không phải quan hệ thuê mướn, nếu như Thiên Bạch cảm giác chuyện hôm nay khó giải quyết, bắt đầu sinh ra thoái ý thì hắn sẽ đi. Đúng vào lúc này Lâm Minh bộc phát khí thức mạnh mẽ bao phủ toàn bộ cản chữ cung vào bên trong. Đây là hồng mông không gian của Lâm Minh. Hôm nay thực lực của Lâm Minh càng ngày càng khủng bố, uy lực của hồng mông không gian càng ngày càng khủng bố, huống chi trong không gian này còn tràn ngập hồng mông chi khí. Hồng mông chi khí, tính cả không gian lực trường ra chỉ cùng một chỗ, cho dù Hoàng hậu cùng 15 thái giám và ma ma cũng không ngăn cản nổi. Hoàng hậu còn có thể miễn cưỡng vận dụng 4 năm thành chân nguyên, mà 15 thái giám, ma ma thì đứng không vững bọn họ lạnh lẽo toàn thân đổ mồ hôi lạnh toàn thân run lên như cầy sấy giống như phàm nhân gặp ác ma lâm minh căn bản không có để ý những tiểu lâu la này hắn nhìn qua hoàng hậu thản nhiên cười nói ngươi không phải muốn ta làm cầu nô tài của ngươi hay sao hiện tại ta trả lại cho ngươi đấy dứt lời lâm minh đột nhiên ra tay hắn cầm phượng huyết thương trong tay đâm thẳng vào hoàng hậu nạp diệp thị mà mũi thương của hắn còn treo thân thể tôn công công nửa chất nửa sống Hộ hộ giá, một thái giám hô to, nhưng mà lúc hắn nói ra hai chữ này thì chân của hắn giống như mọc dễ ra, căn bản không cách nào hoạt động. Đến lúc này là vì áp lực hồng mông không gian áp chế thân thể của hắn, thứ hai cũng là bởi vì khí thế của Lâm Minh quá mạnh, ai chống đỡ thương của hắn thì người đó phải chất không thể nghi ngờ, loại tình huống này còn có ai dám ngăn cản Lâm Minh cơ chứ. Xoạt, thương mang chói mắt quét qua cản chữ cung, ba thái giám đứng mũi chịu sào bị quét bay cùng lúc đó nội thế giới của Lâm Minh mở ra tới tận cùng, đồng thời dẫn động chân long chi lực trong người của mình, theo một tiếng cao vút rồng ngâm một đạo thanh long hư ảnh tại lâm minh sau lưng hiển hiện cuồng mãnh gào thét long uy cường đại tính cả lực lượng của hồng mông không gian cộng thêm sát cơ mạnh mẽ trên người lâm minh bao phủ qua người của nạp diệp thị làm cho nàng căn bản không cách nào né tránh được nhưng mà lâm minh dùng chiêu này cũng không dùng toàn lực bởi vì hắn cảm giác được thời điểm hắn động thủ thì khí cơ sát thủ thiên bạch đang tập trung vào nội thế giới của hắn thiên bạch tu vị giới vương cảnh cường giả giới vương lâm minh không thể không kiêng kỵ huống chi thiên bạch còn là tam thủ lĩnh tổ chức sát thiên la chuyên ám sát và đánh lén có trời mới biết hắn có thủ đoạn ám sát quỷ dị nào hay không không cẩn thận là lật thuyền trong mương đáng giận trong tích tắc lâm minh thương quang lóe lên thì nạp diệp thị gào to lên nàng từ trong tu di giới lấy hai đạo thần phù văn ra bóp nát ngọc giản trong sát na phù văn thật nhỏ lóe sáng và phù văn xoay quanh người của nàng đây là lục phẩm phù văn chuyên về phòng ngự nhìn thấy thần văn phù này lâm minh chỉ cười lạnh một tiếng thương mang của hắn trong nháy mắt cải biến phương hướng của nạp diệp thị ầm ầm chỉ nghe tiếng nổ mạnh vang lên thương mang bộc phát trong phượng huyết thương ẩn chứa lôi hỏa thiên kiếp chi lực đan vào cùng nhau tôn công công vẫn động ở phượng huyết thương thì phát ra tiếng nước nở vang vọng thân thể của hắn nổ tung chia năm xẻ bảy huyết nhục tung bay lực lượng cuồng mãnh quét thẳng vào phủ văn bao phủ cơ thể nạp diệp thị những phù văn này không ngăn cản bao lâu thì nổ tung sắc mặt nạp diệp thị tái nhợt hoa dung thất sắc trong tích tắc sống còn nàng chớm ra một kiếm vào lôi hỏa thiên kiếp chi lực của lâm minh nhưng mà thực lực chênh lệch quá rõ ràng dù là lâm minh giữ lại sáu thành tia si lực công kích như vậy vẫn khiến nạp diệp thị không chống nổi năng lượng cuồng mãnh chút xuống tùy ý toàn bộ thân thể của nạp diệp thị chân nguyên hộ thể toàn thân của hắn nổ tung lên nàng cả kinh kêu một tiếng toàn thân rung mạnh ngay cả bộ áo khoác bằng lam tơ tuyết và thiên tàm ti bệnh thành cũng nổ tung nhưng mà thương mang trải qua nhiều tầng suy yếu vẫn không chút khách khí đánh thẳng vào ngực của nạp diệp thị phốc nạp diệp thị đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi thân thể bay ngược ra ngoài một khắc này khí lưu quét qua cản chữ cung từng khối gạch lớn bay lên nó vỡ nát trên không trung nếu như không phải hồng mông không gian phong tỏa thì cả cản chữ cung đã không tồn tại nạp diệp thị toàn thân là mấu có mấu của nàng ta cũng có của tôn công công tôn công công biến thành thịt nát thì toàn bộ mấu tươi nhiễm lên người nạp diệp thị vô cùng thê thảm đột nhiên lâm minh bước lên một bước đang muốn thừa thắng xông lên thì đúng lúc này hắn đột nhiên dừng lại thu tay lại thời điểm này hắn một thương trọng thương nạp diệp thị thì hắn cảm thấy thiên bạch đã động đối phương thừa dịp mình phát động chiêu thức thì đột nhiên rất qua ngay. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, chiêu vừa rồi hắn chỉ dùng chưa tới 6 thành thực lực, chính là đề phòng bị Thiên Bạch đánh lén, dù hiện tại Thiên Bạch đột nhiên ra tay thì hắn cũng khôi phục được 2 3 thành chân nguyên, cũng đủ để nhẹ nhõm ngăn cản công kích của Thiên Bạch. Nhưng mà trong nháy mắt Thiên Bạch động thủ thì sắc mặt của Lâm Minh hơi đổi, hắn chỉ thấy thân ảnh Thiên Bạch vào tới biến thành mơ hồ, hoàn toàn tiêu tán trên không trung. Tàn ảnh, Lâm Minh dùng mình, Thiên Bạch này không hổ là thủ lĩnh sát thủ cấp bạc giới vương, thân pháp xuất quỷ nhập thần, đạo tàn ảnh này quá chân thật bởi vì lâm minh vốn cho rằng thiên bạch muốn ra tay đánh lén thế cho nên không phòng bị tàn ảnh trong nháy mắt này thân ảnh thiên bạch xuất hiện trước mặt tiểu ma tiên đối tượng ra tay chính thức của hắn là tiểu ma tiên thiên bạch cực kỳ xảo trá hắn biết rõ hôm nay bởi vì lâm minh xuất hiện nên hắn mục tuyệt đối không cách nào đạt thành mục đích thực lực của lâm minh chỉ sợ không giới hắn hắn muốn đánh chất lâm minh rồi sau đó tại chế ngự huyết nguyệt căn bản là chuyện không thực tế cho nên thiên bạch có ý định rút khỏi đây nhưng mà hắn không thể về tay không hắn cũng nên có chút thu hoạch gì đó, bắt cóc huyết nguyệt căn bản không có khả năng, hắn đánh chú ý lên người tiểu ma tiên. Hắn nhìn ra được quan hệ của tiểu ma tiên cùng lâm minh không bình thường. Sau khi tiến vào càn chữ cung, thần thái giữa hai người đều giữ gìn cho nhau, tiểu ma tiên chín thành chín là song tu đạo lữ của lâm minh. Đối với võ giả vì kéo dài tuổi thọ, tính mạng của thị thiếp, lô đỉnh không trọng yếu, dùng những kẻ này uy hiếp võ giả là không ra cái gì cả, thậm chí có thời điểm thê tử cũng không đủ sức nặng. Nhưng mà song tu đạo lữ thì khác, Thực tế Thiên Bạch nhìn ra được huyết mạch của tiểu ma tiên không bình thường, thiên phú cũng cực cao, song tu đạo lữ như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đối với Lâm Minh mà nói thập phần trọng yếu, nếu như bắt cóc nàng thì Lâm Minh sợ ném chuột vỡ bình. Hắn không cầu Lâm Minh giúp hắn đối phó huyết nguyệt, ít nhất có thể khiến Lâm Minh không nhúng tay vào chuyện giữa hắn và huyết nguyệt là đủ, chỉ cần Lâm Minh không nhúng tay vào, hắn có biện pháp chế ngự huyết nguyệt. Dùng tàn ảnh mê hoặc Lâm Minh, kỳ thực ra tay với tiểu ma tiên, thiên bạch bản tính đúng là tinh diệu, vào lúc thiên bạch xuất hiện bên người tiểu ma tiên thì sắc mặt huyết nguyệt kinh hãi nàng cách tiểu ma tiên gần hơn lâm minh nhiều nhưng dù vậy nàng vẫn không kịp cứu viện thiên bạch ra tay đúng là quá đột ngột hơn nữa tốc độ cũng nhanh tới mức khó tin coi chừng thân thể huyết nguyệt bay thẳng ra ngoài ngăn cản thiên bạch chạy trốn cùng lúc đó nàng tức giận tập trung thẳng vào thiên bạch nàng thậm chí muốn động dụng lĩnh vực của mình nhưng mà hạt giống ký sinh đang ăn mòn chân nguyên lực trường của nàng không thể dùng được mà lúc này tay của thiên bạch đã chụp vào tiểu ma tiên đi cùng ta, sắc mặt thiên bạch dữ tợn trong thích tắc này tiểu ma tiên thì cười lạnh, nói. Ngươi cho rằng ta là bùn nặn ra sao, phượng hoàng chân huyết, thiêu đốt, oanh, một tiếng nổ tung vang lên trong người tiểu ma tiên, hỏa diễm màu đen bốc lên. Hỏa diễm hừng hực không cách nào tưởng tượng nổi, gạch đá dưới chân của nàng bây giờ biến thành hơi nước. Đối mặt cường giả giới vương, bản thân tiểu ma tiên không địch lại, nhưng mà không có nghĩa nàng không có lực phản kháng, nàng thiêu đốt phượng hoàng mấu huyết trong cơ thể, vận dụng phượng hoàng Niết bàn thì nàng sẽ đạt tới mức mạnh nhất hỏa diễm không ngừng gào thét giống như trong người tiểu ma tiên có một mặt trời màu đen vào thời khắc này sau lưng tiểu ma tiên có hư ảnh phượng hoàng màu đen bay lên trời hư ảnh phượng hoàng này cũng có hỏa diễm bao phủ toàn thân trong tích tắc hư ảnh phượng hoàng thiêu đốt cản chữ cung những tòa nhà này chung quanh lập tức bị hòa tan thành nước thiên bạch tuyệt đối không ngờ trong tích tắc muốn bắt tiểu ma tiên thì biến cố xảy ra tiểu cô nương nhìn qua tu vị không cao đột nhiên bộc phát ra lực lượng khủng bố như vậy nghịch thế hấp thiên ma công Tiểu ma tiên từ trong tu di giới rút trường tiên ra, đột nhiên chớm ra ngoài, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, đồng thời bộc phát ra lực lượng hắc ám của hấp thiên ma công, thôn vệ hư không, tính cả thân thể của thiên bạch đều bị hỏa diễm bao phủ. Hắc ám ý cảnh đệ lục trọng, hỏa chi ý cảnh tầng thứ bảy, thiên bạch hít khí lạnh, đây vốn là tiểu nữ hài không thu hút, không ngờ tạo nghệ pháp tác hỏa diễm cùng hắc ám lại khủng bố như vậy. Thiên bạch cầm đoàn đao ra tay không chút chần chờ, vừa ra tay là dùng toàn lực ứng phó ngay, đối mặt với tiểu ma tiên thiêu đốt phượng hoàng mấu huyết toàn thân thì hắn không thể không cẩn thận. Xoạt xoạt xoạt, ánh đao cắt bóng tối, ánh lửa đầy trời, tiểu ma tiên trong sát na này thân thể bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, trong tay nàng có trường tiên đánh ra lần nữa. Cái này trước hết không phải tấn công thiên bạch, mà là dùng bóng roi trải rộng bốn phía của thiên bạc, hình thành một đạo kết giới. Kết giới này cũng không có lực công kích, nhưng mà nó tạm thời khóa thiên bạch vào trong một không gian, làm cho hắn khó có thể thi triển thân pháp xuất quỷ nhập thần được. Ân, chấm hỏi, Tâm thần Thiên Bạch cả kinh, tiểu ma tiên thi triển kết giới vây khốn mình, chẳng lẽ. Đột nhiên trong lòng hắn sinh ra dự cảm xấu, mà đúng lúc này hắn cảm nhận được sát khí mạnh mẽ sau lưng. Đột nhiên hắn quay đầu lại, đã thấy Lâm Minh cầm Phượng Huyết Thương trong tay, tóc dài bay lên, hắn như ma thần. Đối mặt với Thiên Bạch, trong lòng Lâm Minh sinh ra sát ý. Vốn Lâm Minh không ôm tâm tính giao thủ với người này. Dù sao đối phương là giới vương, giao thủ vào lúc này là không sáng suốt. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Thiên Bạch lại ra tay với tiểu ma tiên điểm này đã chạm vào nghịch lân của Lâm Minh. Vào lúc này Lâm Minh không có chút lưu thủ nào nữa. Tà thần lực trong người của hắn bộc phát, trong nội thế giới của hắn tử phủ đạo cung mở ra toàn bộ. Một khắc này đột nhiên bốn phía tối lại, càn chữ cung biến mất, mọi người giống như tiến vào tinh không. Tất cả mọi người đứng trong hư không, chung quanh là vũ trụ vô hạn. Mà trên đỉnh đầu của mọi người là chín ngôi sao, nhìn qua chín ngôi sao này bảy sáng hai tối, nhìn qua chúng ẩn ẩn chứa đứng đại đạo chi lý. Tinh quang vô tận chiếu xuống giống như hàng tỷ sợi tơ bạc, chúng không ngừng vây quanh người Lâm Minh. Sát khí đáng sợ tràn ngập tứ phương, dùng nội thế giới của Lâm Minh làm trung tâm, những tinh quang này hội tụ cùng một chỗ, hình thành một ngân hà phong bạo khủng bố, không gian chung quanh dường như mất tập trung, mất đi liên hệ với ngoại giới. Trong tích tắc tất cả mọi người trong càn chứa cung đều bị chấn trụ. Đây là, huyết nguyệt sững sờ nhìn qua chín ngôi sao trên bầu trời, trong đôi mắt đẹp tràn ngập dáng vẻ không thể tin nổi, nàng đã từng thử pháp thể song tu, thập phần tinh tưởng chín ngôi sao này là cái gì. Đạo cung cửu tinh, đây là đạo cung cửu tinh. Huyết Nguyệt cảm giác nhận thức của mình bị phá vỡ. Đạo cung cửu tinh, quy tắc thiên đạo căn bản ngăn cản cảnh giới này. Lâm Minh tuổi chưa tới 60, nàng cho rằng hắn vốn chỉ mượn thương khung phách điển đạo cung cửu tinh xem. Huyết Nguyệt còn khuyên Lâm Minh không nên tu thành đạo cung cửu tinh cho thực tế. Lâm Minh ở trong vọng nguyệt lâu nửa tháng nhưng mà Huyết Nguyệt cuối cùng không có mang đạo cung cửu tinh cấp cho Lâm Minh. Thứ nhất là bởi vì Lâm Minh không thể giúp nàng, thứ hai là bởi vì Huyết Nguyệt cảm thấy cho dù mang đạo cung cửu tinh cấp cho Lâm Minh cũng không có ý nghĩa, hắn căn bản không luyện thành thì phí thời gian mà thôi thế nhưng mà nàng tuyệt đối không ngờ kỳ thật lâm minh đã luyện thành đạo cung cửu tinh cũng bởi vì hắn luyện thành đạo cung cửu tinh cho nên mới phải mượn thương khung phách biển đạo cung cửu tinh của mình như thế nào khả năng huyết nguyệt cảm giác không cách nào lý giải nổi lâm minh đây cũng không phải là có thiên phú hay không có thiên phú nàng nghĩ không ra cần phải có cơ duyên gì mới có thể đột phá đạo cung cửu tinh ở đây rất nhiều võ giả đều là nhân tộc bọn họ không có lựa chọn lộ tuyến pháp thể song tu mà đạo cung cửu tinh tuyệt tích không biết bao nhiêu ức năm, bọn họ mắt thấy sau lưng Lâm Minh hiện ra chín tinh cầu, nhưng cũng không hiểu đây là cái gì. Chỉ ẩn ẩn cảm thấy nó rất đáng sợ, bởi vì thời điểm chín ngôi sao kia hiện ra, tất cả mọi người là võ giả nhân loại đều cảm giác khí huyết trong cơ thể bị chúng dẫn dắt, giống như muốn gào thét sông ra ngoài. Mà đúng lúc này Lâm Minh ra tay, đạo cung cửu tinh là lực lượng mạnh nhất của Lâm Minh, cảnh giới này đã sớm vượt qua hệ thống tụ nguyên thần quân sơ kỳ. Một sát na kia khớp xương toàn thân của Lâm Minh nổ vang, nội thế giới lực lượng bạo phát ra, lực lượng thân thể của hắn là 15 tỷ, phối hợp thương khung phách điển càng làm công kích của Lâm Minh tăng vọt đến ngũ long chi lực. Ầm ầm, khí kinh đáng sợ vang lên, dù kết giới tiểu ma tiên cùng hồng mông không gian gia trì, cũng không thể bảo vệ nổi càn chữ cung, nơi này nổ tung thành bụi phấn. Tu La Thiên Đạo, Diệt Ma, Lâm Minh lại thi triển chiêu thức trong Tu La Thiên Thư, một chiêu này cũng chỉ có Lâm Minh dùng Cửu Thiên Tinh chi lực gia trì mới miễn cưỡng thi triển được, hắn đã từng dùng nó trọng thương Thiên Minh tử có thể nói đây là chiêu mạnh nhất trong các chiêu hiện tại của Lâm Minh. Lâm Minh đánh ra một thương và không gian nát vụn, đối mặt chiêu này thiên bạch biến sắc, tuy hắn không nhận ra đạo cung cửu tinh, nhưng lại có thể cảm giác được lực lượng bộc phát của Lâm Minh, đạo lực lượng này khiến cho Lâm Minh không khác gì thái cổ cự long. Lực lượng một người sao có thể khủng bố như vậy, thiên bạch cầm đoàn đao trong tay chân đạp thất tinh bộ, toàn thân của hắn mang theo hào quang màu ngà sữa, hào quang bạch sắc này ẩn chứa hương vị khó hình dung. Hắn bước đi kết hợp hào quang vào bên trong, âm dương nằm trong hỗn độn, hồng mông sau đó biến thành pháp tắc bổn nguyên thông hiểu dương chi pháp tắc rất thưa thớt mà thiên bạch dưới cơ duyên xảo hợp đạt được truyền thừa dương chi pháp tắc trùng hợp thể chất của hắn phi thường thích hợp tu luyện như thế hắn có thể trong tổ chức sát thủ thiên la sát cơ trùng trùng điệp điệp bước lên vị trí thủ lĩnh thành tựu giới vương trong nháy mắt thiên bạch chớm ra một đao thần quang chung quanh bị thôn phệ giống như hào quang tách rời khỏi thiên địa thái giám cung nữ trong cản chữ cung đều bị thần quang đáng sợ làm không thể hô hấp khí huyết sao động như bạo thể mà vong Bồng, chỉ nghe một tiếng nổ vang, hai tiểu thái giám trong càn chữ cung thân thể nổ tung. Nhưng mà thân thể nghiền nát không có mấu chảy ra, thân thể của hắn biến thành màu ngà sữa và từ từ tiêu tán trong vô hình. Một màn này người tu vị thấp ở đây phát lạnh, chỉ cần bị hào quang chiếu chúng là bốc hơi, tràng cảnh quỷ dị như thế khiến người ta sợ hãi. Lui, tiểu ma tiên lúc này cách lâm minh cùng thiên bạch rất gần, hai người giao thủ dư âm ảnh hưởng còn lại nàng đương nhiên là không sợ, nhưng mà tiểu cung nữ, tiểu thái giám ở vọng nguyệt lâu thì không chịu nổi, Trường tiên trong tay nàng như linh xà cuốn lấy đám người này lại, rồi sau đó đột nhiên nàng bay ra ngoài, dùng hào quang bao phủ thân thể. Chống lại pháp tắc phải dùng pháp tắc, uy lực của hồng mông không gian được vận chuyển tới tận cùng, đã sớm không thể tưởng tượng. Mắt lực trường của mình bị hồng mông không gian thôn phệ, thiên bạch biến sắc, thiên bạch cũng là người hung ác, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc hắn đúng là thiêu đốt mấu huyết chi lực, thiên bạch lúc này điên cuồng thôn phệ, dương, chi pháp tắc. Trong tích tức ánh đao của thiên bạch càng cổ xưa, giống như xuyên qua tuyên cổ tuế nguyệt, đây là khí tức thái sơ, hai lực trường không ngừng điệp ra, thương mang của Lâm Minh va chạm với ánh đao của Thiên Bạch. Ầm ầm, trong nháy mắt va chạm nhật nguyệt thất sắc, thiên địa không ánh sáng. Phốc, Thiên Bạch phun ra máu tươi, thân thể bay ra ngoài, mà Lâm Minh thân thể chấn động, khí huyết sôi trào. Trong tích tức này lực lượng toàn thân của hắn sôi trào, Thiên Bạch lại dùng Dương Chi Pháp tắc phân tán phần lớn lực lượng của Lâm Minh, lại dùng ánh đao ngăn cản thương mang của hắn. Thái Sơ chi khí, đây là Dương Chi Pháp tác diễn biến ra Thái Sơ chi khí hình thức ban đầu, tuy chỉ có một tia, nhưng cũng phi thường đáng sợ, cường giả giới vương quả nhiên không có một ai đơn giản. Lâm Minh lúc này cả kinh trong lòng, trên thế giới này có ba bổn nguyên chi lực hồng mông chi khí, thái sơ chi khí, tinh thần bổn nguyên. Thái sơ chi khí đặt song song với hồng mông chi khí. Hồng mông chi khí, đây là vật chất chi nguyên, thái sơ chi khí, là năng lượng chi nguyên, tinh thần bổn nguyên, chính là linh hồn chi nguyên, ba cái kết hợp, lại chính là tinh khí thần. Lúc trước Lâm Minh cũng bởi vì thiếu tinh thần bổn nguyên, thần mộng mới cự tuyệt Lâm Minh tu tập mộng vũ. Ba bổn nguyên chi lực này mỗi một chủng đều cực kỳ chân quý, Lâm Minh có thể có được hồng mông chi khí cũng là do kế thừa của hốn nguyên thiên tôn, bằng vào mình hắn không có khả năng đạt được, bởi vì hồng mông chi khí sau khi vũ trụ hình thành đã tuyệt tích, nghe nói trong hỗn độn vẫn còn tồn tại hồng mông chi khí, nhưng mà tinh thể hỗn độn này lực hút cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì lực hút quá mạnh mẽ cho nên tự thành lực trường, hình thành không gian biệt kín, mặc dù thiên tôn tiến vào trong đó cũng không ra ngoài được, phong thần thiên tôn phong thần đại pháp cũng sáng lập từ hỗn độn. Thiên bạch này trong chiêu thức có ẩn chứa thái sơ chi khí hình thức ban đầu, đây không phải chuyện đùa, rất hiển nhiên hắn đã từng đạt được truyền thừa cường đại, tuy truyền thừa này không bằng hỗn nguyên võ ý nhưng cũng là thần võ vô thượng. Lúc này có được trận pháp gia trì, phẩm cấp linh khí mạnh mẽ này đã san bằng càn chữ cung, hoàng hậu nạp diệp thì cũng bị lâm minh đánh toàn thân là mấu vô cùng chật vật. Trong tràng ương chỉ còn lại có lâm minh cùng thiên bạch đánh nhau gay gắt. Trong va chạm vừa rồi thiên bạch thiêu đốt một tia mấu huyết còn có hại chịu thiệt trái lại lâm minh chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn thân thể lui ra sau cao thấp đã phân vào lúc này người bên phe hoàng hậu dùng ánh mắt sợ hãi nhìn qua lâm minh ngay cả thiên bạch cũng không phải đối thủ của lâm minh cương giả giới vương bị lâm minh áp chế lúc này những cung nữ thái giám may mắn còn sống sót trong cản chữ cung đều sợ hãi quay ra phía sau lâm minh mang cho bọn họ áp lực quá lớn hơn nữa hồng mông lực trường tràn ra ngoài khiến bọn họ không đứng vững mà lúc này tâm tình không bình tĩnh nhất chính là huyết nguyệt vừa rồi Lâm Minh thi triển đạo cung cửu tinh khiến tâm thần của nàng rung động khủng bố. Mà khi Lâm Minh vận dụng 15 tỷ cân lực lượng cùng với bí pháp mà hắn sử dụng cộng lại chính là ngũ long chi lực. Lâm Minh thi triển bộ bí pháp này khiến huyết nguyệt có cảm giác như từng quen biết. Thương khung phách điển, đây là thương khung phách điển sao? Lâm Minh này cũng thông hiểu thương khung phách điển. Huyết nguyệt lúc này cảm thấy sóng gió trong lòng. Nàng vẫn cho rằng thương khung phách điển là bản đơn lẻ, hiện tại Lâm Minh cũng biết. Trách không được, trách không được hắn lại đòi hỏi thương khung phách điển đạo cung cửu tinh của ta thì ra hắn đã tu luyện thương khung phách điển bát môn độn giáp hơn nữa luyện tới mức tận cùng mở ra đạo cung cửu tinh huyết nguyệt thì thào tự nói nàng cảm giác người trẻ tuổi trước mặt tràn ngập lạ lẫm lúc này sắc mặt của thiên bạch ngưng trọng trong va chạm vừa rồi dương chi lực của thiên bạch va chạm với hồng mông không gian của lâm minh tranh lệch quá rõ ràng loại tranh lệch này nói rõ phẩm cấp của lực trường dương chi lực trường vốn không tinh diệu bằng hồng mông không gian huống chi hồng mông không gian còn được ra chỉ hồng mông chi khí đó là hồng mông chi khí chân chính chứ không phải hồng mông chi khí hình thức ban đầu. Mà dương chi lực trường chỉ có một tia thái sơ chi khí hình thức ban đầu. Loại tranh lệch này có thể dùng trời và đất để hình dung mà thôi, thiên bạch có thể đánh nhau thành như vậy và ăn thiệt thòi nhỏ chính là do tu vị của hắn cao hơn lâm minh nhiều. Dựa vào cảnh giới áp chế mới triệt tiêu được một chiêu diệt ma của lâm minh. Thần quân cảnh, người thật sự là thần quân cảnh, thiên bạch nhìn qua lâm minh, trong giọng nói của hắn mang theo rung động rõ ràng. Trong giao thủ vừa rồi hắn xác định cảnh giới của lâm minh rồi tu vị lâm minh biểu hiện ra ngoài là tu vi chân thật. Nhưng hắn chỉ là thần quân sơ kỳ nhưng nếu như dùng tuyệt. Thế thiên tài giải thích cũng có thể giải thích qua, nói trắng là vượt qua cực hạn của thần quân cảnh. Hắn ngay từ đầu cho rằng lâm minh là cường giả giới vương cảnh giả trang, cường giả giới vương dù giả trang trình độ cao thế nào, chính thức chiến đấu cũng không có khả năng duy trì tu vị thần quân cảnh được. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thiên bạch cảm xúc phập phồng, ngữ khí không được bình tĩnh, hắn là lãnh đạo của tổ chức sát thủ thiên la, hắn ngay từ đầu đã từng bước đi lên, kinh nghiệm sinh tử xa trường và đối mặt tử vong không biết bao nhiêu mà kể, Thiên Bạch đã dưỡng thành tố chất tâm lý không e sợ sinh tử rồi, nhưng bây giờ đối mặt với Lâm Minh hắn sinh ra tâm lý hoảng hốt. Những gì xảy ra trên người Lâm Minh không cách nào dùng lẽ thường để hình dung. Lâm Minh căn bản không trả lời Thiên Bạch, hắn từng bước tới gần Thiên Bạch, khí cơ vẫn tập trung vào đối phương, khí cơ này mang theo hồng mông chi khí nặng nề, hùng hổ dọa người. Sắc mặt Thiên Bạch biến hóa, không có đường lui nữa. Ngươi muốn chiến đấu sinh tử với ta sao? chẳng lẽ vừa rồi không phải sao? Lâm Minh cười lạnh nói một câu, ta chỉ muốn bắt cóc xong tu đạo lữ của ngươi, không hề làm gì với nàng, chỉ tính toán dùng nàng uy hiếp ngươi rời khỏi đây, không nên tham gia vào trang đấu của tổ chức sát thủ thiên la mà thôi, bản thân ta cũng không ra tay với ngươi, cũng không rớt đạo lữ của ngươi. Thiên Bạch lúc này giải thích động cơ của mình kỳ thật biến tướng nhận thua rồi. Nhưng mà Lâm Minh lại giàu muối không tiến, hắn lạnh giọng nói ra. Ngươi vừa ra tay đã chọc giận ta, cho dù ngươi dùng toàn lực cũng không lưu ta được đâu. Thiên Bạch nhíu mày, hắn cực kỳ tự tin vào thân pháp của mình. Xác thực, nhưng ta cũng có thể lưu ký hiệu gì đó trên người của ngươi đấy. Làm gì hùng hổ dọa người thế? Thiên Bạch cho mày, hắn hiện tại biết rõ Lâm Minh đang muốn cái gì, hắn cũng không muốn liều mạng cá chất rách lưới. Hắn đang suy nghĩ chạy trốn, nhưng mà lúc này hồng mông lực trường bao phủ chung quanh tăng cường lên vài phần, muốn triệt để khóa không gian này lại. Tuy thân pháp của Thiên Bạch tinh diệu, nhưng mà hắn tạm thời vẫn bị nhốt trong hồng mông không gian, nếu như Thiên Bạch ra tay công kích thì đương nhiên có thể phá vỡ Hồng Mông không gian, nhưng thời điểm đó Lâm Minh sẽ thừa cơ ra tay, đến lúc đó Thiên Bạch không thể ứng phó hai đầu thì chắc chắn bị Lâm Minh làm trọng thương. Đúng như lời Lâm Minh đã nói, hắn sẽ lưu ký hiệu lên người Thiên Bạch. Nghĩ tới đây Thiên Bạch giọng trầm xuống, quát: "Ngươi không nên quá mức như thế, ngươi muốn bức ta liều mạng hay sao?" Thiên Bạch với tư cách một trong ba thủ lĩnh của Thiên La, hắn làm sát thủ vào sinh ra tử vài vạn năm qua, hắn có thể sống đến bây giờ, còn sống rất khá, tự nhiên không giống bình thường nếu như hắn không có tuyệt chiêu bảo mạng mới là chuyện lạ mà lâm minh đối mặt thiên bạch uy hiếp không nói cái gì cả lực trường của hồng mông không gian không có biến mất tốt ngươi lợi hại thiên bạch lúc này lạnh cả người hai đại cao thủ đối chiêu tới mức này làm mọi người bất ngờ lâm minh không chỉ là cao thủ hắn một chiêu phế tôn công công kế tiếp luân phiên ra tay đánh nát ngọc giản văn phù của nạp diệp thị hoàng hậu rồi sau đó lại áp chế thiên bạch giới vương thực lực đúng là không tưởng tượng nổi chẳng những lâm minh biến thái ngay cả song tu đạo lữ của hắn cũng chẳng kém gì, nhìn qua chỉ là nữ nhân xinh đẹp nhưng lực lượng bộc phát cũng rất khủng bố, ngay cả thiên bạch cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Hai người cho người ta cảm giác giống như không thuộc thế giới này, mạnh tới mức khiến người ta khó tin. Thời điểm thiên bạch muốn dùng bí pháp liều mạng của mình huyết chiến lâm mình, một giọng nói giả nua ung dung truyền tới. Cần gì phải tranh đấu tới mức này cơ chứ? Giọng nói vừa, vang lên thì sát khí giảm đi vài phần, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả thong dong đạp gió mà đi. Một lão già mặt áo bào vàng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa, hình dáng tuổi già sức yếu. Âm thanh của hắn già nua mang theo bén nhọn, nghe thập phần cổ quái, hắn mặc quần áo màu vàng là trang phục của thái giám, nhưng mà đồ văn trước áo bảo là kim long. Trong hoàng cung long là biểu tượng của hoàng quyền, chỉ có hoàng đế cùng thái tử mới có thể mặc, long bào của thái tử chỉ thiếu một chảo là bốn chảo kim long. Lão thái giám trước mặt mặc áo bào có hoa văn bốn chảo kim long, ý nghĩa hắn cùng cấp với thái tử. Mà trên thực tế trong Gia Lan quốc cũng không có thái tử, cũng nói đúng hơn lão thái giám này địa vị tại Gia Lan quốc gần với quốc chủ Gia Lan quốc. Kể từ đó thân phận của hắn cũng rõ ràng, hắn là một trong ba giới vương bên cạnh quốc chủ Gia Lan quốc, hoàng cung đại tổng quản Ngụy Công công. Bái kiến hoàng hậu nương nương, Ngụy Công công đứng lại sau đó cúi chào Nạp Diệp thị đang ngã trong đống đổ nát. Hắn thỉnh ảnh một tiếng này có quán chú chân nguyên vào trong, chân nguyên này như gió xuân rót vào trong người của Nạp Diệp thị, sau khi xoay chuyển một chu thiên đã khôi phục không ít thương thế. Gia Lan Quốc có ba giới vương, đại tư mã trưởng quản quân sự, quốc sư trưởng quản chính sự, mà đại tổng quản ngụy công công này trưởng quản nội vụ, vật tư cả nước, kể cả lam tuyết kim và các loại thiên tài địa bảo, phân phối tài nguyên, chi tiêu của hoàng cung, thậm chí ăn uống của mấy vạn thái giám cung nữ, toàn bộ đều do một tay ngụy công công trưởng quản, có thể nói quyền thế ngập trời. Nhân vật như vậy mặc dù nói theo lễ phép thịnh an hoàng hậu, kỳ thật hắn chính là người có địa vị còn cao hơn cả hoàng hậu tại Gia Lan Quốc này đây là thế giới cường giả vi tôn dù là hoàng quyền của thế giới võ giả cũng phải lấy thực lực làm hạch tâm đây là điểm khác với hoàng quyền của thế tục người không có thực lực thì cho dù là hoàng tử tần phi cũng tốt bọn họ sẽ không có chỗ đứng vào lúc này có ngụy công công đột nhiên xuất hiện trong nội tâm lâm minh có chút dùng mình người này khí thức âm trầm chân nguyên nội liếm rất khó phán đoán thực lực của hắn như thế nào tuy hắn chỉ là giới vương bình thường nhưng mà thực lực của hắn trong giới vương cũng là loại cao cấp lâm minh ẩn ẩn cảm thấy ngụy công công này thực lực còn trên cả thiên bạch đây là điểm khiến hắn không thể không kiêng kỵ dù sao ngụy công công này hơn phân nửa sẽ không hướng về bọn họ sau khi nạp diệp thị khôi phục chút chân nguyên và đứng lên nàng vung tay lên và dùng năng lượng hung khô mấu trên người của mình mấu và thịt của tôn công công dính lên người biến mất áo bảo dùng lam tuyết kim cùng thiên tàm ti dệt thành vốn là bảo vật hiện tại mấu tươi bốc hơi và tan đi áo bảo trở nên chân bóng chỉ tiếc bảo vật này bị lâm minh đánh phá không ít cảnh này khiến uy nghiêm của nạp diệp thị giảm xuống nhiều ngụy công công người có thể tới bổn cung thật cao hứng trên mặt nạp diệp thì tươi cười vài phần nàng không có giống lâm minh tưởng tượng là lên án lâm minh trước mặt ngụy công công đám người huyết nguyệt dĩ hạ phạm thượng phạm tội mưu phản thì chỉ bằng một câu của nàng đối với cản chữ cung bị san bằng và bản thân bị đánh chật vật như vậy cũng không có đề cập tới như thế khiến lâm minh càng xem trọng hoàng hậu này vài phần ngụy công công ở trong hoàng cung hơn 10 vạn năm hắn tự nhiên biết rõ một màn trước mặt là nguyên nhân gì trong quá trình tranh giành hoàng vị chẳng phân đúng sai chính tả ai thực lực mạnh hơn thì người đó lên làm hoàng đế ai là người thắng thì kẻ đó là chính nghĩa lão quốc chủ bế quan đúng là đã thông báo cho ngụy công công không nên nhúng tay vào tranh đoạt hoàng vị này nhưng mà càn chữ cung đã bị đánh sập nếu đánh tiếp hoàng cung cũng bị san thành bình địa ngụy công công nhất định phải ra tay các vị chuyện hôm nay dừng ở đây chứ hai vị nương nương cũng mệt mỏi a à, nên trở về cung nghỉ ngơi ngụy công công xuất hiện thì nói một câu có ý định hóa giải trận tranh đấu này vừa rồi hai phe đánh nhau sinh tử Bây giờ nói dừng lại là dừng lại, đây cũng là thời điểm hai bên không biết phải làm sao, bất đắc dĩ mới lựa chọn thế. Lâm Minh nhìn qua Thiên Bạch thật sâu, kỳ thật hắn biết rõ dùng thực lực của hắn tuy thủ đoạn ra hết có thể chiến thắng Thiên Bạch, nhưng mà chớm rất này không thực tế. Trong hoàng cung này mình muốn rất hoàng hậu thì Ngụy công công tất nhiên cũng không ngồi yên mà nhìn. Mà thực lực của Ngụy công công này còn mạnh hơn Thiên Bạch, giao thủ với hắn thắng bại khó mà dự đoán được. Chính thức đánh nhau với Ngụy công công tuyệt đối không khôn ngoan chỉ tăng thêm thù địch mà thôi, mà trong gia lan quốc còn không chỉ có một giới vương. Lại nói Lâm Minh và nhạc vương gia kia không quen biết, hắn căn bản không có nghĩa vụ đi giúp nhạc vương gia đánh sống chất làm gì, cũng căn bản không có ý định tham gia vào trận chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ở đây. Lâm Minh muốn chính là thương khung phách điển, mà bây giờ mục đích của hắn đạt thành hơn phân nửa. Lâm Minh nhìn qua Nguyệt Phi, Nguyệt Phi khẽ gật đầu, cũng không muốn tiếp tục tranh chấp. Kỳ thật bọn họ đã chiếm đủ tiện nghi, nạp diệp thị bồi dưỡng đám cao thủ cũng chất không ít, tôn công công còn bị Lâm Minh rớt, thậm chí ngay cả hình tượng hoàng hậu uy nghiêm cũng đánh tan một tôn công công thánh chủ đỉnh phong đối với nạp diệp thị mà nói tuyệt đối là phụ tá đắc lực bây giờ lại bị lâm minh chớm dụng chuyện này nạp diệp thị vẫn phải nhịn đây là chỗ tốt do thực lực áp chế nguyệt phi nhìn qua lâm minh tràn ngập hiếu kỳ nàng rất muốn biết lâm minh làm sao học được thương khung phách điển mà bây giờ còn chưa phải lúc hỏi thăm nàng nhẹ nhàng cười cười nhìn ngụy công công hòa hoãn nói nếu ngụy công công ra mặt việc này cũng bỏ đi chỉ hy vọng ngày sau trong vọng nguyệt lâu của bồn cung không còn kẻ nào đó hạ ý chỉ bảo ta tới đây nghe răn đe nguyệt phi nói câu này mang theo vài phần cảnh cáo nàng hôm nay dựa vào lâm minh mới chiếm thượng phong nhưng dù vậy nguyệt phi vẫn có vốn liếng cường thế như trước bởi vì nàng tổn thương qua hai tháng là tốt đến lúc đó nàng cũng khôi phục thực lực đỉnh phong khi đó nguyệt phi không kém gì thiên bạch kể từ đó trong hoàng cung gia lan này nàng tự nhiên có vốn liếng dừng chân bị nguyệt phi một phi tần cảnh cáo trong mắt nạp diệp thị hàn quang lóe lên rồi biến mất nhưng mà nàng chỉ hất tay áo lên mặt không biểu tình nói với thái giám đi theo khởi giá dưỡng tâm điện càn chữ cung đã tan nát nàng tự nhiên không có khả năng nghỉ ngơi trong càn chữ cung mà dưỡng tâm điện là cung điện của hoàng thượng cũng chỉ có hoàng hậu mới có thể tùy ý ra vào hơn nữa còn được ở lại trong điện dưỡng tâm qua đêm phi tử còn lại không có quyền lợi này một trường phong ba cứ như vậy chìm xuống càn chữ cung bị hủy diệt chắc chắn sẽ có người nghị luật nhưng mà những chuyện này sẽ bị áp chế thôi đương nhiên lâm minh sẽ không quan tâm những chuyện này Tiếp nối duy nhất của hắn hôm nay chính là không lưu ký hiệu lên người Thiên Bạch, nhưng mà buộc hắn thiêu đốt máu huyết vẫn có lời. Lâm Minh ý định đi theo Nguyệt Phi trở về Vọng Nguyệt lâu, mà đúng lúc này hắn có người gọi lại. "Vị tiểu huynh đệ này, xin dừng bước." Lâm Minh dừng lại, xoay đầu qua nhìn Ngụy Công Công cười tủm tỉm nhìn mình, vốn là thái giám, hắn cười có chút quái dị, thực tế phối hợp gương mặt tuổi già sức yếu, hắn cười một cái không đẹp, thậm chí còn khiến người ta sởn gai ốc. Nhưng mà Ngụy Công Công cười, rộ lên thì phi thường hiền lành không nghĩ tới nhạc vương thâm tàng bất lộ không ngờ có thể mời tiểu huynh đệ tới làm phụ tá ngụy công công trong khi nói chuyện ánh mắt đánh giá lâm minh hắn mặc dù không có nhìn thấy toàn bộ quá trình nhưng mà giao thủ cuối cùng hắn vẫn cảm ứng đại khái hắn đã hiếu kỳ thân phận của lâm minh người như lâm minh nếu xuất thân từ thế lực lớn như vậy thế lực sau lưng của hắn không phải thế lực đại giới giới vương của gia lan quốc sánh bằng được tranh lệch quá lớn lâm minh cười nhạt một tiếng nói ra ngụy công công hiểu lầm lâm mỗ không phải người của nhạc vương gia cũng không quen Nhạc Vương gia, chỉ là bạn cũ với Nguyệt phi nương nương mà thôi, vào trong nội cung của Nguyệt phi làm khách. Lâm Minh thập phần bình tĩnh nói một câu, làm cho Ngụy Công công có vài phần dị sắc nhìn qua Nguyệt phi, Ngụy Công công là người vô cùng khôn khéo, hắn là nhân vật thành tinh, hắn ẩn ẩn biết rõ Nguyệt phi tiến cung có mục đích gì. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Nguyệt phi lại quen người như thế. Kể từ đó hắn phải cân nhắc lại chuyện Nhạc Vương gia tranh giành hoàng vị với Thân Vương gia, thậm chí quan hệ với Lương Công công có quan hệ tốt với Nguyệt phi. Tất cả những điều kiện tiên quyết này là do Ngụy Công Công cho rằng Lâm Minh có thể xuất thân từ thế lực thiên tôn. Một thế lực thiên tôn trong cả nội tu la lộ này là thế lực hô phong hoán vũ, phong vân một cõi, Ngụy Công Công bản thân trong thế lực này chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, nếu như có thể trèo lên quan hệ với thế lực thiên tôn thì ngày sau có nhiều chỗ tốt. Mà bây giờ Ngụy Công Công nhìn thấy Lâm Minh căn bản không có ý nói xuất thân của mình, hắn cũng chỉ có thể không hỏi nhiều, tạm thời ý định trèo quan hệ với Lâm Minh, hắn chỉ vừa cười vừa nói tiểu huynh đệ nếu có ý, có thể thường đến Gia Lan Quốc làm khách, Gia Lan Quốc sẽ tiếp đãi như khách quý. Ngụy Công Công nói những lời này trước mặt mọi người, lúc này Hoàng hậu nạp diệp thì còn không có khởi giá, mặc kệ thái giám, cung nữ của Càn Chữ Cung và Vọng Nguyệt Lâu đều nghe rõ ràng. Trong mắt những tiểu thái giám, tiểu cung nữ thì Ngụy Công Công là một trong những nguyên lão của Gia Lan Quốc, ngoài quốc chủ gia là một trong ba người mạnh nhất, hơn nữa mạnh hơn giới vương bình thường. Thực lực của Ngụy Công Công không kém, hắn tu luyện quỳ hoa tâm kinh tới cảnh giới không tưởng tượng nổi, trong hoàng cung Ngụy công công chính là đại tổng quản tuyệt đối, trưởng quản tất cả nội vụ, không riêng hoàng hậu, hoàng tử đều phải lễ nhượng ba phần, nếu hắn ủng hộ vương gia nào thì người đó có quá nửa cơ hội lên hoàng vị. Đáng tiếc không có người nào có thể nịnh bợ hắn, mặc dù thân vương gia, nhạc vương gia tặng lễ cũng không công mà lui. Nhưng mà bây giờ nhân vật quyền thế của gia Lan quốc này đang chủ động lấy lòng Lâm Minh, chuyện này làm cho các tiểu thái giám, tiểu cung nữ cả kinh, lúc nhìn qua Lâm Minh đã biến thành nhân vật thâm tàng bất lộ. Trên thực tế những tiểu thái giám điều cung nữ này cảnh giới có hạt, bọn họ không hiểu ý nghĩa thực lực và thiên phú của Lâm Minh đại biểu cho cái gì, mà Ngụy công công nịnh nọt khiến bọn họ chấn kinh. Mà hoàng hậu Nạp Diệp thị sắp lên kiệu nghe được Ngụy công công nói chuyện thì thân thể dừng lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Cuối cùng nàng vẫn ngồi trong kiệu, thái giám bên người hô lên: "Khởi giá dưỡng tâm điện." Rồi sau đó đoàn người càn chữ cung biến mất trong khúc cua. Mà thái giám, cung nữ của vọng nguyệt lâu lúc này quay về chỗ của mình, những người này như muốn bay lên bọn họ cảm thấy mình như vừa đánh thắng trận lớn. Đối với tiểu thái giám, tiểu cung nữ của vọng nguyệt lâu mà nói, cho dù là hoàng hậu hay là nội vụ đại tổng quản ngụy công công thì họ sợ tới chết, câu nói đầu tiên có thể làm cho bọn hắn triệt để bốc hơi khỏi. Nhân gian, hôm nay, hoàng hậu hao tổn nhiều cao thủ như vậy, ngay cả càn chữ cung cũng không còn nhưng chỉ nén giận mà đi, mà ngụy công công đi tới cũng không có truy cứu trách nhiệm của lâm minh. Ngược lại còn nịnh nọt Lâm Minh, nói chỉ cần Lâm Minh tới Gia Lan Quốc chính là khách quý. Hai người tương phản như thế, những tiểu thái giám, tiểu cung nữ cảm giác không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng cảm thấy hãnh diện. Tuy hoàng hậu và ngụy công công kỳ thật chỉ chịu thua lâm minh, những tiểu thái giám, tiểu cung nữ bọn họ chẳng có chút quan hệ nào, nhưng dù sao lâm minh là ở lại trong vọng nguyệt lâu, hoàng hậu lần này chịu thua chính là chịu thua vọng nguyệt lâu, chuyện này chẳng khác gì trên mặt của bọn họ có hào quang. Mà hình tượng của lâm minh cũng biến thành thâm bất khả chắc trong suy nghĩ của những tiểu thái giám, tiểu cung nữ, cho nên tiểu nha hoàn mang nước rửa mặt cho lâm minh không ngừng nhìn lén lâm minh, cũng hiếu kỳ với lâm minh. Trong mắt của nàng thì Lâm Minh hôm nay chính là anh hùng của Vọng Nguyệt Lâu, mà tình cảnh giới vương đại chiến tuy thập phần ngắn ngủi nhưng khắc sâu trong suy nghĩ của tiểu nha hoàn này. Vốn tiểu nha hoàn còn khinh bị Lâm Minh cùng tiểu ma tiên ngày ngày mây mưa, hiện tại nàng lại hâm mộ tiểu ma tiên, nhưng mà tiểu ma tiên thực lực cũng khiến nàng kinh hãi và sùng bái. Một nữ hài tử có thực lực như thế đúng là quá khó tưởng tượng. Một đoàn người quay về Vọng Nguyệt Lâu, vừa vào Vọng Nguyệt Lâu thì Nguyệt đã phát ban thưởng, phần thưởng này chính là một ngàn nguyên khí phù văn cho mỗi tiểu thái giám, tiểu cung nữ, chuyện này khiến bọn họ vô cùng cao hứng, hô to. Tạ nương nương ban thưởng, Nguyệt Phi mỉm cười, phất phất tay nói, các ngươi đi xuống đi, chúng thái giám, cung nữ không người rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Lâm Minh, Nguyệt Phi cùng tiểu ma tiên ba người. Lâm Minh, hôm nay cũng nhờ có ngươi, Nguyệt Phi trong khi nói chuyện, nàng cũng rót một chén trà vân vụ vũ trà cho Lâm Minh cùng tiểu ma tiên, đây là trà quý báu của vọng Nguyệt Lâu. Mỗi một ly đều có công hiệu nâng cao tinh thần, Lâm Minh hai tay tiếp nhận chén trà, khách khí nói ra nương nương nói quá lời chuyện hôm nay cũng là do ta mà có nếu như không phải một nam nhân như ta ở vọng nguyệt lâu thì hoàng hậu cũng không dễ dàng lấy nguyệt phi ra lập uy nghe lâm minh nói nguyệt phi mỉm cười lâm minh ngươi không cần khiêm tốn ta và ngươi cũng biết hoàng hậu là cố ý làm khó dễ cho dù không có ngươi thì nàng ta cũng tìm cớ khác gây khó dễ mà thôi nếu không có ngươi thì hôm nay chắc chắn không xong may mắn ta tổn thương qua một thời gian là tốt lên đến lúc đó ta cũng không sợ bọn chúng cho dù thiên bạch có tới cũng không dễ dàng làm gì ta đâu nhắc tới thiên bạch lâm minh cười lạnh một tiếng nói thiên bạch lại tới thì không cần nương nương ra tay sổ sách ta sẽ tính với hắn còn không có tính toán rõ đâu nguyệt phi nương nương người bị thương nghiêm trọng như thế điều dưỡng lâu như vậy còn chưa trừ tận gốc sao nghe lâm minh nhắc tới chuyện này nguyệt phi than nhẹ một tiếng nói là vô sinh độc độc này có thể rất chất thánh chủ ảnh hưởng giới vương nếu như không phải thủ hạ thân tín của ta ra tay ta cũng sẽ không bị thương tích này cho nên ta phải áp chế độc thời gian dài chân nguyên không thể điều động nhiều a vô sinh độc lâm minh kế thừa trí nhớ của ba luyện dược sư đương nhiên biết rõ chất độc này trên thế giới này độc dược của phàm nhân không có hiệu quả với võ giả nhưng chút độc dược có thể rất chất hồng cảnh nhưng mà những độc dược này phải xuất ra từ tay của luyện dược sư hơn nữa tài liệu luyện chế phải là thiên tài địa bảo luyện dược sư có thể luyện chế đan dược tăng tu vì có chút vô thượng thần đan ngay cả giới vương cũng đánh đập tàn nhẫn bởi vì những vô thượng thần đan này các giới vương đánh nhau tàn nhẫn để có được nhưng mà tốt xấu gì cũng có tác dụng với giới vương, đương nhiên cũng có thể là độc dược với giới vương. Thậm chí có chút đan dược tăng tiến tu vị, bởi vì dược tính quá mạnh nếu như phục dụng, hoặc là tu vị chưa đủ có thể bảo thể mà chất. Cho nên độc dược có thể rất võ giả cao cấp cũng không dễ gặp được. Mà vô sinh độc này do thiên tài địa bảo luyện thành, hơn nữa còn dùng quá trình dườm già mới thành. Lâm Minh có chút trầm ngâm, nói ra, vô sinh độc tuy lợi hại, nhưng mà dược tính của nó dựa theo lý giải của Lâm Mỗ còn chưa tới mức ảnh hưởng tới giới vương. Đúng vậy, vô sinh độc này do lục phẩm thần văn sư gia chỉ thần văn thuật cho nên độc tính mạnh hơn xa bình thường ta trừ khử nó phải mất thời gian nửa năm thần văn thuật lâm minh mỉm cười nói ra nếu như là thần văn thuật thì độc dược này phải có đường vân của tu la pháp tắc những đường vân này có thể phá giải tuy không cách nào giải trừ độc tính của vô sinh độc nhưng mà độc tính lại ra chỉ tu la thiên đạo nên khó trừ khó hơn lâm minh nói như vậy trong lòng huyết nguyệt khẽ động nàng lập tức nghĩ tới lúc lâm minh phá giải thần văn phù của hoàng hậu đây không phải thủ đoạn người bình thường có thể làm được thậm chí rất nhiều lục phẩm thần văn sư cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Điểm này làm cho huyết nguyệt cảm thấy không tưởng tượng nổi, nàng không biết lâm minh tuổi còn trẻ như vậy làm sao có thể phá giải được đoạt mệnh ngọc phù, tìm ra nhược điểm của lục phẩm thần văn phù, cho dù lâm minh chuyên môn nhắm vào hai chủng thần văn thuật này mà tu luyện cũng rất khó trong thời gian ngắn bài trừ ngay được. Đối với lâm minh, huyết nguyệt cảm thấy bí ân trong lòng, cho dù là truyền nhân của chân thần cũng không làm được như lâm minh. Chưa dù cốt linh chưa đủ 60, có thể chiến giới vương cũng khiến người ta cảm thấy khó tin. Lâm Minh, người thật sự là, chưa đủ 60 tuổi. Tuy cảm giác hỏi như vậy không quá lễ phép, nhưng mà huyết nguyệt vẫn không nhịn được. Lâm Minh mỉm cười, hàm hồ nói ra, tuổi của Lâm Mộ đúng là không lớn, nhưng mà có thể đạt tới cảnh giới bây giờ là nhờ vào chút cơ duyên. Lâm Minh dù nói hời hợt nhưng mà huyết nguyệt tuyệt không cho rằng như vậy, trong tam thập tam thiên vũ trụ, người vận khí tốt không biết bao nhiêu mà nói, nhưng mà dù là truyền nhân chân thần thánh địa cũng không được một phần người của Lâm Minh. Tuy Lâm Minh không có nói rõ tuổi, huyết nguyệt vẫn ẩn ẩn xác nhận cốt linh của Lâm Minh chưa đủ 60. Trong nội tâm xuất hiện suy nghĩ này, huyết nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, sờ vào trong tu di giới, dừng lại mấy hô hấp huyết nguyệt từ trong tu di giới xuất ra ngọc giản đỏ như máu. Ngọc giản này chính là thương khung phách điển đạo cung cửu tinh. Lâm Minh, hôm nay ta thiếu nợ người đại nhân tình, ta vốn tưởng rằng hoàng hậu có tu vị nửa bước giới vương, bên người có tôn công công cũng không thể lưu được ta, lại không nghĩ hoàng hậu mời thiên bạch của thiên la tới, suýt nữa khiến ta ăn thiệt thòi lớn, nếu không phải có ngươi ra tay, ta hôm nay chỉ sợ rất khó trở về, ít nhất ta sẽ phải trả cái giá to lớn mới có khả năng thoát khỏi càn chữ cung. Ân tình này ta nhớ kỹ, ta biết rõ ngươi cần cái này, hiện tại cho ngươi, xem bao lâu thì xem. Huyết Nguyệt nói xong mang ngọc giản màu đỏ đặt lên bàn, giao cho Lâm Minh, Huyết Nguyệt tuy trong người trung độc, nhưng kỳ thật cũng có một ít bí pháp bảo vệ tính mạng, đều là chiêu thức đốc sức liều mạng, nếu như thi triển ra thì có khả năng đào thoát khỏi thiên bạch, nhưng mà phải thiêu đốt mấu huyết và nguyên khí đại thương. Đối với Huyết Nguyệt có thủ lớn chưa trả mà nói đây là chuyện không tiếp nhận được, cho dù mang thương khung phách điển đưa cho Lâm Minh cũng đáng giá. Thương khung, phách điển, con mắt Lâm Minh sáng ngời, hắn đến tìm huyết nguyệt chính là vì ngọc giản này, mà bây giờ, rốt cục đến tay. Huyết nguyệt nói, ta sớm có thể cho ngươi mượn, nhưng mà ta cho rằng dù ngươi có được thương khung phách điển đạo cung cửu tinh cũng không luyện thành, chỉ phí công vô ích, cho nên ta không đặt yêu cầu của ngươi trong lòng, lại không nghĩ ngươi đã mở đạo cung cửu tinh đạt tới cảnh giới nghịch thiên trong truyền thuyết đúng là không biết ngươi tu luyện thế nào thành huyết nguyệt tràn ngập hiếu kỳ với lâm minh nhưng nàng không có hỏi nàng suy đoán chuyện này có liên quan tới cơ duyên của lâm minh là bí mật của lâm minh lâm minh không có chối từ tiếp nhận thương khung phách điển cảm giác quét qua thì trong đó quả nhiên ghi lại phương pháp tu luyện đạo cung cửu tinh lâm minh tu luyện luyện thể thuật nhiều năm như vậy hắn càng cảm thấy thương khung phách điển là công pháp hết sức kỳ lạ ngay từ đầu lâm minh cho rằng thương khung phách điển là thần võ vô thượng nhưng mà cẩn thận ngẫm lại chỉ sợ không đơn giản như thế luyện thể thuật dù sao cũng từng hưng thịnh ở thần vực để lai like vô số truyền thừa, tuy trải qua bao nhiêu ức năm qua đã tổn thất rất nhiều, nhưng mà vẫn có lưu các loại công pháp như hỗn độn cương đấu kinh các, nhưng mà những công pháp này không có bá đạo như thương khung phách điển. Rất nhiều công pháp luyện thể áp dụng quy tắc trước 36 ức năm trước, hiện tại mang ra luyện cũng khó đạt tới đạo cung cửu tinh. Mà thương khung phách điển ghi lại các loại đan dược chân quý, những đan dược này mặc dù hôm nay dưới pháp tắc cấm đoán vẫn có tác dụng không nhỏ, không giống tầm thường. Cho nên đối với thương khung phách điển, Lâm Minh càng coi trọng thực tế bí pháp phát lực bách trọng lãng có thể tăng lực lượng theo bội số nhân chuyện này có ý nghĩa lực lượng của lâm minh ngày sau càng mạnh thì phát lực càng mạnh lâm minh thu hồi thương khung phách điển nhìn huyết nguyệt nói cảm ơn nguyệt phi nương nương ta đúng là cần ngọc giản này kỳ thật ta còn có một chuyện cần hỏi chỉ là có chút mạo muội cho nên vẫn không có nói ra nguyệt phi thập phần thản nhiên nói lâm công tử không cần phải khách khí hỏi đi lâm minh mỉm cười nói ta muốn biết nương nương làm sao đạt được thương khung phách điển này Lâm Minh đã sớm kỳ quái công pháp này trên cơ bản không có bản đơn lẻ, muốn phục chế một bộ cũng cần người tu luyện luyện tới đại viên mãn mới được. Dưới loại tình huống này người chế tác hao phí đại lượng tinh lực, rất nhiều thời gian mới chế tác ra được. Có rất ít người làm được điểm này, nhiều khi còn khó hơn tu luyện ban đầu. Nếu quả thực có người phục chế đầy đủ, chắc chắn là cổ nhân của 36 ức năm trước. Một bộ công pháp này của mình và huyết nguyệt đều phân ra từ thần vực cùng tu la lộ, đồng thời lại bổ sung cho nhau, chuyện này quá trùng hợp. Mặc dù Lâm Minh có nghi vấn nhưng mà hắn và huyết nguyệt bèo nước gặp nhau, liên quan tới nơi phát ra công pháp có liên quan tới một ít bí mật của Nguyệt Phi, người ta hơn phân nửa sẽ không nói cho hắn nghe, hiện tại Lâm Minh cùng Nguyệt Phi quan hệ gần cho nên Lâm Minh mới hỏi. Nhưng mà Lâm Minh hỏi xong thì sắc mặt huyết nguyệt lộ vẻ khó xử, dường như không muốn trả lời. Lâm công tử, đây là ta đét được trong bí cảnh, nhưng là mà tình hình cụ thể của bí cảnh này có quan hệ một ít bí mật của ta, một khi nói ra sẽ uy hiếp an toàn của người thân, thật sự không cách nào bẩm báo, thật có lỗi. Huyết Nguyệt châm trước nói như thế, Lâm Minh ra tay cứu nàng, nàng giấu giếm thân thế công pháp thì Huyết Nguyệt cảm thấy băn khoăn. Ngược lại Lâm Minh rất tiêu sái, hắn không có để ý. Nếu liên quan an toàn của người thân nương nương, nương nương không trả lời là đương nhiên, là Lâm mỗ đường đột. Lâm Minh nói như vậy, Huyết, Nguyệt lúc này lại băn khoăn, nàng nói ra, thật sự là khó có thể mở miệng, Lâm Công Tử, kỳ thật ta cũng muốn hỏi lai lịch công pháp của Lâm Công Tử. Nếu như ta không nhìn lầm lời thì Lâm Công Tử lúc đấu với Thiên Bạch đã mở ra đạo cung cửu tinh, lại dùng bí pháp phát lực, làm cho lực lượng của mình tăng lên vài lần đúng không? Huyết Nguyệt nhận ra Lâm Minh cũng ngoài ý muốn. Xem ra bản thân Huyết Nguyệt cũng tu luyện, nhưng mà quyển đạo cung cửu tinh trong tay của nàng không có mở bát môn đột pháp, nàng tu luyện thế nào? Trong lòng Lâm Minh đưa ra một ít suy đoán. Chẳng lẽ lại, hắn nhìn qua Huyết Nguyệt thật sâu và có dị sắc trong mắt? Hơi dùng một chút, Huyết Nguyệt cho rằng Lâm Minh không muốn trả lời. Nàng than nhẹ một tiếng nói ra, ta biết rõ mình có chút quá phận nhưng mà lai lịch bát môn độn pháp trong tay Lâm Công Tử với ta mà nói thực rất trọng yếu, liên quan đến tới một người mà ta tìm kiếm, mà người nọ với ta mà nói quan trọng như tính mạng của mình. Nếu như có khả năng, thì Lâm Công Tử nói cho ta biết, nếu như Lâm Công Tử nhất định muốn biết lai lịch của đạo cung cửu tinh trong tay thì ta cũng nói tỉ mỉ, nhưng mà hy vọng Lâm Công Tử lấy võ đạo chi tâm thề, không tiết lộ ra ngoài. Huyết Nguyệt nói đến đây Lâm Minh ngơ ngác nhìn qua Huyết Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Liên quan đến đến Huyết Nguyệt vẫn tìm kiếm một người, chẳng lẽ là... Trên đời này, thậm chí có chuyện trùng hợp như vậy thấy lâm minh sướng sờ trong lòng của huyết nguyệt có chút sốt ruột nàng đang lo lắng và muốn biết chuyện này nhất mà nếu như lâm minh không nói thì nàng không có biện pháp lâm công tử ta hiện tại nói cho ngươi biết lai lịch của đạo cung cửu tinh trong tay ta chỉ hy vọng lâm công tử chớ nói ra ngoài nếu không tính mạng người thân của ta huyết nguyệt đang muốn nói bí mật của mình mà đúng lúc này lâm minh hít sâu một hơi dùng ngữ khí cổ quái nói ra cái kia nương nương muốn tìm người không phải họ mộ đấy chứ Lâm Minh nói như vậy thân thể huyết nguyệt run lên như bị điện giật, toàn thân cứng đờ, nàng không thể tin nổi nhìn qua Lâm Minh, trong ánh mắt hiện ra vẻ xuất thần, từ kinh ngạc không dám tin tới vui sướng. Tay nàng run nhẹ nhẹ, nhưng mà nàng dường như đang khắc chế, trong lòng có ý e ngại, nàng sợ nhận được tin tức không tốt. Nhìn thấy huyết nguyệt phản ứng như vậy, Lâm Minh đã hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình, trong lòng của hắn cảm khái, không nghĩ tới mộ cô nương cần tìm người, bây giờ lại gặp được. Lâm Minh cũng hiểu rõ, huyết nguyệt lấy tên hiệu có chữ nguyệt là gì bởi vì huyết nguyệt vốn tên là mộ linh nguyệt mà mộ linh nguyệt chính là muội muội thất lạc nhiều năm của mộ thiên tuyết năm đó bởi vì thiên minh tử đuổi rất mộ thiên tuyết tế hiến linh hồn bản thân phát động ma phương tập sát mấy vạn cao thủ thần vực đồng thời cũng tống muội muội đi xa từ đó về sau hạ lạc của mộ linh nguyệt không rõ lâm minh lại không nghĩ tới mộ linh nguyệt vi báo thù lịch lãm rèn luyện bức bách chính mình chẳng những tiến vào tu la lộ còn gia nhập tổ chức sát thủ thiên la hôm nay nàng vẫn sống chất ma luyện thực lực của mình, đủ nhìn ra nàng chờ mong ngày báo thù ra sao. Đồng thời nàng cũng đang tìm kiếm tỷ tỷ, về phần, huyết nguyệt, có chữ, huyết, cũng có nghĩa là huyết hải thâm cừu, đại biểu trong đó là lĩnh vực của mộ linh nguyệt, trong bóng đêm vô tận có huyết nguyệt nhô cao. Hôm nay Lâm Minh cùng huyết nguyệt gặp nhau, trùng hợp có cùng nguyên nhân, năm đó huyết nguyệt bởi vì biết thiên minh tử tồn tại, bất đắc dĩ tiến vào tu la lộ, mà hắn thì gặp tạo hóa thánh tử, cũng tiến vào tu la lộ, hắn tìm kiếm cách tăng thực lực, không ngờ gặp được huyết nguyệt cùng lựa chọn mà tạo nên trùng hợp ngày hôm nay mà hai người cũng lại tình cờ gặp nhau nhưng mà lâm minh xem ra huyết nguyệt muốn báo thù thật sự rất khó khăn rất khó khăn nếu như thiên minh từ lúc trước không tổn thất một tay ở thiên diễn đại lục thì hắn đã sớm bước vào cảnh giới nửa bước thiên tôn mà trái lại mộ linh nguyệt trải qua nhiều năm cố gắng cũng chỉ mới vào giới vương mà thôi tranh lệch hai cảnh giới đối với mấy tuyệt thế thiên tài bài danh ở phía trước có lẽ mấy ngàn năm là có thể vượt qua nhưng mà đối với thiên tài truyền nhân thiên tôn mà nói lại thường thường cần vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm mới gian nan đạt tới được mà có một ít thiên tài cũng không thể vượt qua được thiên phú của thiên minh tử ở cấp độ truyền nhân thiên tôn đỉnh cấp mộ linh nguyệt muốn đuổi kịp hắn quá khó nhìn thấy mộ linh nguyệt thần sắc lo được lo mất lâm minh nói mộ cô nương không có việc gì bởi vì một ít nguyên nhân cho nên nàng đi theo cao thủ thiên tôn tu luyện nếu như ngươi muốn gặp nàng ta ra khỏi tu la lộ sẽ mang ngươi đi theo ta trước kia nghe mộ cô nương nhắc tới ngươi ngươi là tiểu thánh nữ mộ linh nguyệt của thiên vũ thánh điện năm xưa sao nghe được lâm minh nói lời này thân thể mộ linh nguyệt không ngừng run lên nàng đang cố trèo chống thân thể không té ngã nàng tìm kiếm hơn năm vạn năm qua mà giờ này ngày này nàng rốt cục đạt được tin tức tỷ tỷ còn sống nàng không có việc gì nàng không có việc gì a hát mộ linh nguyệt thì thào tự nói nước mắt mông lung ướt nhẹp khăn che mặt lâm minh không nói gì hắn chỉ yên lặng nhìn qua hắn biết rõ tin tức hôm nay đối với mộ linh nguyệt trùng kích rất lớn nàng cần thời gian khôi phục tâm tình qua một phút sau mộ linh nguyệt mới từ trong vui sướng khi nghe tin tức này khôi phục lại, nàng nhìn về phía Lâm Minh, trong ánh mắt hiện ra cảm kích thật sâu. Xin hỏi, Lâm công tử cùng tỷ tỷ của ta là? Mộ linh nguyệt lúc này nhìn qua Lâm Minh ánh mắt đã hoàn toàn không giống trước, tìm được manh mối của tỷ tỷ đối với mộ linh nguyệt mà nói trọng yêu hơn mọi chuyện. Mộ cô nương và ta vừa là thầy vừa là bạn, nàng giúp ta vượt qua võ đạo chi lộ lúc ban đầu, cũng là thời kỳ ta gian nan nhất, dạy ta rất nhiều thứ, ta và mộ cô nương có thể nói là thầy trò, cũng là đồng bọn chiến đấu sinh tử, nàng đã cứu tính mạng của ta mấy lần, ta đã cứu nàng, quan hệ lẫn nhau xem như không có chuyện gì không thể nói, không bí mật không thể chia sẻ, có thể nói hoàn toàn tín nhiệm đối phương, nhưng mà bình thường ta gọi mộ cô nương là sư tỷ, cho nên nói quan hệ xem như sư đệ của nàng. Lâm Minh nói xong lời nói này mộ linh nguyệt đã tin hơn phân nửa, đương nhiên đây chỉ là lời của Lâm Minh mà thôi, còn chưa đủ khiến mộ linh nguyệt hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy Lâm Minh lại mang chuyện mộ thiên tuyết đi tiêu giao đảo và viễn cổ đế đô nói ra, cũng nhiều lần lịch lãm tìm kiếm thiên tài địa bảo, kể cả mộ thiên tuyết có cô cô mộ thủy thiên cùng với những quân cờ ẩn ở tiêu giao đảo của thiên vũ thánh địa nói kỹ càng nghe những lời này mộ linh nguyệt đã hoàn toàn tin tưởng nếu như lâm minh không phải có quan hệ tín nhiệm với mộ thiên tuyết thì chắc chắn nàng không bao giờ mang lâm minh đi tiêu giao đảo cũng giao phó đồ vật cho lâm minh đây chính là hy vọng phục hưng thiên vũ thánh địa đều ký thác vào người lâm minh mà bây giờ mộ linh nguyệt xem ra lâm minh thật sự quá ưu tú có đầy đủ khả năng làm được điểm này thực không ngờ tỷ tỷ có thể tìm được ngươi là thiên tài tuyệt thế đây là may mắn của tỷ tỷ cũng là may mắn của A Thiên Vũ Thánh Địa, ngươi chưa đủ 60, tu vị thần quân sơ kỳ, chiến lược sánh ngang giới vương bình thường, tạo nghệ thần văn thuật không thể tưởng tượng nổi, càng mở đủ bát môn độn giáp, đột phá đạo cung cửu tinh. Ta thực khó có thể tưởng tượng ngươi làm sao phân bố thời gian tu luyện trong 60 năm qua, có bao nhiêu thiên phú, bao nhiêu cơ duyên, bao nhiêu trả. Giá, trong lòng của Mộ Linh Nguyệt thấy Lâm Minh chính là anh hùng của thế gian. Một lần đại kiếp nạn chưa chắc xuất hiện thiên tài như Lâm Minh này. Hắn là nhân vật hoàn toàn có thể vượt qua đại kiếp nạn, ví dụ như 36 ức năm trước có Phong Thần Thiên Tôn cũng không hơn gì hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lâm Minh có thể bảo trì tốc độ này, có thể duy trì đột phá mạnh mẽ. Tỷ tỷ có người phụ tá thật sự là quá may mắn, có người thì chuyện trùng kiến Thiên Vũ Thánh Địa không khó, kể cả báo thù Thiên Minh Tử chỉ cần có thời gian là làm được. Nhắc tới Thiên Minh Tử, Mộ Linh Nguyệt khó mà bình tĩnh được, nàng đối với Thiên Minh Tử hận nghiến răng nghiến lợi. Thiên Minh Tử xuất thân Thiên Vũ Thánh Địa, nhưng lại đả đảo Thiên Vũ Thánh Địa, Tàn sát hết mộ thị nhất tộc. Cừu hận như thế chẳng khác gì không đội trời chung, Thiên Minh tử bây giờ chắc là đại giới giới vương đỉnh phong, Thiên Vũ Thánh địa báo thù hắn không thể nóng lòng được. Mộ Linh Nguyệt nói như vậy trên Ma Lâm Minh đầy vẻ cổ quái, hắn do dự nói. "Ách, về mối thù của Thiên Minh tử, chỉ sợ không cần quan tâm." "Ân, ngươi nói cái gì?" Mộ Linh Nguyệt sững sờ một chút, không có hiểu rõ Lâm Minh vì sao nói như vậy. "Thù của Thiên Minh tử không cần quan tâm." Mộ Linh Nguyệt khi nói chuyện, nghi hoặc nhìn qua Lâm Minh dựa theo lời của lâm minh thì lâm minh cùng mộ thiên tuyết là đồng bọn có thể giao phó tính mạng cho nhau mộ thiên tuyết muốn báo thù lâm minh đương nhiên không ngồi yên không nhìn thấy mộ linh nguyệt nhìn qua lâm minh chờ lâm minh nói lâm minh cân nhắc một chút cảm giác vấn đề này mặc dù khó tin dù nói ra mộ linh nguyệt cũng không đến mức không tin nhưng mà quá khó tiếp nhận hắn dừng hơi lâu khiến cho mộ linh nguyệt có thời gian chuẩn bị đủ mới chậm rãi nói ra cái kia kỳ thật thiên minh tử chất rồi cái cái gì, mộ linh nguyệt phản ứng đầu tiên là đứng lên, cái bàn chút nữa bị nàng đụng lăn. Người nói, thiên minh tử chất rồi, mộ linh nguyệt trong khi nói chuyện nhìn chằm chằm vào lâm minh, trong nội tâm đầy sóng gió. Thiên minh tử, qua nhiều năm như thế là ngọn núi áp trong lòng của nàng, ép tới mức nàng thở gấp không nổi, nàng gia nhập tổ chức sát thủ chính là vì lịch lãm trong tổ chức sát thủ có cơ hội báo thù chỉ có nhiều lần trải qua sinh tử di chuyển giữa sống và chất mới dễ dàng đột phá cảnh giới nhất mộ linh nguyệt biết rõ thiên phú của mình kém hơn thiên minh tử hơn nữa thiên minh tử còn tu luyện lâu năm hơn nàng, muốn đuổi kịp thiên minh tử, phi thường khó. Cho nên nàng trả giá nhiều, cố gắng hơn nữa. Mà cũng bởi vì thiên minh tử tồn tại, mộ linh nguyệt vẫn không ngừng mai danh ẩn tích, chưa bao giờ nói tới thân thế của nàng bao giờ. Kể cả lương công công cũng chỉ biết danh hiệu của nàng là huyết nguyệt, không có người nào biết tên vốn có của nàng. Che giấu tung tích trong tổ chức sát thủ thiên la càng dễ dàng. Nhưng mà chính vì nàng không thở nổi khi có cử nhân thế này, cản trở nàng trùng kiến thiên vũ thánh địa, trong mắt nàng hắn không phải kẻ có thể báo thù trong thời gian ngắn. Bây giờ lại bị Lâm Minh nói hắn chất rồi, chuyện này làm tâm thần của Mộ Linh Nguyệt rung mạnh, khó có thể kịp phản ứng. Thiên Minh tử là nhân vật bậc nào? Năm vạn năm trước cũng đã đột phá giới vương, hơn nữa dùng thiên phú của hắn bây giờ ít nhất cũng là đại giới giới vương, thậm chí còn là đại giới giới vương đỉnh cấp bước thẳng nửa bước thiên tôn. Người như vậy ít khi vẫn lạc trong bí cảnh, mà lòng dạ, thủ đoạn của Thiên Minh tử cũng khiến hắn khó vẫn lạc, hắn chất như thế nào? Chẳng lẽ bị người rất ai có thể rớt đại giới giới vương đỉnh phong. Mộ Linh Nguyệt phản ứng đầu tiên là không thể tin, nhưng mà nàng cảm giác Lâm Minh không có nói đối. Nhưng mà thời điểm hắn nói lại quá kinh người, loại người này hơn phân nửa. Không cần nói dối, hơn nữa chuyện này nói lung tung đối với Lâm Minh không có chỗ tốt gì. Đúng rồi, là sư phụ ngươi ra tay. Mộ Linh Nguyệt đột nhiên ý thức được khả năng này, nếu như Lâm Minh có sư phụ là thiên tôn đỉnh phong thì có thể rất thiên minh tử. Dù thiên minh tử là đại giới giới vương, trưởng quản thế giới, hơn nữa là đại giới giới vương đỉnh cấp, nhưng thiên tôn đỉnh phong hoàn toàn rất hắn được. Nếu như tỷ tỷ của nàng mộ thiên tuyết chờ không được, thật sự hận thiên minh tử thấu xương, thỉnh sư phụ của lâm minh động thủ là vô cùng có khả năng. Sư phụ, lâm minh vẻ mặt cổ quái, hắn uống một ngụm trà, dừng một chút và nói. Ta trước kia có mấy sư phụ, hiện tại hơn phân nửa không có đánh lại ta, về phần sư phụ thiên tôn đỉnh phong gì đó là do ta biên ra, căn bản không tồn tại. Lâm Minh chính thức bái sư phụ có thần hoàng đảo mục dục hoàng, thượng cổ phượng tộc phượng tiên tử, hỏa liệt thạch những người này hiện tại không phải đối thủ của lâm minh nhưng mà nghe được lâm minh nói như vậy mộ linh nguyệt lúc này gương mặt phức tạp như thần văn phù nàng nhìn qua lâm minh như quái vật mộ linh nguyệt rất lâu mới kịp phản ứng ngươi không có sư phụ ngươi một mình tu luyện tới bây giờ xem như thế đi lâm minh buông buông tay nói ta biên ra mình có một sư phụ thiên tô là vì cung cấp bảo hộ cho mình mà thôi thực lực của ta có hạn sợ có người sinh lòng bất chính với bí mật của ta có một sư phụ thiên tôn đỉnh phong trấn nhiếp bọn họ bao nhiêu cũng kiêng kỵ một chút. Nếu quả thật có một sư phụ thiên tôn thì cũng có, chính là hỗn nguyên thiên tôn, nhưng mà hắn bị hại nhiều năm, hơn phân nửa là vẫn lạc rồi, mặt khác còn có thần mộng thiên tôn đã từng chỉ điểm ta, nhưng mà chỉ điểm không nhiều. Lâm Minh nói ra mộ linh nguyệt không biết nói gì cho phải. Lâm Minh không có sư phụ đã tu luyện tới tình trạng này. Hắn làm như thế nào được, cái kia, người không có sư phụ, thiên minh tử hắn, chất như thế nào. Mộ linh nguyệt thật vất vả bình tĩnh lại, tiếp nhận Lâm Minh là một con quái vật, mở miệng nói. Lâm Minh sững sờ một chút, hắn nhìn qua mộ linh nguyệt trong chốc lát, cảm giác chuyện này quá khó tin, nhưng mà hắn vẫn chậm rãi nói. Kỳ thật, thiên minh tử bị ta rớt, lời vừa nói ra thiếu chút nữa mộ linh nguyệt phun một ngụm mấu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Đây là chuyện vớ vẩn gì thế? Lâm Minh một người chưa tới 60 tuổi đã rất một đại giới giới vương đỉnh phong. Cho dù trong lòng mộ linh nguyệt không tin Lâm Minh là một người nói khoác, chuyện này nàng cũng khó mà tin nổi. Khá tốt Lâm Minh giải thích, ta không phải chính diện đánh chất Thiên Minh tử, bởi vì Thiên Minh tử trước đó đã bị thương, xác thực mà nói ta dẫn hắn vào trong tuyệt cảnh, lợi dụng sát trận trong tuyệt cảnh trọng thương Thiên Minh tử, rồi sau đó mới miễn cưỡng đánh chất hắn. Tuy Lâm Minh kịp thời giải thích nhưng mà Mộ Linh Nguyệt vẫn lâm vào rung động, tuyệt địa phản kích sao? Lâm Minh nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng làm gì dễ dàng như thế, trong tuyệt địa này Lâm Minh cũng không có an toàn, hơn nữa Mộ Linh Nguyệt phi thường hiểu rõ thủ đoạn của Thiên Minh tử, hắn là nhân vật âm hiểm xảo trá, hắn sao có khả năng dễ dàng chống cớ chứ? há có thể bị người ta xếp đặt phản rớt. Đây, là tuyệt địa gì? Mộ Linh Nguyệt cảm giác kinh ngạc hôm nay nhiều hơn cả đời của nàng nhiều lắm, nàng cũng không biết nên đối mặt với quái vật kia thế nào. Táng thần lĩnh, táng thần lĩnh, mộ Linh Nguyệt hít khí lạnh, tuyệt địa này đương nhiên nàng nghe qua rồi. Được xưng nơi đại giới giới vương cũng có thể vẫn lạc, cũng chỉ có thiên tôn mới có thể tự do xuất nhập. Lâm Minh lại lợi dụng địa hình trong táng thần lĩnh đánh chất thiên minh tử, vậy đó là nơi hung hiểm nhất trong táng thần lĩnh rồi, thế nhưng mà nơi như vậy có thể tự do ra vào sao? Ngay cả, thiên minh tử bị tuyệt địa trọng thương, vậy ngươi sống thế nào? Mộ Linh Nguyệt cảm thấy không cách nào lý giải, cái này, nói rất dài dòng, chủ yếu bởi vì ta từng hoàn mỹ thông qua thí luyện, đạt được một ít tin tức về táng thần lính. Rồi sau đó lại bị thiên minh tử đẩy vào trong uổng tử cốc, lại lĩnh ngộ mộ một ít trong đó cho nên hiểu rõ sát trận trong táng thần lính. Ngươi, tiến vào, uổng tử cốc, mộ linh nguyệt nói ra lời này với vẻ không tin nổi. Ngươi nói uổng tử cốc chính là cái uổng tử cốc 10 tỷ năm qua chưng từng có người nào ra vào sao đương nhiên mộ linh nguyệt biết rõ uổng tử cốc là nơi đáng sợ cỡ nào đó là hạch tâm của táng thần lĩnh thiên tôn có thể tự do xuất nhập táng thần lĩnh nhưng nếu đi vào trong uổng tử cốc chắc chắn có đi không về có nghe đồn nói thần miểu thiên tôn khả năng tiến vào uổng tử cốc suốt cuộc không cách nào đi ra tuy đây là truyền thuyết nhưng đủ để chứng minh uổng tử cốc đáng sợ ách có lẽ chỉ có một uổng tử cốc a lâm minh sờ sờ cái mũi nói ra hắn cảm thấy chuyện này cũng không hợp thói thường người bình thường thực rất khó tiếp nhận ngoặc kép phẩy ngoặc kép mộ linh nguyệt đã không biết nói gì cho phải cuối cùng lâm minh nói mình tiến vào uổng tử cốc lại thành công đi ra mộ linh nguyệt vậy mà không có kinh hãi không hiểu chủ yếu là chuyện giật mình quá nhiều nàng đã chất lặng rồi ngươi nói là người bị thiên minh tử đẩy vào uổng tử cốc sau đó đi ra dẫn hắn vào trong tuyệt địa phản rất hắn mộ linh nguyệt thì thào nói ra một câu mà nàng vẫn cảm thấy vớ vẩn vâng lâm minh gật gật đầu thiên minh tử âm hiểm xảo trá hắn lại bị người thiết kế bẫy sao mộ linh nguyệt lại hỏi lâm minh nói hắn cho rằng có thể rớt chất ta, hơn nữa lại không thể rớt ta, cho nên hắn bí quá hóa liều, cũng phải đuổi rớt ta, bởi vì tình huống đặc thù. Về bị thiên minh tử đuổi rớt lâm minh cũng không có diếu diếm mộ linh nguyệt, hắn nói cả quá trình, kể cả lúc ấy thiên minh tử ở tình thế như thế nào, không có đường lui, không thể không rớt mình. Thậm chí đế tử Na Kỳ, nửa bước thiên tôn hôi sát, cường giả giới vương chu đại tiên sinh lúc ấy đều đuổi rất hắn, cùng quá trình đuổi rớt lâm minh cũng nói đơn giản. Thời điểm nói tới quá trình khóe miệng mộ linh nguyệt co rúm lại, nàng cầm lấy chén trà uống một hơi bình phục tâm tình lại, lại tiêu hóa lời của Lâm Minh nói. Nghe Lâm Minh kể chuyện đã xảy ra, lúc ấy hắn còn là võ giả thần biến kỳ đã bị nhiều giới vương đuổi rất như thế. Rồi sau đó Lâm Minh bị ép vào trong uổng tử cốc, đột phá thần quân cảnh, sau khi đi ra hắn liền rất mấy nửa bước giới vương, giới vương, một nửa bước thiên tôn, trong lúc Lâm Minh lợi dụng sát trận quần ẩu đám người này, sử dụng đủ loại mưu kế lúc này mới hiểm lại càng hiểm rất bọn họ. Quá trình này cần có thực lực, nghị lực, sức phán đoán, ý nghĩ, năng lực ứng biến, thiếu một cái cũng không được. Kế tiếp Lâm Minh lại bị Thiên Minh Tử đánh sắp chất, dù Thiên Minh Tử nhiều lần đấu trí so dũng khí vẫn bị ép vào trong tuyệt cảnh, mà vào lúc đó Lâm Minh lại đột phá cảnh giới mở ra đạo cung cửu tinh. Hắn lại rất Thiên Minh Tử, đến tận đây cơ hồ tất cả người muốn rất hắn bị hắn rất cả. Nói quá trình một lần, Mộ Linh Nguyệt bình tĩnh trở lại, nàng lặng lặng nhìn qua Lâm Minh, nhưng trong lòng thì thảo nói ra. Tỷ tỷ a hát, tỷ tỷ, tì, người tìm được quái vật gì thế? Trong nội tâm mộ linh nguyệt nói nhỏ và thò tay kéo khăn che mặt xuống. Thiên minh tử đã chất, mộ linh nguyệt cũng không cần phải che giấu gương mặt của mình nữa, huống chi lâm minh còn là người được tỷ tỷ của nàng chọn, là người tín nhiệm tuyệt đối. Tháo khăn che mặt xuống, mộ linh nguyệt lúc này lộ ra dung nhan tuyệt thế. Nhìn qua nàng chẳng khác gì nữ nhân mới 20 tuổi, trên người của nàng mặc hung y bó sát của Gia La Quốc, dùng ngôn ngữ của Gia Lan Quốc thì nàng quá. Xinh đẹp, hung y có thể trợ giúp tăng đường cong của nữ nhân lên, mộ linh nguyệt lúc này hạ thân mặc váy quả lựu màu đỏ thấm nàng như đóa hoa nở rộ có một cái sa mỏng choàng qua vai khiến cho nàng nhìn qua rất thướt tha mềm mại mộ linh nguyệt yêu thích khiêu vũ nàng mặc y phục như thế này là thích hợp cho khiêu vũ vòng eo của nàng càng nhỏ nhắn xinh xắn tư thái yểu điệu phong tình vạn trùng thật sự là rất lâu không có tháo khăn che mặt xuống mộ linh nguyệt khẽ thở dài một hơi bởi vì thiên minh tử tồn tại cho nên nàng phải cẩn thận từng chút một nàng biết rõ thiên minh tử vẫn đang truy tra hạ lạc của em mơ phương mà cho dù mộ linh nguyệt hay là mộ thiên tuyết đều là đối tượng tìm kiếm trọng điểm của thiên minh tử cho nên mặc dù ở trong tu la lộ mộ linh nguyệt cũng mai danh ẩn tích dùng thân phận sát thủ che giấu bản thân mình linh nguyệt cô nương ta nhớ được mộ cô nương đã từng nói qua trong tay nàng có thương khung phách điển chỉ là tàn thiên chỉ có bát môn độn giáp trong tay ngươi vì sao tìm được nửa dưới trong lòng của lâm minh đã sớm có nghi vấn nếu như thiên vũ thánh địa thương khung phách điển vốn là nguyên vẹn chính mình cầm bát môn độn giáp mà huyết nguyệt cầm đạo cung cửu tinh Lâm Minh ngay từ đầu đã nghĩ tới huyết nguyệt chính là mộ linh nguyệt. Mộ linh nguyệt nói, thương không phách điển nửa bộ sau ta vẫn tìm được trong di tích lúc trước, ta biết rõ dùng thiên phú của mình rất khó đuổi kịp và vượt qua thiên minh tử có thiên phú cao hơn và thời gian tu luyện lâu hơn, cho nên ta phải đi khắp nơi tìm cơ duyên. Năm đó thiên vũ thánh địa bị diệt thì ta tìm trong bút ký của tổ phụ và biết được phương pháp tiến vào di tích ma phương, ôm quyết tâm thả lầm còn hơn buông tha, ta đi tới di tích ma phương. Ta tiến vào chỗ đó tìm cơ duyên đã là nửa bước giới vương, nhưng mà ta vẫn suýt táng thân trong đó, thế nhưng mà cuối cùng ta lại không tìm được đồ vật gì có giá trị. Thu hoạch duy nhất là nửa bộ sau của thương khung phách điển nhưng không thể tu luyện. Lúc ấy tưởng rằng đi không, trong nội tâm thất vọng cũng rất may mắn, nếu như không phải nửa bộ sau của thương khung phách điển thì ta cũng không tìm được ngươi, không chiếm được tin tức của tỷ tỷ. Mộ Linh Nguyệt nói đến đây trong nội tâm thổn thức, nhớ lại thời gian năm đó đi các nơi tìm kiếm cơ duyên, hiện tại nhớ lại vẫn cảm thấy kinh tâm động phách. Nhiều khi đi qua gặp nguy cơ sinh tử, có thể chết bất cứ lúc nào về phần tìm được nửa bộ sau thương khung phách điển đạo cung cửu tinh mộ linh nguyệt nghĩ lại mà sợ năm đó mộ linh nguyệt không có giống như mộ thiên tuyết dùng pháp thể song tu làm mục tiêu nàng lấy hệ thống tụ nguyên làm chủ hệ thống luyện thể chỉ lướt qua không có nghiên cứu thì ra là như vậy lâm minh trong nội tâm thoải mái nói linh nguyệt cô nương ngày sau có tính toán gì không phải chăng chuẩn bị tương lai quay về thần vực đương nhiên phải đi về năm đó ta đi khắp nơi tìm kiếm bí cảnh tuy không tìm được bao nhiêu cơ duyên nhưng lại ngẫu nhiên đạt được thưởng của tu la lệnh cũng bằng vào lệnh bài này ta tiến vào tu la lộ, thứ nhất là rèn luyện bản thân mình, thứ hai chính là tránh né thiên minh tử đuổi rớt. Năng lực của hắn quá đáng sợ, ta hoài nghi mình còn ở thần vực sẽ bị hắn tìm ra. Thiên minh tử trời sinh tính xảo trá, lại có thiên minh đại thánh địa ủng hộ, nếu như hắn không tiếc cái giá lớn đi tìm mộ linh nguyệt thì cuối cùng hắn tìm được cũng không kỳ quái, dù sao mộ linh nguyệt khi đó không còn yếu, nàng không ngừng tu luyện, không ngừng tìm kiếm cơ duyên, chắc chắn sẽ có dấu vết lưu lại chỉ cần bị thiên minh tử tập trung vị trí đại khái thì mộ linh nguyệt dù dịch dung thế nào cũng rất khó giấu giếm được con mắt thiên minh tử điểm này khác với mộ thiên thủy vốn thiên minh tử cũng không biết thiên vũ thánh địa còn lưu lại chuẩn bị ở phía sau như tiêu giao đảo hơn nữa mộ thiên thủy tuổi đã cao tiềm lực dùng hết cũng không có đi tìm cơ duyên thanh thản ổn định ẩn cư là được chỉ cần không bạo lộ ra thì thiên minh tử dù khôn khéo thế nào cũng không thể tìm mộ thiên thủy thì gia linh nguyệt cô nương có một cái tu la lệnh Lâm Minh tiến vào Tu La Lộ cũng là do Thần Mộng Thiên Tôn từng nói qua với Lâm Minh, tiến vào Tu La Lộ chỉ có hai phương pháp. Một là do Thiên Tôn ra tay, cưỡng ép đã thông thông đạo không gian bị hủy 36 ức năm trước đưa trẻ tuổi Tuấn Kiệt vào trong Tu La Lộ. Loại thứ hai chính là có được một cái Tu La Lệnh. Chính là Tu La Lệnh này đưa người vào Tu La Lộ, đại kiếp 36 ức năm trước ở thần vực có rất nhiều Tu La Lệnh lưu lạc tại thần vực, nếu như có thể tìm được cái Tu La Lệnh thì không cần tìm nơi truyền tống có thể bằng vào tu la lệnh trực tiếp đi vào tu la lộ hơn nữa tu la lệnh này cũng là đạo cụ rời khỏi tu la lộ về thần vực mộ linh nguyệt có tu la lệnh có thể tùy thời ra vào tu la lộ đương nhiên mỗi lần ra vào cần tiêu hao nguyên khí phù văn khổng lồ rất nhiều võ giả căn bản không trả nổi mộ cô nương sắp tới có tính toán gì không hay là muốn lưu lại gia lan quốc này hiệp trợ nhạc vương ra lên ngôi hoàng đế mộ linh nguyệt gật gật đầu nói ta bị cao tầng thiên la đuổi rất nhạc vương cùng lương công công giúp ta không ít về tình về lý ta không thể rời khỏi hay vẫn phải trả hết nhân tình này, nếu như Nhạc Vương gia không thành công, ít ra ta cũng phải giúp Nhạc Vương gia không bị hại. Ân, Lâm Minh có chút trầm ngâm, Mộ Linh Nguyệt làm như vậy cũng hợp tình lý, nhưng mà hắn không có ý định tham gia vào tranh giành hoàng vị ở Gia Lan quốc này. Lâm Minh đã đạt được mục đích, hiện tại rời khỏi Gia Lan quốc cũng có thể, ai làm hoàng đế không quan hệ gì tới hắn. Nhưng mà Mộ Linh Nguyệt hiện tại có thương tích trên người, Lâm Minh vẫn không thể rời khỏi, phải bảo vệ nàng một thời gian ngắn, thẳng đến khi nàng khôi phục thực lực giới vương như vậy cao tầng thiên la có tới cũng không làm gì được mộ linh nguyệt. Nghĩ tới đây Lâm Minh đột nhiên khẽ động, nói ra. Ta đúng là hiếu kỳ người cua thiên la vì sao phải không chất không ngớt với mộ cô nương, đại thủ lĩnh mất tích thực lưu cái gì cho linh nguyệt cô nương. Nếu như liên quan tới bí mật thì linh nguyệt cô nương cũng có thể không trả lời, ta chỉ thuận miệng hỏi. Mộ linh nguyệt nhẹ nhàng cười cười, nói ra, không có gì không thể nói, ngươi là người tín nhiệm của tỷ tỷ gia, ta tự nhiên cũng tín nhiệm ngươi, đại thủ lĩnh của thiên la cũng gọi là thiên la. Cái tên thiên la này như sấm bên tai của sát thủ, nhưng rất ít người biết rõ bản thân thiên la chính là nữ tử. Nghe mộ linh nguyệt nói thế lâm minh âm thầm líu lưỡi, theo hắn biết tổ chức sát thủ thiên la trong nội tu la lộ cũng có bài danh cao, không thể ngờ thủ lĩnh của nó là nữ tử, một nữ tử tu vị đại giới giới vương sáng lập tổ chức sát thủ nghe mà gợn người, nhưng không biết nàng đã trải qua những chuyện gì đó nếu như không phải người có chuyện ẩn sẽ không làm cái nghề này. Mộ linh nguyệt lại nói, năm đó ta gia nhập tổ chức sát thủ thiên la là vì trong một bí cảnh nguy hiểm ở tu la lộ ngẫu nhiên cứu được thiên la trọng thương một mạc cho nên thiên la và ta tình như tỉ muội thiên la rất ít tín nhiệm người khác ta xem như trong số ít đó thiên la biết rõ ta có huyết hải thâm cừu trước khi nàng đi mang một đồ vật cho ta dặn dò ta nếu nàng không quay về liền bảo ta rời khỏi tổ chức thiên la hảo hảo lợi dụng cái này có thể tìm kiếm cơ duyên sau đó quay về thần vực báo thù mộ linh nguyệt nói đến đây lâm minh hơi kinh hãi xem ra hắn đã đánh giá thấp giá trị đồ vật mà thiên la lưu lại rồi hắn vốn cho rằng một đại giới giới vương lưu lại đồ vật chân quý thế nào cũng khó khiến thiên tôn động tâm mà bây giờ nghe mộ linh nguyệt nói đồ vật này có thể giúp mộ linh nguyệt tìm kiếm được cơ duyên đánh chất thiên minh tử vậy nó quá khó lường rồi lâm minh nói thiên minh tử là đại giới giới vương đỉnh phong linh nguyệt cô nương tranh lệch không nhỏ với hắn nếu như có cơ duyên bù được phần tranh lệch này chỉ sợ thiên tôn cũng động tâm nghe lâm minh nói thì mộ linh nguyệt cười khổ khẽ lắc đầu nào có dễ dàng như vậy nếu nói đồ vật lưu lại đại biểu cơ duyên của thiên la lộ vậy nó là cơ duyên lớn nhất của tu la lộ nhưng mà căn bản lấy không được ta cũng tự hiểu lấy mình nếu ta dùng thứ này thì sợ rằng lãng phí quá nhiều mộ linh nguyệt nói tới đây than nhẹ một tiếng kỳ thật mộ linh nguyệt thiên phú vô cùng tốt tuy không bằng thiên tài tuyệt thế mộ thiên tuyết lúc ấy nhưng mà nàng có thể tu tới giới vương và hơn nữa có hy vọng thành tựu đại giới giới vương đây là tiêu chuẩn truyền nhân thiên tôn đỉnh cấp đa số truyền nhân thiên tôn cảnh giới ngày sau chỉ là giới vương bình thường mà thôi có thể trở thành đại giới giới vương là người nổi bật trong đó cơ duyên lớn nhất tu la lộ chẳng lẽ là trong nội tâm lâm minh cả kinh ẩn ẩn hắn có chút đoán được đó là cái gì có thể được xưng là cơ duyên lớn nhất tu la lộ và hơn nữa không phải ai cũng bắt được chỉ sợ là một đồ vật đúng vậy là tư cách thí luyện cuối cùng mộ linh nguyệt nói ra lời nì cũng nghiệm chứng suy đoán của lâm minh trẻ tuổi nhân kiệt ở tam thập tam thiên tiến vào tu la lộ phải hoàn thành các nhiệm vụ nguy hiểm Tìm kiếm đủ loại hiểm cảnh cử tử nhất sinh chính là vì tập hợp đủ phù văn, đạt tới điều kiện cần thiết của Tu La Lộ Thiên Đạo mới có tư cách tham gia thí luyện cuối cùng. Mà Tu La Lộ có thí luyện cuối cùng là chủ nhân Tu La Lộ lưu lại, thông qua thí luyện sẽ được Tu La Lộ Thiên Đạo ban thưởng. Nhưng mà thí luyện cuối cùng này độ khó cao không thể tưởng tượng, muốn toàn bộ hoàn thành phi thường khó khăn. Dựa theo Lâm Minh lúc trước dùng thần chi phù văn khống chế hồn bạch, trong 100 triệu năm qua người hoàn thành thí luyện cao nhất là ngoài 80% chỉ có hai người một là võ giả thánh tộc, một là võ giả hồn tộc, một nam một nữ. Mà võ giả thánh tộc chính là đại địch của Lâm Minh tạo hóa thánh tử Ô Ma, hắn hoàn thành tới 81%. Mà nữ tử hồn tộc càng cường hãn hơn, nàng hoàn thành được 83%. Đây là ghi chép cao nhất trong trăm triệu năm qua, Lâm Minh lần này tới Tu La Lộ cũng là vì thí luyện mà tới. Hắn cũng không rõ ràng lắm mình cuối cùng có thể hoàn thành bao nhiêu thí luyện. Hoàn thành thí luyện cuối cùng, mỗi 5% xem như một tiểu cấp bậc, mỗi 10% là một đại cấp bậc. Suốt trăm triệu năm qua vô số trẻ tuổi Tuấn Kiệt Dũng mãnh từ tam thập tam thiên đi vào tu la lộ quá nhiều, hơn nữa có vô số võ giả bản thổ tu la lộ cộng lại thì chỉ có hai người đạt được thí luyện cao nhất là hơn 80%. Như vậy 85%, 90%, thậm chí 95%. Mỗi một cấp bậc đều có ý nghĩa tăng vọt, ưu thế bản thân Lâm Minh trừ thiên phú của mình ra, hắn lý giải tu la thiên đạo không ai bằng, nương tựa điểm này Lâm Minh rất chờ mong tiến tới thí luyện cuối cùng. Nhưng mà muốn tham gia thí luyện cuối cùng không thể tránh né cần làm một chuyện chính là trải qua nhiều khảo nghiệm của Tu La Lộ, đi lấy một bộ thần chi phù văn, đạt thành đủ loại điều kiện. Mà đạt được những thần chi phù văn cũng thỏa mãn điều kiện của Tu La Lộ lại không dễ dàng. Có đôi khi những điều kiện này thậm chí sinh ra cải biến, cần chính mình đi lục lọi, tìm kiếm. Trừ lần đó ra còn có nhiệm vụ cần thời gian đặc biệt để hoàn thành, ví dụ như nhiệm vụ tại một bí cảnh, mà bí cảnh này 10 năm mở một lần, như vậy phải chờ thời gian. Mà nhiệm vụ bí cảnh này bởi vì khoảng cách quá xa, vị trí còn không cố định muốn đi vào trong đó không dễ dàng thật vất vả tiến vào trong nhưng thực lực chưa đủ có khả năng vẫn lạc trong bí cảnh nhiệm vụ nói ngắn lại đạt được tư cách thử thách cần đầu nhập nhiều thời gian và tinh lực như lâm minh thực lực bản thân mạnh mẽ thiên phú cũng cực cao hoàn thành nhiệm vụ không thành vấn đề nhưng mà hắn thiếu thời gian nhân tộc đại kiếp nạn sắp tới lâm minh và tạo hóa thánh tử còn có ước hẹn trăm năm hiện tại hắn tu hành hệ thống tụ nguyên còn muốn tu hành đạo cung cửu tinh làm chuẩn bị trong đó liên quan tới thần văn thuật và thuật luyện đan, thời gian của hắn quá gấp. Mộ Linh Nguyệt nhắc tới tư cách thí luyện cuối cùng thì Lâm Minh Động Tâm. Nhưng là hắn trong lúc nhất thời không có không biết xấu hổ mở miệng. Mà lúc này, Mộ Linh Nguyệt nhưng nhìn ra Lâm Minh Tâm tư, nàng nhẹ nhàng cười cười, nói ra: "Tư cách thí luyện cuối cùng của Tu La Lộ có một loại là tập thể truyền thống, thần chi phù văn, dùng thần văn chi phù này nhiều nhất có 5 người cùng đi vào thí luyện, tạo thành một tiểu đội. Rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt tham gia thí luyện cuối cùng đều tiến hành tổ đội." nếu như ngươi cố ý thì thí luyện ta có thể mang theo ngươi có ngươi thì tư cách thí luyện cuối cùng này không có lãng phí bản thân lâm minh chính là người tuyển chọn của mộ thiên tuyết lâm minh thực lực phát triển nhanh hơn mộ linh nguyệt quá nhiều hơn nữa mộ linh nguyệt cũng biết rõ đời này nàng thành tựu đại giới giới vương cũng là cực hạt mà lâm minh tiền đồ bất khả hạn lượng tư cách thí luyện cuối cùng này làm cho lâm minh gia nhập vào là thích hợp nhất vậy thì đa tạ rồi ta đúng là rất cần tư cách này hơn nữa lâm minh nói xong mặt khó xử hắn quay đầu nhìn qua tiểu ma tiên cách đó không xa, Lâm Minh và Mộ Linh Nguyệt nói chuyện với nhau tiểu ma tiên vẫn ngồi yên tĩnh ở cửa sổ, cũng không chen vào. Thời điểm này Lâm Minh nhìn về phía tiểu ma tiên, hiển nhiên là muốn Mộ Linh Nguyệt có thể mang theo tiểu ma tiên theo không. Mộ Linh Nguyệt cười một tiếng, nói ra, vốn trong nội tâm đã có người lựa chọn, nhưng mà có nhân tuyển tốt hơn thì chọn đạo lữ của ngươi đi, lại nói tiếp cô nương này tên gì ta không biết, thật hổ thẹn. Ngay từ đầu Mộ Linh Nguyệt không có coi trọng Lâm Minh, chỉ có với sư phụ không tồn tại sau lưng Lâm Minh mà thôi, về phần thiếu nữ bên cạnh Lâm Minh chỉ là đạo lữ của Lâm Minh càng không thèm để ý, ngay cả tên cũng không biết. Tiểu ma tiên cũng lờ đánh, nàng cười khanh khách nói. Ta là cơ tiên nhi, người gọi ta tiên nhi là được rồi. Cơ tiên nhi, ân, tên rất hay, tiên nhi, Lâm Minh, ta chọn hai người trước đi, năm người chúng ta sẽ tham gia thí luyện cuối cùng, mặc dù nói là tổ đội, nhưng mà xem thiên phú của hai người, cho nên Lâm Minh, tiên nhi, hai người người phát huy thiên phú tới tận cùng rồi. Linh Nguyệt cô nương yên tâm, ta tất nhiên sẽ không cô phụ người đâu. Lâm Minh trịnh trọng nói ra, hắn tự tin với thí luyện cuối cùng này, cũng tràn ngập chờ mong. Lại nói tiếp, cuối cùng thí luyện cuối cùng tiến hành lúc nào? Thí luyện cuối cùng mở ra lần tiếp theo còn thời gian 50 năm nữa. 50 năm, Lâm Minh sướng sờ một chút, thời gian này vượt qua đoán trước của hắn, hắn sống đến bây giờ nhưng mà hơn 50 năm mà thôi, tiếp qua 50 năm thì sinh cơ sẽ tăng lên nhiều. Cảm thấy quá dài, mộ linh nguyệt nhìn ra tâm tư của Lâm Minh, tuổi trẻ tuấn kiệt tại tu la lộ lịch lãm rèn luyện ngắn cũng mấy trăm năm, mà dài có khả năng mấy ngàn năm, trên vạn năm, thậm chí cả đời không ra được. 50 năm đúng là không xem vào đâu. Khá tốt, Lâm Minh rất nhanh bình phục tâm tình lại, 50 năm, hắn có thể đợi thời gian này, hắn còn rất nhiều chuyện cần làm, cũng cần nhiều thời gian. Ví dụ tu luyện thương khung phách điển, siêu tập thiên tài địa bảo cần thiết của đạo cung cửu tinh, học tập thần văn thuật, luyện đan thuật cũng cần. Lâm Minh bỏ thời gian nghiên cứu, trừ chuyện đó ra hắn ở trong uổng tử cốc tu vị tăng lên quá nhanh, cũng cần phải có thời gian tiêu hóa và tích lũy, củng cố trụ cột của mình, một bước này sớm muộn gì cũng tăng cảnh giới của Lâm Minh lên, gặp được một ít bình cảnh. Trong 50 năm sẽ là quá trình tích lũy Lâm Minh, ắt không thể thiếu. Về phần Lâm Minh ước chiến tạo hóa thánh tử, có thời gian trăm năm khấu trừ mất 50 năm, cũng phi thường dư giả, trước kia Lâm Minh tuy ngây ngốc 9 năm trong uổng tử cốc, nhưng mà trong kết giới thời gian kỳ thật ngoại giới chỉ mới qua một năm mà thôi. Cũng tốt, ta sẽ chờ 50 năm, rồi sau đó chúng ta sẽ tham gia thí luyện. Lâm Minh làm ra quyết định, hắn trong 50 năm này lắng động tích lũy hệ thống tụ nguyên, hắn phải liên tục đột phá đạo cung cửu tinh. Cứ như vậy Lâm Minh cùng Mộ Linh Nguyệt lưu lại ấn ký truyền âm, định ra ước hẹn 50 năm. Linh Nguyệt cô nương, ta khả năng phải lưu lại gia Lan quốc, tranh giành hoàng vị, ta không có khả năng tham gia, địch nhân của Linh Nguyệt cô nương trừ Thiên Bạch ra còn có bao nhiêu? Sau khi Linh Nguyệt cô nương thương thế lành, chính mình ứng đối thế nào? Tư cách tham gia thí luyện cuối cùng, nếu như Thiên Bạch chỉ có một người, theo lời của Mộ Linh Nguyệt, hắn thậm chí có thể gia nhập tiểu đội của Mộ Linh Nguyệt, nhưng mà hắn cố ý cướp danh ngạch cuối cùng, chuyện này chứng minh hắn có đồng lõa, thậm chí đã gom góp đủ 5 người. Có thời gian a, à, nhưng mà chỉ cần thương thế của ta khỏi thì ta cũng không kiêng kỵ bọn chúng. Mộ Linh Nguyệt ở trong tổ chức sát thủ của Tu La Lộ trà trộn lâu năm như vậy, không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm và chớm rất sinh tử, nếu như nàng không ứng phó được thì nàng không có khả năng sống tới cuối cùng. Tốt, ta hiện tại sẽ hỗ trợ Linh Nguyệt cô nương, chữa tốt thương thế của ngươi, ta cảm giác trên người của Linh Nguyệt cô nương ngươi bị người ta hạ đạo văn. Lâm Minh dùng cảm giác dò xét tình huống thân thể của Mộ Linh Nguyệt, lại phát hiện trong nội thế giới của Mộ Linh Nguyệt bị người ta gieo ấn ký Tu La thần văn. Những đạo văn này đều đại biểu pháp tắc của Tu La Lộ Thiên Đạo, nếu như không hiểu Tu La Thiên Đạo thì dù tu vị cao thế nào cũng không thể ngăn nổi. Ân, có thần chi phù văn truy tung, không phải thần văn thuật, người có thể giải không? Trong Tu La Lộ có chút thần chi phù văn có công hiệu đặc thù, ví dụ như truyền tống đồng đội, truy tung địch nhân, khống chế nô lệ, rất nhiều người sẽ trực tiếp dùng chúng như bí pháp hỗ trợ, lúc trước lâm minh khống chế hồn bạch chính là dùng một thần chi phủ văn khống chế nô lệ ta thử xem lâm minh không có nói chắc hắn chỉ vào cái giường và ý bảo mộ linh nguyệt nằm xuống giường phủ gấm vóc màu đỏ mộ linh nguyệt ăn mặc một thân váy dài nằm trên giường như hoa lan đua nở lâm minh trần chờ một chút duỗi hai tay đặt lên bụng của mộ linh nguyệt trên ngực mộ linh nguyệt mặc áo nhỏ bó sát người cái bụng phẳng lộ ra ngoài xúc cảm bóng loáng như ngọc nội thế giới của võ giả hệ thống tụ nguyên đều nằm ở bụng đây cũng là đan điền của nhân loại Lúc này Lâm Minh lòng yên tĩnh như nước, trong đầu không có chút tạp niệm nào cả, ý niệm của hắn đắm chìm vào nội thế giới ở bụng dưới của Mộ Linh Nguyệt, lặng lặng cảm giác tập trung mỗi vị trí của đạo văn, cũng cảm ứng kết cấu hoa văn của nó. Tu La Lộ Thần Chi Phù Văn vốn chính là thể hiện của Tu La Thiên Đạo, Lâm Minh bằng vào lĩnh ngộ Tu La Thiên Thư Quyền một này tập trung vào vị trí Tu La Đạo. Những đạo văn này hình thành năng lượng ly ti trong nội thế giới của Mộ Linh Nguyệt, nếu như trải qua thời gian lâu thì những năng lượng này mới tan đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng mà thời gian này bọn họ không chờ được phải nhanh chóng thanh trừ đi. Lâm Minh tìm đúng vị trí đầu mối, nhìn mộ linh nguyệt nói ra, ta sẽ bắt đầu, khả năng rất đau. Mỗi đạo văn ly ti này đều xâm nhập vào huyết nhục của mộ linh nguyệt cho nên khi hút nó ra sẽ giống như rút tình tia mấu thịt của người ta ra ngoài, thống khổ trong đó không nhỏ. Nếu là người thường thừa nhận sẽ thống khổ tới mức ngất đi. Thần kinh của võ giả cường đại hơn phàm nhân nhiều, nhưng mà thân thể võ giả càng rắn chắc hơn, thống khổ khi rút đạo văn ra còn mạnh hơn nhiều, lúc lâm minh dùng năng lượng bản thân tập trung từng tí vào mỗi tấc da thịt và kéo nó ra ngoài thân thể mộ linh nguyệt run rẩy kịch liệt bụng dưới tiếp xúc với bàn tay của lâm minh nàng nhíu mày thật nhỏ lâm minh lúc này hơi dừng lại tiếp tục mộ linh nguyệt cắn răng nàng phát triển tới bây giờ không biết trải qua bao nhiêu trắc trở những thống khổ này với nàng mà nói không xem vào đâu lâm minh gật gật đầu ngón trỏ quấn quanh năng lượng đạo văn bắt đầu chậm rãi kéo ra ngoài hắn ra tay thập phần nhu hòa nhưng mà dù là như thế những năng lượng đạo văn này thống khổ không nhỏ đau đớn trùng kích tinh thần chi hải của mộ linh nguyệt mộ linh nguyệt tuy cắn răng không lên tiếng toàn thân của nàng mồ hôi ướt nhẹp lúc này nhìn nàng càng thâm gợi cảm lâm minh vẫn chăm chú như trước hắn dùng thời gian một phút đã rút một năng lượng đạo văn ly ti kia ra ngoài năng lượng đạo văn ly ti này hóa thành hào quang biến mất lâm minh không ngừng lại bắt đầu cái thứ hai ra kế tiếp là cái thứ ba thứ tư lâm minh dùng thời gian một giờ mới thanh trừ toàn bộ những năng lượng này mà lúc này mộ linh nguyệt đã toàn thân ướt đẫm sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng mất đi huyết sắc, nhìn qua vô cùng nhu nhược mềm yếu. Lâm Minh thở dài ra một hơi, cũng tiêu hao không nhỏ. Cuối cùng vết thương đại đạo trên người Mộ Linh Nguyệt cũng bị thanh trừ toàn bộ, cũng không ai tìm ra vị trí của nàng, kế tiếp chỉ còn lại thanh trừ độc tín vô sinh độc, mà thực lực của Mộ Linh Nguyệt không có phủ văn đại đao ước thúc, khu trừ những chất độc này cần mấy ngày là xong. "Tốt, Linh Nguyệt cô nương, ta về phòng trước, 10 ngày sau ta sẽ rời khỏi đây, có lẽ chúng ta gặp mặt lần sau chính là 50 năm rồi." Mộ Linh Nguyệt suy yếu gật gật đầu, nàng nội thị nội thế giới của mình, quả nhiên như Lâm Minh đã nói, vết thương đại đao toàn bộ bị Lâm Minh thanh trừ. Chuyện này càng làm cho Mộ Linh Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vết thương như vậy Tô lão thúc thủ vô sách, chỉ có thể khiến Mộ Linh Nguyệt gần nhiều năm sau suy yếu năng lượng ẩn chứa trong vết thương, như thế mới tiêu trừ từng chút một. Mà Lâm Minh chỉ dùng một giờ là thanh trừ sạch sẽ, thật thần kỳ. 50 năm sau, gặp lại a, à, Mộ Linh Nguyệt miễn cưỡng cười cười, Nàng có ý định trọng tổ tổ chức sát thủ Thiên La, nàng là người thân cận Thiên La, chính là đại thủ lĩnh của Thiên La, nhưng mà nàng phải hoàn thành tâm nguyện cả đời của nàng, sinh tử không biết, như vậy cũng không có quá nhiều lưu luyến với Mộ Linh Nguyệt. Phải, 10 ngày sau Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên rời khỏi Gia Lan quốc, 10 ngày này Nhạc Vương ra nhiều lần bái phỏng Lâm Minh, muốn kéo quan hệ với Lâm Minh nhưng đều bị Lâm Minh cự tuyệt, hắn dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra mục đích Nhạc Vương ra tìm hắn, đơn giản là muốn Lâm Minh phụ tá hắn leo lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà Lâm Minh căn bản không có hứng thú cuốn vào trong tranh đấu cung đình này, cho nên cự tuyệt thập phần dứt khoát. Nhạc Vương bất đắc dĩ cũng đành phải thôi, trong 10 ngày Lâm Minh cẩn thận quy hoạch kế hoạch tu luyện 50 năm của mình. Trừ cô động tu vị, cũng cố trụ cột, đạo cung cửu tinh sẽ trở thành đường tu luyện trọng yếu nhất của Lâm Minh. Mà muốn mở ra cung thứ hai của đạo cung cửu tinh, dựa theo thương khung phách điển ghi lại cần một đan dược trọng yếu tham lang thiên châu. Loại, đan dược này chẳng những cần thiên tài địa bảo trọng yếu, hơn nữa luyện chế nó cũng yêu cầu luyện dược sư cực cao, trên thị trường căn bản không có khả năng tìm được, có thể nói là vô giá. Muốn làm ra nó chỉ có một loại biện pháp, chính là Lâm Minh tự mình động thủ tìm tài liệu và luyện chế. Chuyện này không thể nghi ngờ là rất tốn thời gian, nhưng mà dù tốn thời gian hơn nữa Lâm Minh cũng phải hoàn thành, luyện thể thuật đối với Lâm Minh mà nói trọng yếu nhất không phải tụ nguyên. Cứ như vậy Lâm Minh trở lại thần văn thành, dùng thân phận thành viên thần văn sư công hội, trải qua cao tầng công hội được chiết khấu 85%, mua tài liệu trồng chất như núi. Những tài liệu này có giá cao làm cho người ta líu lưỡi, Lâm Minh phải tốn tới 200 cửu dương ngọc. Năm đó Lâm Minh tại Hỗn Nguyên Thiên Cung kế thừa rất nhiều tài phú, mà hôm nay tại Tu La Lộ vốn bị Thiên Minh tử đuổi rất, lại tiêu xài lớn ở Thần Văn Thành, đến bây giờ tài sản của Lâm Minh rút lại nghiêm trọng, tính toán ra còn chưa đủ 50 khối cửu dương ngọc. Càng làm cho Lâm Minh cười khổ không thôi, thân gia phong phú cũng cảm thấy không đủ xài. Về phần quá trình luyện đan và luyện chế Thần Văn Phù, Lâm Minh lại không có tính toán làm ở Thần Văn Sư công hội, bởi vì lâm minh trong giai đoạn hiện tại không cần sư phụ chính hắn tu luyện là được trong giao dịch khắp nơi thần văn thành nguyên náo phồn hoa lâm minh càng hợp ý vài nơi an tĩnh nơi an tĩnh thích hợp cho lâm minh đặt tâm tinh luyện thần văn thuật đồng thời cũng có thể tính tâm tôi luyện căn cơ làm cho tu vị lắng đọng xuống hắn muốn đánh tốt trụ của đột phá thánh chủ sau này vì vậy sau khi mua tài liệu xong lâm minh cưới hỗn nguyên thiên cung ngụy trang thành một chiếc linh hạm bay khỏi thần văn thành hắn bay đi trọn vẹn nửa tháng tu la lộ là vũ trụ cùng tồn tại với tam thập tam thiên tuy nhiên diện tích thực tế của nó không có rộng như tam thập tam thiên nhưng cũng không phải thần vực có thể so sánh hỗn nguyên thiên cung phi nửa tháng lâm minh nhìn thấy vô số quốc gia vô số sinh linh trong tu la lộ các chủng tộc ở tam thập tam thiên này cái gì cần có cũng có còn có tộc nhân con lai các chủng tộc nhiều như hằng hà xa số phải dùng trăm tỷ mà tính toán nhiều sinh linh như thế đương nhiên có nhiều tông môn rồi thanh nguyệt môn chỉ trong vô số tông môn trong nội tu la lộ lớn nhỏ khắp nơi nhiều vô cùng nếu như dùng tiêu chuẩn thần vực đây chỉ là một tông môn thất phẩm, người cầm quyền cao nhất trong tông môn là môn chủ cùng thái thượng trưởng lão, bọn họ có tu vị thần quân cảnh, hơn nữa chỉ có hai người là thần quân cảnh, những người còn lại đều dưới thần quân. Hai người này thái thượng trưởng lão đã 8 vạn tuổi tuổi thần quân trung kỳ, môn chủ là 5 vạn tuổi tuổi thần quân sơ kỳ. Đối với cường giả thần quân cảnh tuổi thọ chưa tới 10 vạn năm, 5 vạn tuổi đã là trung niên, 8 vạn tuổi là lão giả 80, thọ nguyên không nhiều. Một ngày này Thanh Nguyệt Môn có một đôi tuấn nam mỹ nữ, nói là muốn gia nhập thanh nguyệt môn, mà nam tử trẻ tuổi xưng là cấp thấp thần văn sư cùng luyện dược sư. Hai người đều còn trẻ, nhưng thiên phú xuất chúng, cốt linh hơn 20 đã tu luyện tới thần hải hậu kỳ. Chuyện này với thanh nguyệt môn mà nói tính toán là hạt giống không tệ, tương lai tất vào thần biến, thậm chí tu luyện tới thần quân cũng có hy vọng. Cho nên các trưởng lão thanh nguyệt môn tự mình tiếp kiến hai người, điều tra thân phận của hai người xong và định vị đệ tử nội môn. Thiên phú của hai người các trưởng lão rất hài lòng, về phần nam tử trẻ tuổi nói hắn là một cấp thấp thần văn sư cùng luyện dược sư cái gì đó trưởng lão thanh nguyệt môn không quá để ý dù sao bọn họ là tiểu tông môn nuôi dưỡng thần văn sư rất khó khăn một võ giả muốn tu thành thần văn sư có giá chị chân chính cần hao phí đại lượng tài liệu chân quý thanh nguyệt môn bọn họ căn bản không đủ sức hai người thực lực mạnh nhất của thanh nguyệt môn chỉ là thần quân thân gia có bao nhiêu chứ cứ như vậy một nam một nữ hơn 20 tuổi được an định tại thanh nguyệt môn hai người này tự nhiên chính là lâm minh cùng tiểu ma tiên Lâm Minh cuối cùng trải qua cân nhắc lựa chọn tại một tiểu tông môn vượt qua thời gian hai ba mươi năm, nơi đây phải trong sạch và hoàn cảnh đơn giản. Hắn có thể tính hạ tâm lai luyện chế đan dừa cần thiết mở đạo cung cửu tinh, đồng thời cũng khiến tu vị của mình tăng lên một bước. Mà tiểu ma tiên đương nhiên là theo chân Lâm Minh ở cùng một chỗ, tại uổng tử cốc chín năm, tu vị của tiểu ma tiên cũng tăng lên quá nhanh, nàng cũng cần có thời gian củng cố tu vị. Lâm Minh và tiểu ma tiên áp chế tu vị tại thần hải hậu kỳ đã lừa gạt người thanh nguyệt môn thì không thành vấn đề. Cứ như vậy Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên đã ở lại Thanh Nguyệt môn. Lâm Minh cũng không có như rất nhiều đệ tử khác là vừa vào môn đã bế quan, hắn vào môn phái xong là cải tạo nơi ở, thiết lập một gian luyện đan thất và thần văn thất. Cao đẳng thần văn sư dùng thần văn thất thường thường giá thành đắt đỏ, Lâm Minh tình huống bình thường cũng làm theo. Trưởng lão tông môn nhìn thấy chuyện này phát hiện Lâm Minh thật sự có ý định tu luyện thần văn thuật cùng thuật luyện đan, lập tức tới an ủi Lâm Minh, bảo Lâm Minh không nên vì thần văn thuật mà bỏ bê tu luyện để tránh lỡ thiên phú của mình, không công lãng phí thời gian đi vào lối rẽ. Nhưng mà Lâm Minh chỉ cười cười, hiển nhiên không có nghe vào. Con đường tu luyện, hoàn toàn xem người thôi, người khác không có biện pháp, Lâm Minh không nên như thế, thường xuyên qua lại nhưng các trưởng lão khuyên cũng không được gì, chỉ có thể cho Lâm Minh làm theo ưa thích của mình. Cứ như vậy Lâm Minh tại Thanh Nguyệt Môn bắt đầu yên tĩnh bế quan. Hắn mỗi ngày đều tinh nhiên thần văn thuật, thuật chế thuốc, buổi tối thì ngồi điều tức trong chỗ bế quan, tích lũy tu vị, ngẫu nhiên hắn cũng tu luyện thiên đạo cực nhạc với tiểu ma tiên, thực lực của hai người củng cố nhanh chóng. Tin tức Lâm Minh thành lập thần văn thất cùng luyện dược thất nhanh chóng truyền ra trong thanh nguyệt môn. Đây chính là sự kiện hoàn toàn mới, tại Tu La Lộ, luyện đan sư cũng không phải hiếm thấy, nhưng mà chức nghiệp thần văn sư trong cả Tu La Lộ đều thuộc về chức nghiệp cao quý, cũng chỉ có các thế lực đỉnh cấp như thần văn thành mới tụ tập thần văn sư. Nhưng mà những thế lực đỉnh cấp này là tồn tại trong thần thoại, bọn họ căn bản không có khả năng tiếp xúc, mà thần văn thành chỉ cho tinh anh trong tinh anh đi vào, đệ tử bình thường muốn đi vào thần văn thành là không có khả năng vì vậy chức nghiệp thần văn sư này mọi người chỉ nghe nói chưa bao giờ thấy qua đột nhiên nghe trong tông môn có một thần văn sư rất nhiều người chạy tới phòng của lâm minh nhìn xem thần văn sư rốt cuộc có hình dáng và làm việc ra sao nhưng là đệ tử gọi là lâm minh này hình như không nguyện ý trao đổi với người ta người bình thường tiến vào phòng hắn muốn bái phòng hắn thì hắn chỉ đứng ở trong luyện đan thất cùng thần văn thất mà thôi căn bản không muốn đi ra tiếp đãi cho dù hắn không luyện đan cũng thường thường ngồi điều tức trong phòng hoặc là cầm ngọc giản màu đỏ lật qua xem ngọc giản này rất kỳ quái nó khác với quá nhiều ngọc giản khác, thoạt nhìn có chút trầm trọng, cũng không biết phía trong đó ghi cái gì. Thanh niên gọi là Lâm Minh này mỗi ngày xem ngọc giản thường xuyên mày kiếm nhân lại, dường như nghi hoặc khó hiểu, lại có khi đột nhiên hiểu ra và vui mừng. Chuyện này thường làm khách nhân bái phỏng khó xử, người khác hỏi Lâm Minh làm thế nào tiếp xúc thần văn thuật, trình độ thần văn thuật như thế. Nào, làm thế nào mới trở thành thần văn sư chính thức? Lâm Minh đều qua loa cho xong, hoặc là đắm chìm trong ngọc giản màu đỏ, một bộ dáng không nghe rõ, chuyện này rất nhiều đệ tử hứng thú với thần văn sư đều có cảm giác mất mặt. Nữ đệ tử trong thanh nguyệt môn tử rất nhiều, rất nhiều nữ tử thanh nguyệt môn nổi tiếng trong phạm vi vạn dặm, nhưng mà cho dù một ít nữ đệ tử thanh nguyệt môn dung mạo xuất chúng, thiên phú cũng không tệ đều bị Lâm Minh sập cửa trước mặt. Chậm rãi không có người bái phỏng Lâm Minh, mà Lâm Minh cũng bắt đầu thời gian thanh tu của hắn. Tập võ cần nhiều thời gian, Lâm Minh chưa từng có như ngày hôm nay, chân chân chính chính an tâm tĩnh tu, cả ngày không làm gì, cũng không có băn khăn gì, an an ổn ổn tu luyện. Hắn cùng tiểu ma tiên giống như phu thê phàm nhân, mỗi ngày an an nhàn giật, ở chỗ này không có tranh đấu, không có trải qua nguy hiểm, không có ra vào bí cảnh sinh tử. Cũng không cần vì bảo vật mà phiền não, tuy rằng tranh đấu trong sinh tử có thể nhanh chóng giúp người ta đột phá. Nhưng muốn tu luyện thần văn thuật, muốn tích lũy tu vị thì hoàn cảnh yên tĩnh thích hợp hơn, đối với đại đa số tuổi trẻ tuấn kiệt mà nói bọn họ thường thường muốn dùng mấy ngàn năm, trên vạn năm mới đột phá thần quân cảnh thời gian trên vạn năm này cũng chỉ có số ít thời gian là đi tìm cơ duyên, lịch lãm rèn luyện sinh tử, mà đa số thời gian dùng rèn luyện tinh thần, tích lũy tu vị, củng cố trụ cột, cũng như lâm minh hiện tại. Tuy tu vị tiến triển chậm nhưng đây là điểm không thể thiếu trong quá trình tu luyện, bất luận võ giả nào cũng phải trải qua, lâm minh cũng không ngoại lệ. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt một năm qua đi. Lâm Minh chỉ cần không luyện thần văn thuật cùng thuật luyện đan thì trong tay hắn không rời khỏi ngọc giản màu đỏ. Ngọc giản này đương nhiên là đạo cung cửu tinh, Lâm Minh cầm ngọc giản này đọc cũng không che giấu, căn bản không có người nào nhận ra nó là cái gì. Khổ ngộ một năm, Lâm Minh cũng dần dần có đầu mối luyện chế tham lang thiên châu này. Đạo cung thứ hai của đạo cung cửu tinh ứng với tham lang tinh. Đạo cung cửu tinh, bảy minh hai ám, theo thứ tự là tham lam, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, vũ khúc, phá quân, tả phụ, hữu bật. Lâm Minh mở đạo cung đầu tiên của tử phủ đạo cung đối ứng với phá quân tinh. Tác dụng của tử phủ đạo cung chính là ngưng tụ lượng ngôi sao trên trời, tăng cường độ cương nguyên của lâm minh trên phạm vi lớn loại này tăng phúc này đạt tới ba bốn lần cụ thể phải xem căn cơ và trình độ mở đạo cung cửu tinh của võ giả mà đạo cương thứ hai là thiên phạt đạo cung đối diện tham lang tinh lâm minh mỗi ngày dựa theo ghi chép vận hành cương nguyên tu luyện cộng thêm có tiểu ma tiên phối hợp song tu với lâm minh lâm minh đánh giá mình trong thời gian hai ba chục năm có thể nếm thử đi trùng kích thiên phạt đạo cung mà trong thời gian hai ba chục năm này lâm minh phải tu luyện thần văn thuật cùng thuật luyện đan có đầy đủ năng lực luyện chế ra tham lang thiên châu nếu không tốn hao nhiều thời gian gom góp tài liệu luyện chế tham lang thiên châu nhưng cuối cùng luyện chế thất bại, vậy hắn khóc không ra nước mắt. Khoảng cách thí luyện cuối cùng mở ra còn 50 năm là dư giả, kỳ thật nếu như Lâm Minh sử dụng thì thời gian cũng cấp bách, hắn có quá nhiều việc cần hoàn thành. Cứ như vậy thời gian vài năm qua đi, Lâm Minh không ngừng nếm thử thuật luyện đan cùng thần văn thuật, tới thần văn thành mua nhiều tài nguyên nên Lâm Minh cũng lấy ra tiêu xài. Thần văn thuật cùng thuật luyện đan của hắn vững vàng tăng lên. Trong đó Lâm Minh chế tác sơ cấp đan dược cùng thần văn phủ số lượng kinh người thần hồn lực của Lâm Minh mạnh hơn người thường nhiều lần, hơn nữa hắn lý giải với Tu La Thiên Đạo nên cho dù hắn luyện đan hay vẽ phù đều nhanh. Hơn người khác quá nhiều, nhưng mà mặc dù Lâm Minh trực tiếp kế thừa trí nhớ của ba luyện dược sư cùng thần văn sư, hắn ở phương diện thuật chế thuốc cùng thần văn thuật không có thuận buồm xuôi gió. Một ngày này Lâm Minh luyện chế một lò đan dược được một nửa thì nổ mạnh, tiếng nổ rung trời. Mặc dù Lâm Minh phản ứng cực nhanh nhưng vẫn nổ tung nóc phòng, luyện đan thất của hắn cũng bừa bộn. Trưởng lão Thanh Nguyệt môn là thần biến kỳ sơ kỳ nhanh chóng nhận được tin tức, tự mình đến tra nhìn một chút. Hắn kiểm tra thân thể Lâm Minh và xác định Lâm Minh không có bị thường gì, liền nói vài lời an ủi, đại khái là bảo Lâm Minh không nên làm chuyện vô nghĩa, an tâm tập võ mới là chính đạo. Trong mắt nhiều trưởng lão, học thuật luyện đan cùng thần văn thuật này căn bản không phải việc đàng hoàng, lãng phí tài nguyên, bởi vì Lâm Minh hiện tại có điều kiện nhưng chẳng có thành tích gì. Hơn nữa thần văn thuật còn yêu cầu thiên phú rất cao bình thường chỉ có võ giả hồn tộc mới làm thần văn sư võ giả nhân tộc muốn trở thành thần văn sư rất khó khăn rất khó khăn nghe lời này chẳng khác gì làm chuyện viễn vông nhưng mà lâm minh không nghe những trưởng lão này không có biện pháp bọn họ cũng không thể cưỡng chế lâm minh dù sao lâm minh cũng đứng ở thanh nguyệt môn cũng có thể trực tiếp rời khỏi bọn họ cũng lưu nhân tâm muốn cho người ta thêm nữa tự do trưởng lão thanh nguyệt môn bảo đệ tử cấp thấp thu thập gian phòng không lâu sau ba nữ đệ tử ngoại môn đã quét dọn gian phòng của lâm minh xong rồi Mấy nữ đệ tử ngoại môn này đều mười mấy tuổi, tu vị vừa vặn là ngưng mạch kỳ, các nàng đều vừa gia nhập Thanh Nguyệt môn không lâu, thuộc về phàm nhân tuyển gia. Bình thường trong Thanh Nguyệt môn địa vị các nàng rất thấp, nói là đệ tử ngoại môn, kỳ thật cũng không khác gì nha hoàn. Lâm Minh liếc mắt nhìn ra ba nữ đệ tử này, đôi mắt trong veo như nước, thoạt nhìn phi thường thanh tú khả nhân. Lâm Minh lại biết những nữ đệ tử ở chỗ này tuy kham khổ, nhưng kỳ thật người nhà của các nàng đều tự hào vì các nàng là võ giả, trước mặt thân thích bạn bè đều có mặt mũi thậm chí vương công quý tộc trong thế tục nhìn thấy những gia trưởng của các nữ hài này cũng phải nhân nhượng vài phần. Đây là uy hiếp của tông môn võ đạo, nhưng mà võ đạo chi lộ vô cùng nhấp nhô, những nữ tử này hiện tại không sao, ai có thể dự đoán con gái bọn họ kết cục thế nào. Có lẽ các nàng bị người ta bắt đi làm lô đình, có lẽ hơi có thành tựu thì vẫn lạc trong bí cảnh, có lẽ bị người rất người cướp của. Nghĩ tới đây Lâm Minh than nhẹ một hơi, nhớ năm đó hắn vừa bước vào võ đạo cũng rất gian nan. Nhìn thấy ba thiếu nữ thu thập phế tích, đột nhiên nội tâm Lâm Minh nội tâm khẽ động, vẫy tay bảo các nàng tới ba thiếu nữ ngây ngốc một lát lâm minh là đệ tử hạch tâm tu vị lại đạt tới thần hải hậu kỳ đối với các nàng là nhân vật không thể chạm tới địa vị tranh lệch một trời một vực không cách nào hình dung được hơn nữa lâm minh làm người lạnh lùng nữ đệ tử nội môn bình thường thăm hắn hắn đều không phản ứng mặc dù là các sư tỷ dung mạo thiên phú suốt chúng cũng bị sập cửa vào mặt mà lúc này lâm minh lại ngoắc các nàng lập tức khiến các nàng thụ sủng nhược khinh các nàng cúm núm tới đều có chút khẩn trương lâm minh tiện tay lấy lấy ra một đám bình đan dược nhỏ những bình bình lọ lọ này chính là đan dược lâm minh luyện chế lâm minh luyện tập thần văn thuật cùng thuật luyện đan chế tác quá nhiều đan dược thần văn phù những vật này đối với lâm minh mà nói không có chút giá trị nào thậm chí cầm đi bán cũng trướng mắt nhưng mà ném đi lại đáng tiếc cho nên lâm minh ý tưởng đột phát quyết định tặng cho người ta vậy cũng là phúc lợi của thanh nguyệt môn dù sao thanh nguyệt môn những năm này đối với hắn không tệ xác định lâm minh không có vấn D. Trưởng lão Thanh Nguyệt môn mỗi tháng đều cho người mang đan dược tới, nguyên khí phù văn các loại di tê ải nguyên, những tài nguyên này đối với Thanh Nguyệt môn mà nói có giá trị xa xỉ. Những tài nguyên này là phúc lợi của đệ tử nội môn, mà Lâm Minh cùng tiểu ma tiên bởi vì thiên phú tốt, thu được phúc cũng không ít, nhưng mà Lâm Minh lại biết mình cuối cùng phải rời đi, Thanh Nguyệt môn trông cậy vào mình đột phá thần quân, trở thành tông trụ của tông môn phải thất bại rồi. Vì vậy Lâm Minh ý định mang thứ mình không dùng được, đan dược cùng thần văn phù giá trị cũng không lớn toàn bộ đưa cho đệ tử Thanh Nguyệt môn, Thanh Nguyệt môn nguyên bản chính là tiểu tông môn, Lâm Minh cũng không sợ xuất ra quá nhiều khiến người ta hoài nghi và oanh động, lời nói không khoa trương thì phẩm cấp tông môn như vậy Lâm Minh một trường có thể san thành bình địa. Những cái này tặng cho các ngươi, Lâm Minh mang những đàn dược này đặt trong hộp ngọc đưa cho ba đệ tử ngoại môn ngưng mạch kỳ, ba đệ tử này ngơ ngác không kịp phản ứng, các nàng còn không biết trong hộp ngọc là cái gì. Mà lúc này Lâm Minh lại nói, gọi các tỉ muội các ngươi lại đây, còn có các nam đệ tử mà các ngươi quen tới đây. Mấy nữ đệ tử ngơ ngác tiếp nhận hộp ngọc, từ trong khe hở hộp ngọc nghe được mùi thuốc nồng đậm. Các nàng người mùi thuốc này đều cảm giác toàn thân thoải mái dễ chịu, dường như chân nguyên trong người lưu chuyển nhanh hơn, tu vị càng cô động vài phần. Chỉ người mùi đã có hiệu quả như thế, nếu như là trực tiếp phục dụng thì đạt tới mức nào. Ba thiếu nữ nhìn nhau, đều có chút ngẩn người, đan dược này quá chân quý. Các nàng lúc này cảm giác như phàm nhân nghèo khỏ đi ra ngoài, lại thoáng cái nhặt được khối vàng lớn. Trong ba thiếu nữ, nữ đệ tử lớn tuổi nhất cầm hộp ngọc, hai tay run rẩy mở chai thuốc ra, mấy viên đan dược màu xanh lăn ra những đan dược này óng ánh sáng long lanh trên đan dược có đường vân thần bí ẩn 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 khí thức pháp tác huyền diệu những đường vân này chính là đan vân những thiếu nữ này chưa bao giờ thấy qua mặc dù là đan dược bình thường các nàng cũng khó thấy nhưng mà lâm minh bảo các nàng nhận lấy loại đan dược này tên là cửu dương đan là cho võ giả dưới tiên thiên kỳ sử dụng dùng củng cố căn cơ tẩm bổ khí huyết so với nhập thiên đan còn quý hơn cả chục lần Loại đan dược này các nàng đã từng thấy cung cấp cho các đệ tử có thiên phú, chỉ nhìn mà thèm không thôi, đương nhiên các nàng không có cơ hội sử dụng. Thực tế Lâm Minh luyện chế cửu dương đan khác với cửu dương đan mà các nàng nhìn thấy, ít nhất các nàng nhìn thấy cửu dương đan cũng không có đan vân kỳ dị, bởi vì có đan vân cho nên hiệu quả của cửu dương đan càng trở nên rõ rệt. Mấy thiếu nữ không biết, những đan vân này kỳ thật chính là Lâm Minh dùng thần văn thuật ra chỉ vào, lưu lại đường vân pháp tắc tu la thiên đạo pháp. Đối với Lâm Minh mà nói chỉ là gân gà, thế nhưng mà đặt ở trong Thanh Nguyệt môn, ngay cả đệ tử nội môn đây cũng là trí bảo huống chi là chỉ là mấy thiếu nữ ngoại môn cái này càng không cần nói mỗi viên đan dược của lâm minh đều có một thần văn phù dược hiệu tăng cường mấy lần những năm này lâm minh tu luyện thần văn thuật chỉ yếu là minh dược phù thần văn phù này tác dụng lên đan dược đối với lâm minh mà nói tác dụng mới lớn nhất những đan dược này quá chân quý chúng ta không thể nhận một thiếu nữ chừng hai mươi mấy tuổi tuổi lớn nhất cắn răng nói ra kỳ thật từ ánh mắt nàng nhìn ra được nàng kỳ thật phi thường khao khát nó Lâm Minh mỉm cười, ngược lại sinh ra hảo cảm với cô bé này, có thể nhắc tới dũng khí cự tuyệt đồ vật như thế đúng là không dễ dàng. Những năm này Lâm Minh thấy đệ tử cấp thấp của Thanh Nguyệt môn bế quan, lịch lãm rèn luyện, vì tài nguyên mà bôn ba. Đủ loại chuyện này khiến hắn nhớ lại mình lúc 20 tuổi, cũng có cảm ngộ khác. Hắn khẽ cười nói, cho ngươi thì thu đi, ngươi sợ đệ tử cao cấp cướp đoạt sao. Lâm Minh biết rõ ràng, mặc dù là trong Thanh Nguyệt môn nhìn thì an nhà này cũng có nội đấu, thiên phú ba nữ hài bình thường, có đan dược thì khiến người ta đỏ mắt, ta cho thì ta sẽ chủ trì công đạo, những đan dược này các ngươi thu đi. Thiếu nữ 20 tuổi nhỏ nhất nuốt nước miếng một cái, cầm bình đan dược mà run run. Gọi người quen của các ngươi tới đây, Lâm Minh bảo mấy nữ tử rời đi, qua không lâu các nàng quả nhiên gọi một ít đệ tử ngoại môn tới. Những đệ tử ngoại môn này chừng 20 mấy tuổi, tu vị không có cao lắm, võ đạo của bọn họ vừa cất bước. Lâm Minh tới đây 4-5 năm, mỗi cách một ngày đều luyện ra một lò đan dược, một lò đan có ít nhất 7-8 khỏa, nhiều thì hơn 10 khỏa, những năm này tích lũy xuống cũng hơn vạn viên đan dược. Mà hơn vạn viên đan dược này toàn bộ đều ra chỉ thần văn thuật. Đặt ở thanh nguyệt môn đây là tài phú không thể tưởng tượng. Lâm Minh tùy ý cấp cho đan dược cũng nhanh chóng chuyển ra trong thanh nguyệt môn. Rất nhiều đệ tử nội môn vốn cảm thấy là tung tin vịt, về sau bọn họ nhìn thấy Lâm Minh phóng xuất đan. Dược, bọn họ không thể không tin, tiếp theo tất cả mọi người chạy như vì tới bái phỏng, thật sự là bởi vì đan dược của Lâm Minh phi thường có sức hấp dẫn với bọn họ. Những đệ tử nội môn thì Lâm Minh cũng không có miễn phí đưa tặng, mà là phải thu một ít tử dương tinh. Giá cả tử dương tỉnh của hắn đại khái chỉ có một nửa hoặc một phần ba đan dược mà thôi, loại giá này phi thường ưu đãi, hơn nữa rất nhiều đệ tử mua xong không có bán, rất nhiều đan dược đều có tiền không mua được. Vốn Lâm Minh nhân duyên cũng không tốt, thật sự bởi vì hắn quá quái gở, xa cách tất cả người bái phỏng. Còn lần này Lâm Minh cấp đan dược khiến uy vọng của hắn trong thanh nguyệt môn như mặt trời ban trưa. Những đan dược này ngươi tìm nơi nào, không phải là chính ngươi luyện chế chứ? trưởng lão thanh nguyệt môn nhanh chóng bị kinh động mấy trưởng lão cùng một chỗ chạy tới chỗ lâm minh đến hỏi thăm lâm minh đủ loại con đường cũng có chút là luyện chế lâm minh nhún nhún vai hời hợt nói ra cách nói hàm hồ như vậy cũng cho thấy hắn không muốn nhiều lời trưởng lão thanh nguyệt môn không biết nói cái gì cho phải kỳ thật lâm minh luyện chế đan dược đều là đan dược cấp thấp theo đạo lý mà nói một thần hải hậu kỳ luyện đan sư đúng là có năng lực luyện chế ra nhưng mà lâm minh luyện đan dược cấp thấp quá xuất sắc ngay cả luyện đan sư nổi danh chung quanh cũng không làm ra được Điều này chẳng lẽ thật sự là Lâm Minh mấy năm qua nghiên cứu ra, hắn thật sự là kỳ tài phương diện luyện đan và thần văn thuật. Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng không hỏi Lâm Minh lấy đan dược ở đâu, bọn họ không có hỏi, nhưng mà ngày hôm sau liền có trưởng lão một thế gia nổi danh kiến tạo động phủ ở gần Thanh Nguyệt môn, chuyên môn dùng giá trị xa xỉ chế tạo cho Lâm Minh thần văn thất cùng luyện đan thất. Thậm chí Thanh Nguyệt môn còn ra mặt mua rất nhiều tài liệu luyện đan cho Lâm Minh. Như thế Lâm Minh không có chịu thiệt, những tài liệu này tuy là tài liệu cấp thấp, nhưng cho Lâm Minh luyện tập là dư xài thời gian trôi qua xuân thu thay đổi trình độ thần văn thuật cùng thuật luyện đan của lâm minh đã lô hỏa thuần thanh hắn hiện tại chẳng những truy cầu chất lượng luyện dược cùng thần văn cũng truy cầu tốc độ ban đầu lâm minh luyện chế hai ngày một là đan đến bây giờ một ngày luyện hai lô đan đại lượng đan dược cấp thấp bị lâm minh liên tục sản xuất ra tuy lâm minh chỉ đưa đan dược tương đối thấp kém một chút nhưng những đan dược này phẩm cấp càng ngày càng cao dần dần thanh danh của lâm minh lên cao càng ngày càng nhiều đệ tử mua sắm đan dược của lâm minh thậm chí tông môn ở gần cũng mua sắm đan dược của thanh nguyệt môn đương nhiên lúc này giá cả cũng cao hơn giá trị thường tuy giá cao nhưng mà người mua sắm càng ngày càng nhiều đến bây giờ không còn có người nào hoài nghi lâm minh là từ đủ loại con đường làm ra đan dược đan dược không ngừng tuôn ra chỉ có thể do lâm minh tự luyện chế mà thôi thanh nguyệt môn biết rõ nhặt được bảo bán đan dược thu nhập đều rơi vào trong tay lâm minh rồi sau đó hắn lại giao cho thanh nguyệt môn làm cho thanh nguyệt môn ra mặt mua tài liệu ở các nơi lâm minh muốn tài liệu phẩm cấp càng ngày càng cao, hắn luyện chế đan dược càng ngày càng chân quý. Đương nhiên những võ giả thần quân cảnh thậm chí thánh chủ cảnh chính thức mới dùng được Lâm Minh sẽ không lấy ra bán, tránh bị võ giả cao cấp chú ý, Lâm Minh cũng không sợ những người này, nhưng làm như vậy hắn vào đời tu luyện không đạt thành mục đích thanh tịnh. Chậm rãi 12 năm trôi qua, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên đã hiển thị tu vị tăng lên thần biến kỳ. Tại Thanh Nguyệt môn, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên hàng ngày không khác gì đệ tử bình thường, thậm chí nhiều khi Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên cùng đệ tử Thanh Nguyệt môn ra ngoài, lịch lãm rèn luyện, đi bí cảnh thám hiểm, đi hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Minh tham gia lịch lãm rèn luyện mục đích không phải vì tài nguyên và cơ duyên, mà là vì rèn luyện tâm tình của mình. Mắt thấy võ giả cấp thấp chiến đấu, chớm rớt, ôn lại sinh hoạt của võ giả cấp thấp, Lâm Minh dường như cảm thụ cảm giác đã quên của mình, loại tư vị này mang tới xúc động tâm linh cho Lâm Minh. Trong một đêm vài năm thứ 13, Lâm Minh ngồi tĩnh tu, hắn rốt cuộc cảm thấy nội thế giới xúc động, hắn biết rõ tu vi của mình sắp đột phá. Từ thần quân sơ kỳ đến thần quân trung kỳ, lần này đột phá tuyệt đối không có đột nhiên, có thể nói là nước chảy thành sông. Loại cảm giác này giống như rót rượu vào chén, đầy đến chứa không nổi thì tự nhiên chảy ra ngoài. Mà đột phá lần này rất tường hòa, dĩ vãng lâm minh đột phá không lần nào không phải kinh thiên động địa, thậm chí mạo hiểm vạn phần, có khi xúc động nội thế giới sắp nổ tung lên. Thế nhưng mà lần này đột phá phi thường bình tĩnh, lâm minh chỉ ngồi xuống một đêm, sáng sớm ngày thứ hai mở hai mắt ra hắn thấy nội thế giới mở rộng, tu vị vướng vàng đột phá đến thần quân trung kỳ. Trừ tiểu ma tiên mẫn cảm cảm nhận được khí thức trong phòng biến hóa, tiểu động vật chung quanh không có bị kinh động. Lúc này là tháng 5, tiểu ma tiên cũng đột phá thần quân trung kỳ, nàng tu luyện hệ thống tụ nguyên, tốc độ tu luyện cũng không chậm hơn Lâm Minh, nếu như không phải mỗi lần cơ duyên Lâm Minh lấy được chỗ tốt lớn hơn nàng, như vậy Lâm Minh ở hệ thống tụ nguyên sẽ không bằng tiểu ma tiên. Sau khi Lâm Minh đột phá, thực lực lại tăng lên, mà tiêu chuẩn thần văn thuật của Lâm Minh hiện tại là ngũ phẩm thần văn sư, hơn nữa tương không phải ngũ phẩm thần văn sư bình thường, lâm minh còn có năng lực đặc thù là lý giải tu la thiên đạo không ai so sánh được mà lúc này lâm minh rốt cuộc có ý định luyện chế tham lang thiên châu luyện chế tham lang thiên châu cần siêu tập tài liệu thời gian rất dài lâm minh không thể không sớm chuẩn bị chỉ cần đột phá thần quân trung kỳ thực lực của lâm minh tăng lên còn chưa đủ nếu như có thể mở thêm một đạo cung như vậy trong thí luyện cuối cùng lâm minh có nắm chắc rất lớn lâm minh người có ý định luyện chế tham lang thiên châu sao bên người lâm minh tiểu ma tiên nhìn qua lâm minh mấy ngày nay vẫn cầm ngọc giản dùng cảm giác tính toán công thức gì đó, mở miệng hỏi. Sớm chuẩn bị cũng tốt hơn, tuy tham lang thiên châu không phải vô thượng thần đan, nhưng mà độ khó khi chế tác không thua gì vô thượng thần đan, tài liệu chân quý thì nhiều loại vô thượng thần đan không cách nào sánh bằng, đây mới là khảo nghiệm trình độ và gia sản của ta. Lâm Minh nói đến đây cười khổ một tiếng, dùng trình độ của hắn thì khó luyện chế ra rồi. Vô thượng thần đan đặt ở thần vực là đan dược phẩm cấp cao nhất, mà vô thượng thần đan đa phần là xuất từ tay của thiên tôn. Nhưng mà số lượng thiên tôn rất thưa thớt, hơn nữa đa số một bộ phận thiên tôn không phải luyện đan sư thường thường người luyện chế toàn là nửa bước thiên tôn cùng đại giới giới vương cho nên cũng có một bộ phận là vô thượng thần đan là nửa bước thiên tôn là do đại giới giới vương đỉnh cấp luyện chế luyện chế vô thượng thần đan chẳng những phải có đủ trình độ luyện đan cũng cần tu vị ủng hộ nếu như tu vị chưa đủ căn bản không đủ trèo chống cả quá trình luyện đan chỉ cần nhiệt độ là không đủ dùng thực lực hiện tại của lâm minh đương nhiên không thể so với đại giới giới vương đỉnh phong luyện chế vô thượng thần đan là không thể nào nhưng mà Lâm Minh có thần văn thuật và tu La Thiên Đạo phổ cá, có thể luyện chế đan dược đỉnh cấp của giới vương bình thường, rồi sau đó dùng thần văn thuật ra chỉ tăng lên một viên đan dược phẩm cấp giới vương, lại tăng lên vô thượng thần đan. Đây cũng là mục đích Lâm Minh, tu tập thần văn thuật, dùng Tu La Thiên Đạo sửa đổi quy tắc đi đường tắt lên. Tiếp qua vài chục năm thì trình độ luyện đan của ta mới có thể chính thức phát huy tiêu chuẩn luyện dược sư cấp giới vương, tăng lên tới giới vương đỉnh phong thì ta có thể khai lò luyện chế tham lang thiên châu. Lâm Minh suy tư, thực lực của hắn trước mắt còn chưa đủ trong tính toán của giới vương bình thường đã không tệ lắm. Sau 7 năm đạt tới tiêu chuẩn này, Lâm Minh vẫn còn một ít tin tưởng, hơn nữa luận trình độ thần văn thuật thì thông hiểu tu la thiên đạo như Lâm Minh còn vượt qua cả. Nhưng mà tài liệu tham lang thiên châu khiến Lâm Minh đau đầu. Đủ loại tài liệu chân quý đều có tiền mà không mua được, chính mình nên siêu tầm thế nào. Lâm Minh lên danh sách tài liệu cần, trong đó chân quý nhất có vài loại như long tiên thảo, thôn thiên xà đảm, ngọc long giác, viễn cổ ngọc tủy, những tài liệu này có không ít có quan hệ tới thần thú chỉ nói long tiên thảo đây là thần thảo dính nước miếng của chân long tục truyền có chút chân long thượng cổ cứ mãng chờ đợi một cây linh thảo vẫn dùng nước bò tẩm bổ nó chờ đợi vạn năm 10 vạn năm thì linh thảo sinh trưởng thành thục mới ăn tươi tăng thực lực bản thân lên loại thiên tài địa bảo này không có chỗ nào mà không phải giá trị liên thành hơn nữa mấu chốt là có tiền mà không mua được bởi vì những thiên tài địa bảo này sau khi thành thục thường thường đã bị thủ hộ thú ăn mất còn chờ ngươi đi ngắt về phần thôn thiên xà đảm chính là túi mật của thôn thiên mãng tuy là thái cổ cửa thú không bằng thần thú, nhưng mà cả tu la lộ cũng chỉ sâu trong đại hoang mới có. Mà hung hiểm trong đại hoang không cần phải nói, ngay cả thiên tôn cũng phải cẩn thận. Mà Ngọc Long giác chính là hài cốt của thần thú, so với lâm minh hấp thu chí tôn long cốt trước kia còn cao cấp hơn nhiều, chỉ là không cần trí tôn long cốt lớn như vậy. Đủ loại tài liệu đều khiến lâm minh đau đầu, nếu như bản thân hắn đi thu thập thì chắc chắn không thu thập đủ, cũng tỉ như long tiên thảo, nó là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể câu. Lâm Minh muốn có tài liệu này thì phải mua mà thôi. Mà muốn mua những thứ này không có nhiều tiền là không được rồi, huống chi Lâm Minh hiện tại thân gia không tốt. Vấn đề này khiến Lâm Minh đau đầu, đạo cung cửu tinh chi lộ đúng là cần trả giá lớn, Lâm Minh hiện tại vượt cấp chiến đấu nhìn thì khoa trương, nhưng mà thực lực yêu nghiệt như vậy cần phải dùng thiên tài địa bảo xây thành, Lâm Minh tại luyện thể thuật đi một bước tính một bước, đều phải hao phí tài nguyên hơn võ giả cùng giải gấp mấy chục lần. Thời gian trôi qua tuế nguyệt không dấu vết, trong bất chỉ bất giác lại 12 năm trôi qua, đến tận đây Lâm Minh đã ngây ngốc trong tông môn nhỏ không có danh tiếng này 25 năm. Trong 25 năm qua Lâm Minh dường như hiểu rõ con đường mình từ võ giả cấp thấp leo lên. Thời gian 25 năm thực lực của Lâm Minh tăng lên không nhiều lắm, nhưng mà tâm cảnh của hắn đã ổn trọng, không còn ngươi lừa ta gạt như lúc trước, sát phạt cũng yếu đi. Hắn chọn ở trong Thanh Nguyệt môn tu luyện thần văn thuật, củng cố căn cơ, mà không phải là ở thần văn thành chính là nguyên nhân này, Thanh Nguyệt môn với Lâm Minh mà nói xem như nhỏ yếu 10 phần. Ở chỗ này hắn có thể sinh hoạt đơn giản, bất luận đệ tử nội môn nào ngươi lừa ta gạt, tranh đấu gay gắt cũng không có ảnh hưởng tới hắn. Đối với hắn mà nói đệ tử Thanh Nguyệt môn cạnh tranh giống như con kiến nhỏ đánh nhau thôi. Sinh hoạt bình tĩnh suốt 25 năm làm cho Lâm Minh dường như trải qua tâm linh niết bàn một lần. Đây là lúc nên rời đi, ở trong Thanh Nguyệt môn này đối với Lâm Minh mà nói cơ hồ như trải qua cả đời, là nơi ngây ngốc lâu nhất, ở chỗ này hắn có thể cái gì đều không muốn đi, một lòng tĩnh tu, cùng tiểu. Mà tiên sinh hoạt như phàm nhân, Thời gian dài ngày sau hắn sẽ không được an tĩnh như thế này, cho dù là thí luyện cuối cùng hay kế tiếp thần vực đại kiếp nạn, Lâm Minh gặp phải chỉ sợ chính là gió tanh mưa mấu. Mà lúc này cháu gái tông chủ Thanh Nguyệt Môn là thiếu nữ thiên xảo tới chỗ Lâm Minh muốn học một chút tri thức thuật chế thuốc. Thiến xảo chỉ mới 22 tuổi, trong thế giới võ giả tuổi này là quá trẻ. Nàng sinh ra lúc Lâm Minh đến Thanh Nguyệt Môn được 3 năm, về sau Lâm Minh thành danh thì Thiên xảo còn rất nhỏ, khi đó nàng vẫn lấy Lâm Minh làm thần tượng, đến bây giờ nàng đã trổ mã thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Thiến xảo thiên phú phi thường tốt, linh hồn lực vượt xa võ giả cùng tuổi. Bởi vì điểm này nên nàng đặc biệt yêu thích thuật chế thuốc, nhiều khi tới đây lãnh giáo Lâm Minh, khác với đệ tử nội môn khác, nàng luôn rất yên tĩnh, sợ quấy rầy đến Lâm Minh, dù sao Lâm Minh bình thường mặc kệ với ai cũng lạnh như băng, bộ dáng phi thường không kiên nhẫn. Thiến xảo cũng không có phiền nhiễu Lâm Minh, có đôi khi nàng chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Minh và tiện tay ghi một ít tâm đắc luyện dược. Ngẫu nhiên Lâm Minh cũng chỉ điểm nàng vài câu. Mỗi lần như thế Lâm Minh có thể nhìn thấy trong mắt thiếu nữ có vài phần ngưỡng mộ, sùng bái thậm chí là ái mộ. Hiện tại Lâm Minh đã trải qua rất nhiều, hắn tự nhiên hiểu ý vị ánh mắt đó là cái gì. Nhưng mà thiến xảo chưa bao giờ biểu đạt với Lâm Minh cái gì. Nàng vẫn phi thường tôn kính Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên. Vì thế Tiểu Ma Tiên còn trêu chọc qua Lâm Minh, nhưng mà đối với nữ hài thiến xảo này Tiểu Ma Tiên cũng phi thường yêu thích. Trong bất trí bất giác Tiểu Ma Tiên tâm tình biến hóa rất lớn, từ một thiếu nữ tâm tính như trẻ con, đến bây giờ nàng đã trầm ổn và thành thục hơn rất nhiều. Lâm Minh nhìn thấy thiến xảo đang ở trong sảnh yên lặng đọc tâm đắc của mình, chẳng biết tại sao hắn lúc này có rất nhiều cảm thán, nhất thời trong nơi sinh sống 25 năm này sinh ra cảm giác ôm ấp tình cảm. Hoặc là nói Lâm Minh không phải lưu luyến thanh nguyệt môn, mà là lưu luyến sinh hoạt an nhàn 25 năm này, đây là cảm thụ hắn chưa từng có. Ngược dòng tìm hiểu trước kia thì chỉ có thời điểm là trẻ con đã từng có bình tĩnh như vậy. Nhưng mà cho dù như thế nào, lâm minh nhất định không thể dừng ở chỗ này một ngày này lâm minh gọi thiến xảo tới hắn chăm chú thật sự dạy bảo nàng về thần văn thuật vừa dạy là năm sáu canh giờ thẳng đến trời tối mới chấm dứt lúc gần đi lâm minh mang rất nhiều tâm đắc luyện dược còn có một thủ trạc đưa cho thiến xảo thiến xảo ngơ ngác nhìn qua lâm minh thật lâu khuôn mặt hồng hồng dường như kinh ngạc vì sao lâm minh kiên nhẫn với nàng như vậy qua mấy hô hấp nàng mới quay người cảm thấy mỹ mãn rời đi lúc nàng đi mái tóc xanh vùng vẫy lọn tóc vuốt lên mông đẹp rất có tiết tấu Lâm Minh than nhẹ một tiếng, một đêm này hắn cùng với tiểu ma tiên cùng rời khỏi nơi sinh hoạt 25 năm qua. Thân ảnh của bọn họ lặng lẽ biến mất trong bóng đêm vô tật, không làm kinh động bất luận kẻ nào, ngay cả trận pháp hộ sơn của Thanh Nguyệt môn đối với hai người mà nói chỉ là không khí mà thôi. Mà thẳng đến khi Lâm Minh rời đi, Thiến xảo trở về phòng dò xét thủ trạc mà Lâm Minh lưu lại thì nàng kinh ngạc ngây người. Thủ trạc này nhìn giống như trang sức, nhưng thật ra là linh khí tu di giới, trong thủ trạc này có hơn 1000 quả trung phẩm đan dược, cùng đại lượng thần văn phù chưa sử dụng những đan dược trung phẩm này đầy đủ cho võ giả thần hải kỳ thần biến kỳ sử dụng thậm chí võ giả thần quân cảnh cũng rất có giá trị mà những đan dược này lâm minh trước kia chưa bao giờ bán ra bởi vì dựa theo lẽ thường hắn ngụy trang trình độ luyện đan căn bản không có khả năng luyện chế ra đan dược phẩm chất cao như vậy thiến xảo kinh ngạc nên vội vàng tới chỗ lâm minh ở tìm lâm minh nhưng mà người đi nhà trống nhìn thấy luyện đan thất và thần văn thất trống trơn nàng trong lúc nhất thời cảm thấy nội tâm vắng vẻ nàng mang tất cả đan dược giao cho Gia Gia, cũng chính là trưởng môn Thanh Nguyệt Môn. Cầm hơn một ngàn khỏa trung phẩm đan dược, trưởng môn Thanh Nguyệt Môn cũng ngơ ngác không nói, tâm thần rung động. Bọn họ còn có thể trở về không? Thiến xảo giống như ý thức được cái gì đó, hỏi một câu. Trưởng môn Thanh Nguyệt Môn than nhẹ một tiếng, cười khổ nói. Bọn họ không phải là người thế giới chúng ta, đại khái, sẽ không trở về. Phẩy, một tháng sau, thần văn thành, một chiếc linh hạm chậm rãi dừng lại, một nam một nữ từ trong linh hạm bay ra ngoài. Xa cách 25 năm, Lâm Minh đi về thần Văn Thành. Nhưng mà hôm nay hắn đã không phải 25 năm trước có thể so sánh nổi. Luyện chế tham lang tiên châu phải bắt đầu từ thần Văn Thành này. Lâm Minh quay về thần Văn Thành thì phát hiện hào khí đã khác, thủ vệ cửa thành gia tăng gấp 10 lần. Vốn thủ vệ thần Văn Thành chỉ có mấy người, tu vị đều là thần quân cảnh. Mà bây giờ có thêm tổ đội nhỏ, mà đầu lĩnh đội trưởng là thánh chủ. Người vừa vào thành đều chịu kiểm tra nghiêm ngặt, mà trong tay đội trưởng thánh chủ này cầm một viên thủy tinh cầu, thủy tinh cầu này có đường vân pháp tắc kỳ dị những đường vân pháp tắc này hiển nhiên là thần văn thuật lâm minh liếc nhìn ra tác dụng của thủy tinh cầu nó là dùng kiểm tra xem võ giả có trải qua dịch dung giả trang hay không kỳ quái lâm minh khó hiểu tại sao thần văn thành đột nhiên đề phòng xâm nghiêm như vậy chẳng lẽ có thế lực gì sắp động thủ với thần văn thành sao tiểu ma tiên ở bên cạnh nói ra lâm minh lắc đầu nói chắc có lẽ không thần văn thành là tổ chức trung lập hơn nữa bản thân nó thế lực khổng lồ có rất nhiều thần văn sư có lẽ không có tổ chức gì gây khó dễ cho thần văn thành đâu rất nhiều tổ chức đều đang có quan hệ lợi ích với thần văn thành đấy lâm minh đè tâm tư nghi hoặc xuống đi cùng tiểu ma tiên tới cửa thành hai người lập tức bị cản lại vào thành làm gì võ giả ngăn lâm minh lại lạnh như băng nói ra lâm minh liếc mắt những thủ vệ này mặc chiến giáp có ít người ăn mặc chiến giáp do thần văn thành chế tạo có ít người thì không có dường như là hai đội ngũ lâm minh nói ta là thần văn sư của thần văn sư công hội đây là huy chương của ta lâm minh xuất một cái huy chương tam phẩm thần văn sư ra thủ vệ kiểm tra một phen trả lại cho lâm minh cho lâm minh cùng tiểu ma tiên đi vào vào trong thần văn thành thần văn thành không có biến hóa quá lớn đường đi vẫn phồn vinh như trước lâm minh đi thẳng vào thần văn sư công hội huy chương thần văn sư sáng lên và hắn đi vào trong hắn đi ngang qua khu giao dịch và nhìn thấy không ít thần văn sư luyện dược sư đang giao dịch ở đây lâm minh liếc thấy tiết lão đầu lúc này tiết lão đầu đang thích ý ngồi trên cái xích đu trước mặt bầy đủ loại vật phẩm thượng vàng hạ cám Xem thần thái của Tiết lão đầu sắp ngủ rồi, rời đi là 25 năm, Tiết lão đầu vẫn không thay đổi chút nào. Thấy Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên đi tới thì Tiết lão đầu hai mắt trợn tròn xoe. "Tiểu tử, thì ra là ngươi." Tiết lão đầu nhìn thấy Lâm Minh, con mắt tỏa sáng, hắn giống như nhìn thấy bảo bối tuyệt thế và dò xét Lâm Minh rất lâu, nhìn chằm chằm vào làm Lâm Minh sợ hãi. Lâm Minh vội ho một tiếng nói ra, "Tiết trưởng lão, đã lâu không gặp." Tiểu Ma Tiên cũng ngọt ngào chào hỏi, "Tiết trưởng lão khỏe." Nghe được Tiểu Ma Tiên ân cần thăm hỏi, Tiết lão đầu tươi cười, hắn có ấn tượng không tệ với nhà đầu này, lại nhìn qua Lâm Minh, tiết lão đầu sắc mặt trầm xuống. Hơn 20 năm a, à, ngươi còn biết mình là thần văn sư của thần văn sư công hội nha, ta còn tưởng rằng. Tiểu tử ngươi ra ngoài lịch lãm đã chất rồi đấy, lại nói ngươi hình như đã đột phá, lúc trước ta nhớ lúc ngươi đi là thần quân sơ kỳ. Nghe được tiết lão đầu nói thì Lâm Minh mắt trợn trắng, tiết lão đầu này đúng là không kín miệng nha. May mắn đột phá, lại nói tiết lão, lần này vãn bối quay trở lại thần văn thành, bên ngoài nhiều thủ vệ như vậy là thế nào? Hắc, chiến tranh chứ sao? Tiết lão đầu bĩu môi, bộ dáng lơ đánh giống như một chuyện quá nhẹ nhõm. Nói là chiến tranh, kỳ thật cũng không phải chúng ta, là một thế lực cấp thiên tôn của nội tu la lộ tinh cực thánh địa, chiến tranh với thế lực thiên tôn của thánh tộc chiến thiên thánh địa, đánh nhau, nguyên nhân đánh nhau là tranh đoạt thứ gì đó, thần văn sư công hội chúng ta xem như hậu viện của tinh cực thánh địa, bọn họ bởi vì chiến tranh nên phải mua sắm từ chúng ta nhiều đan dược, thần văn phù, phải mang không ngừng ra tiền tuyến, về phần thủ vệ ở cửa thành đều là tinh cực thánh địa phái tới, bọn họ sợ hãi có gian tế thánh tộc trà trộn vào đây phá hư, trong lúc chiến tranh tất cả võ giả thánh tộc cho dù có quan hệ với Chiến Thiên Thánh Địa hay không đều không cho phép tiến vào Thần Văn Thành. Trăm triệu năm qua Thần Văn Sư Công hội thường xuyên cùng hợp tác với một ít thế lực lớn, cung cấp đan dược và thần văn phù cho các thế lực này, đương nhiên những thế lực lớn này đều phải trả thù lao phong phú cho Thần Văn Sư Công hội, kể cả nguyên khí phù văn, tài liệu chân quý, truyền thừa ngọc giản. Đây là nguồn thu nhập lớn của Thần Văn Sư Công hội. Với cửa hàng của Thần Văn Thành và thu nhập ở phường thị, khoản thu nhập này có giá trị còn lớn hơn nhiều. Thì ra là như vậy, Lâm Minh như có điều suy nghĩ, võ giả nhân tộc tu luyện thần văn thuật không bằng võ giả hồn tộc, về phần nói võ giả thánh tộc chỉ là đầu óc ngu si tứ chi phát triển thì hơi quá, nhưng mà linh hồn lực của bọn họ yếu tới đáng thương, bọn họ căn bản không thích hợp thần văn thuật, luyện chế đan dược hai loại này. Hơn nữa hồn tộc cùng thánh tộc quan hệ vốn không tốt, thần văn thành qua nhiều năm như vậy đúng là không có võ giả thánh tộc ra vào lần này thần văn sư công hội ở cửa ra vào đặt thủy tinh cầu chính là phòng ngừa võ giả thánh tộc dịch dung đi vào trong nội tâm lâm minh thầm nghĩ trong 100 triệu năm qua không biết thần văn sư công hội hợp tác với bao nhiêu thế lực lớn tài phú tích lũy được sợ rằng không tưởng tượng nổi ta nói tiểu tử người đột nhiên trở về có phải có gì hay không tiết lão đầu hoài nghi nhìn qua lâm minh cảm giác tiểu tử này vô sự không lên điện tam bảo bị tiết lão đầu chọc thủng lâm minh xấu hổ sờ đầu nói ra xác thực có việc lần này quay lại thần văn thành chính là mua tài liệu luyện đan. Lâm Minh nói thẳng mục đích của mình, a à, ngươi còn học luyện đan, tiết lão đầu kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh, theo hắn hiểu Lâm Minh, Lâm Minh đã dám nói biết luyện đan, vậy thì trình độ sẽ không tệ. Tiểu tử ngươi cũng phải biết rõ ngươi đi lâu như thế, điểm công hiến của ngươi vẫn là không đấy. Trong thần văn sư công hội, toàn bộ thần văn sư đều phải cống hiến cho công hội, đổi thành điểm tích lũy, Lâm Minh vừa đi là 25 năm, tự nhiên không có độ cống hiến gì. Lâm Minh xấu hổ ho khan một tiếng, cười làm lành nói trước khi có chút việc trì hoãn lần này ta sẽ ngây ngốc trong thần văn sư công hội một đoạn thời gian lại nói ta muốn mua tài liệu chân quý nhưng không biết ở đâu có bán lâm minh trong khi nói chuyện tiết lão đầu trợn mắt nhìn qua lâm minh khinh thường nói ra ngươi còn cười à nhà kho tài liệu của thần văn sư công hội chính là đệ nhất thiên hạ tài liệu gì mà không mua được chỉ sợ ngươi mua không thổi tiết lão đầu nói câu này tràn ngập tự tin trong ánh mắt toát ra vài phần kiêu ngạo vậy thì xin trưởng lão xem qua nhìn xem những tài liệu này có lấy ra được không? Lâm Minh cùng cười, từ tu di giới lấy ra một tờ danh sách, trên danh sách có tài liệu cần thiết của tham lang thiên châu, tổng cộng 32 loại. Tiết lão đầu ngông nghênh nhận lấy, quét mắt nhìn qua danh sách và há to mồm ra. Danh sách này vài loại trước vẫn chỉ là chân quý, chỉ cần có đủ tài phú đều có thể mua được, nhưng mà tài liệu đằng sau đều vô cùng khủng bố. Có vài loại thậm chí tiết lão đầu chưa thấy qua, chỉ nghe qua. Long tiên thảo, thôn Thiên xà đảm, ngọc long giác, viễn cổ ngọc tủy. Tiết lão đầu triệt để phát mộng, những tài liệu này thần văn sư công hội đều không có toàn bộ. Mặc dù nói nhà kho của thần văn sư công hội phi thường giàu có, nhưng chỉ là tài liệu chân quý mà thôi, nếu như không thể chuyển hóa thành đan dược và thần văn phù thì cũng không tốt, cho nên rất nhiều tài liệu chân quý đưa vào nhà kho không lâu cũng sẽ bị người ta đổi đi sử dụng. Phàm là tài liệu chân quý đều là có tiền không mua được, là hàng bán chạy, bình thường sẽ không tồn kho quá lâu. Hai hơn tại Lâm Minh lấy ra những tài liệu này đặt ở nhà kho thần văn sư công hội thì phải có quyền hạn cao nhất mới chạm vào được, cũng chính là quyền hạn thất phẩm thần văn sư hơn nữa giá cả cũng khiến người ta im lặng ngươi đang đùa ta đúng không tiết lão đầu cầm danh sách tài liệu vỗ lên mặt bàn dựng râu chừng mắt hắn cảm thấy lâm minh đang chọc hắn những tài liệu này hắn không cho rằng tiểu tử trẻ tuổi lại dùng tới hắn xem ra cho dù lâm minh đạt được những tài liệu này cũng khó có thể dùng chúng mà luyện đan chỉ phung phí của trời thế nào lại đùa ngài chứ chúng ta mua đương nhiên là dùng rồi tiểu ma tiên ở bên cạnh hát đệm tiết lão đầu nhìn qua tiểu ma tiên bán tín bán nghi hắn nhìn qua lâm minh nói những tài liệu này chẳng lẽ là sư phụ ngươi dùng trong nội tâm tiết lão đầu xuất hiện ý tứ này lâm minh biết thời biết thế pha trò nói ra xem như thế đi người xem thần văn sư công hội có không tiết lão đầu trừng lâm minh chậm rãi nói ra toàn bộ tài liệu chân quý đều có nhưng có vài loại quý nhất thì trong thần văn sư công hội cũng chỉ có hai ba loại hơn nữa giá cả cao dọa người chẳng những cần nguyên khí phù văn cao khủng khiếp trọng yếu nhất là cần quyền hạn và điểm tích lũy Ta đoán chừng mua một loại tài liệu cũng cần phải có tám 800 triệu điểm tích lũy, nếu như ngươi ngày sau đều ở trong thần văn sư công hội mỗi tháng lãnh tiền lương, dùng trình độ tam phẩm thần văn sư của ngươi cũng phải ngây ngốc 800 vạn năm, miễn cưỡng đủ mua vài miếng lá cây long tiên thảo. Tiết lão đầu nói ra lời này trần ngập thần sắc chế nhạo, dùng trình độ tam phẩm thần văn sư của lâm minh, một năm thu nhập cố định chỉ có 20 điểm tích lũy, 1.000 vạn năm mới được 200 triệu điểm tích lũy, mua một loại tài liệu còn không đủ đương nhiên nếu như lâm minh ngày sau thăng cấp lên cao cấp thần văn sư thì lương bổng sẽ khác lâm minh cười khổ một tiếng nói tiết lão ngài đang chọc lâm minh cười đúng không tiết lão đầu khoanh tay lại nói ta nói là sự thật những đồ chơi này đừng nói là ngươi ngay cả ta cũng mua không nổi nhưng mà nếu sư phụ của ngươi gia nhập vào thần văn sư công hội thì bằng năng lực của hắn trong thời gian ngắn sẽ có được nhìn thấy tiết lão đầu vẫn quanh co lòng vòng hỏi sư phụ lâm minh bất đắc dĩ nói ra sư phụ ta sẽ không tới thần văn sư công hội những tài liệu này ta chỉ có thể tự mình mua, ha ha. Vậy ngươi tùy tiện, tiết lão đầu làm bộ dạng chẳng quản ngươi, hắn phối hợp quay lại chỗ ngồi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Minh, ngươi định làm như thế nào? Bảy tám trăm triệu điểm tích lũy mới mua một loại tài liệu, chúng ta làm thế nào mua được đây? Tuy tiểu ma tiên nhìn thấy tiết lão đầu thái độ khinh thường thì bĩu môi, nhưng không thể không. Thừa nhận tiết lão đầu nói đúng sự thật, mua những tài liệu này cần điểm tích lũy giá trên trời, cho dù có điểm tích lũy cũng cần cửu dương ngọc đấy, cửu dương ngọc của bọn họ không đủ dùng xem một chút đi có lẽ tìm con đường nào kiếm tiền không lâm minh có chút trầm ngâm hắn biết rõ thần văn sư công hội kiếm điểm tích lũy có vài con đường loại thứ nhất là lương tháng hắn là một tam phẩm thần văn sư lương tháng cơ hồ có thể xem nhẹ nó quá mỏng loại thứ hai là giao dịch nhưng mà lâm minh hiện tại không có đồ gì có thể bán ra được giá cao dọa người hắn tại thanh nguyệt môn vẽ thần văn phù cùng đan dược còn lưu lại không ít hàng tồn phẩm chất cao nhưng mà những vật này cho dù lấy ra cũng không bán được giá cao người của thần văn sư công hội ánh mắt rất cao. Loại thứ ba là nhiệm vụ, thần văn sư công hội thường xuyên tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành thì được ban điểm tích lũy. Loại thứ tư nếu như mang tuyệt học ẩn giấu của mình, thành quả nghiên cứu cống hiến cho thần văn sư công hội, như vậy cũng sẽ được ban thưởng xa xỉ. Lâm Minh hiện tại trong trí nhớ có mấy chiêu kỹ xảo không muốn ai biết, đều là những kỹ xảo mà ba tên thần văn sư lưu lại, nhưng mà những kỹ xảo này không phải thủ đoạn nghịch thiên, cho dù cống hiến ra ngoài cũng không được bao nhiêu cả. Nếu như nói Lâm Minh có kỹ xảo gì nghịch thiên vậy phải kể tới Tu La Thiên Thư miêu tả pháp tắc Tu La Thiên Đạo, nhưng mà không nói Lâm Minh còn không có luyện thành Tu La Thiên Thư, căn bản không có khả năng miêu tả ra được, cho dù hắn có thể miêu tả ra cũng tuyệt đối không tiết lộ nửa điểm nội dung của Tu La Thiên Thư. Loại truyền thừa này đúng là khiến người ta đỏ mắt, bài trừ thứ nhất, thứ hai, loại thứ tư ra, Lâm Minh chỉ còn lại con đường thứ ba, cũng là thông qua làm nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy. Tiết trưởng lão, ta có ý định nhận nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy, nhận nhiệm vụ, tiết trưởng lão kinh ngạc ngẩng đầu lên, cổ quái nhìn qua Lâm Minh. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi dựa vào phương thức làm nhiệm vụ kiếm được đầy đủ điểm tích lũy đổi tài liệu đấy. Lâm Minh gật đầu nói, thử xem đi, không được còn đổi biện pháp. Khá lắm, tiết trưởng lão nhìn qua Lâm Minh như tên điên. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ à, ngươi biết nhiệm vụ tam phẩm được bao nhiêu thù lao không? Ta không biết ngươi trong hai mươi mấy năm qua làm cái gì, dù sao ta đại khái có thể đoán được loại quái thai như ngươi sẽ làm ra chuyện khiến người ta kinh hãi. Nhưng cho dù hai mươi mấy năm qua ngươi lấy được thành tựu không hợp thói thường cũng đừng hy vọng dựa vào làm nhiệm vụ lấy được nhiều điểm tích lũy những tài liệu mà ngươi cần ta đánh giá cũng cần không dưới 3 tỷ điểm tích lũy. Cho dù ta có được 3 tỷ điểm tích lũy cũng phải làm việc mệt chất đấy, không biết ngày tháng năm nào đâu. Tiết trưởng lão nói Lâm Minh sớm đã nghĩ tới, tuy hắn tu luyện thần văn thuật cùng thuật chế thuốc có đường tắt. Nhưng mà luận phẩm cấp thì Lâm Minh chỉ là ngũ phẩm thần văn sư mà thôi, dù sao Lâm Minh rớt chất ba thần văn sư mới lục phẩm, muốn siêu việt bọn họ cần thời gian nhất định. 26 năm tu thành ngũ phẩm thần văn sư, nói ra muốn chấn kinh rớt cảm xuống đất thì căn bản không có người nào tin, ngũ phẩm thần văn sư không phải dùng mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm thì không làm được. Nhưng mặc dù là ngũ phẩm thần văn sư, đối với luyện chế tham lang thiên châu mà nói còn chưa đủ. Chỉ tài liệu đã khiến người ta đau đầu rồi, trên cơ bản có thể lấy tới tay đều là nhân vật cấp thiên tôn, đại giới giới vương muốn có một loại đều thương gân động cốt. Nhưng mà chuyện do người làm, Lâm là Minh tốn hào không biết bao nhiêu giá lớn mới tu thành đạo cung cửu tinh, lại tốn rất nhiều khí lực mới lấy được thương khung phách điển đạo cung cửu tinh, cuối cùng có con đường sáng thì hắn không bỏ qua, được, tiết trưởng lão, khu nhiệm vụ nằm ở đâu? Lâm Minh chưa quen thuộc thần văn sư công hội nên mở miệng hỏi. Tiết lão đầu nghe xong lại trợn mắt, nói, tiểu tử ngươi ngay cả khu nhiệm vụ ở đâu còn không biết, có thể thấy được số lần ngươi tới thần văn sư công hội là bao nhiêu rồi. Bị tiết trưởng lão của trách, Lâm Minh cười khan một tiếng, cũng không trả miệng. Bỏ đi bỏ đi, ta thấy tiểu tử ngươi là tên điên, tính toán, ta mang ngươi đi qua, cho ngươi nhìn xem thù lao nhiệm vụ và nên từ bỏ ý đồ đi. Tiết lão đầu thu quán, không bán buôn gì cả, với tuổi như hắn tu vị đã không có khả năng tinh tiến, thời gian thường trôi qua bằng cách làm chuyện gì đó cho qua ngày, bày quầy bán hàng chỉ là cách tiết lão đầu an hưởng cuộc sống, hắn vui thích cảm giác thành tựu mua thấp bán cao, sửa mái nhà dột ý nói Nhật Bảo Kỳ thật đây cũng là cách hắn tăng thu nhập, bởi vì cái gọi là lưới câu thắng tại cá. Tiết lão đầu mang theo Lâm Minh, xuyên qua một hành lang gấp khúc, đi vào chính sảnh của Thần Văn Sư công hội. Đại sảnh này nhìn qua như quảng trường nhỏ, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, trong đại sảnh cũng không có nhiều người, bọn họ có trẻ có già, một đám đều mặc trường bào thần văn sư, hoặc là luyện dược sư, nhìn qua đều có thân phận. Ở giữa đại sảnh có trận bàn to lớn, trên trận bàn có văn tự nhấp nhô. Trận bàn hơi biến hóa, tác dụng của nó là hiểu thị văn bản hình chiêu, mà những văn tự nội dung hình chiếu lại yêu cầu nhiệm vụ. Trừ chuyện đó ra, ở cuối đại sảnh là cái bàn dài, bày ra một số quyển trục, những quyển trục này cũng là nhiệm vụ, nhưng mà so với nhiệm vụ có hình chiếu thì thấp hơn không ít. Đây là nơi nhận nhiệm vụ đấy, người có thể nhận nhiệm vụ đại khái đều ở đây, những nhiệm vụ này ít thì mấy trăm, nhiều thì trên mấy vạn điểm tích lũy, muốn một hai ngàn vạn điểm tích lũy cơ bản đều là lục phẩm thần văn sư mới có thể tiếp, độ khó thật lớn, ta cũng không làm nổi. Tiết lão đầu vuốt vuốt đồ chơi nhỏ như óc chó trên bàn dài. Không phải ta đã kích ngươi, ngươi muốn dựa vào làm nhiệm vụ mua được những tài liệu đó, không có mấy vạn năm là đừng nghĩ, trừ phi ngươi có thể thăng cấp lên cao giai thần văn sư. Lâm Minh quét mắt nhìn qua nhiệm vụ một vòng, quả nhiên như Tiết lão đầu đã nói, chính thức có ngàn vạn điểm tích lũy đều cần tu vị đại giới giới vương thần văn sư, luyện dược sư mới có thể hoàn thành, dùng thực lực của Lâm Minh không cách nào làm được. Tuy tiết lão đầu đánh giá thấp trình độ thần văn thuật của Lâm Minh, nhưng mà hắn kết luận đúng, Lâm Minh yên lặng tính toán đôi chút, ngũ phẩm thần văn sư có thể tiếp nhiệm vụ có thù lao cao nhất là 10 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa phàm là nhiệm vụ yết giá 10 vạn đều là nhiệm vụ độ khó lớn, không phải 4 năm ngày có thể hoàn thành, có chút thậm chí cần một tháng. Một tháng 2 30 vạn điểm tích lũy, muốn tích lũy được 3 tỷ điểm tích lũy cần cả ngàn năm. Đây là tính toán hoàn thành nhiệm vụ không gián đoạn, mà trên thực tế căn bản không có người nào có thể làm nhiệm vụ không gián đoạn, thần văn sư còn phải tu luyện, học tập, bế quan nữa, chuyện này không có khả năng hoàn thành trong ngàn năm. Sau khi so sánh một phen, Lâm Minh với những tài liệu mà mình cần mua có nhãn thức sâu hơn một tầng, ngũ phẩm thần văn sư căn bản không làm được, muốn đạt được chúng cần lục phẩm thần văn sư đỉnh cấp, hao phí đại lượng tinh lực và giá lớn mới được. Tiểu Ma Tiên biết rõ trình độ của Lâm Minh, ở một bên lo lắng nói ra. Lâm Minh, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta 25 năm sau phải tham gia thí luyện cuối cùng, người bây giờ muốn tìm điểm tích lũy là không kịp. Không biết, xem trước một chút a. Lâm Minh tạm thời không có biện pháp tốt, Tiết lão đầu khoát tay nói ra, nhìn thấy chứ, người muốn dùng làm nhiệm vụ tìm đủ tài liệu là không có khả năng đâu, nếu người chưa từ bỏ ý định, có thể đi chỗ nhiệm vụ đảo lộn xem có cái nào phù hợp với mình không. Tiết lão đầu nói xong chỉ vào cuối đại sảnh, tại đó có một quầy hàng cổ kính, phía sau quầy có 4 5 người, trong đó có một nữ tử trẻ tuổi khiến người ta chú mục. Cô gái này mặc sườn xám hỏa hồng, sườn xám bó sát, đường cong hoàn mỹ của nữ tử hiện ra, trước ngực của sườn xám còn cắt một lỗ nhỏ lộ ra u cốc và ngọc nữ phong trắng bóng, làn váy sườn xám cũng xẻ tà tới bẹn, theo động tác của nữ tử thì bắt đùi thẳng tắp như ẩn như hiện khiến người ta phải nhìn hoài. Nhìn thấy nữ tử mặc sườn xám hỏa hồng này, Lâm Minh sững sờ một chút, trong thế giới võ giả thì mỗi nơi quần áo khác nhau, nhân tộc tại thần vực ăn mặc vẫn bảo thủ, nhưng mà trong nội tu la lộ nữ tử rất nhiều nơi quần áo vô cùng cởi mở, mà cô gái trước mặt ăn mặc như thế Lâm Minh không thể không thừa nhận, nàng rất có hương vị, dễ dàng kích thích dục vọng nam tính chinh phục. Nữ nhân này, thật sự là vưu vật, Lâm Minh âm thầm nói ra, ánh mắt nhìn qua cô gái này. Tiết lão đầu cười hắc hắc, ra mà không kính nói với Lâm Minh. Nữ nhân này cực phẩm A, nàng là người của tinh cực thánh địa, tên là Tô Nhã, không nên xem thường nữ nhân này, nàng không đơn giản. Tiết lão đầu vuốt sâu ý vị thâm trường nói ra, hắn biết rõ nữ nhân dáng người no đủ như tô nhã và ăn mặc quần áo lớn mật đối với nam tử trẻ tuổi mà nói có lực hấp dẫn cực ớn, thân thể nàng giống như trái đáo chín mọng khiến người ta rát muốn cắn một cái. Nhìn thấy tiết lão như vậy, tiểu ma tiên khó chịu hừ một tiếng, dùng tay vặn cánh tay lâm minh. Nữ nhân có đôi khi rất kỳ quái, đối với đối thủ cạnh tranh ngây thơ thuần khiết thì các nàng không hứng thú ghen tuông, ví dụ như lâm minh tại thanh nguyệt môn. Tiểu Ma Tiên đã sớm nhìn ra cháu gái tiến xảo của trưởng môn có tình ý và ngưỡng mộ Lâm Minh, chỉ cần Lâm Minh hơi có ý thì thu vào dễ dàng, thế nhưng mà dù vậy tiểu ma tiên vẫn thập phần thân mật với tiến xảo giống như đối đãi với muội muội của mình vậy nhưng đối với tô nhã xinh đẹp thì tiểu ma tiên trong lòng cảm thấy không vừa mắt nhìn thấy tiểu ma tiên không vui thì tiết lão đầu vội vàng ho khan vài tiếng dùng bày ra bộ dáng nghiêm túc nói lần này tô nhã tới thần văn sư công hội xem như người liên lạc của tinh cực thánh địa nếu ngươi tiếp nhận nhiệm vụ thì thông qua nàng bởi vì tinh cực thánh địa đang khai chiến cho nên rất nhiều nhiệm vụ cũng khai ra điểm tích lũy cao hơn hiểu nhìn thấy tiết lão đầu phản ứng thì trong nội tâm lâm minh buồn cười hắn chậm rãi đi tới chỗ tô nhã lúc này ở trước người tô nhã có năm sáu thần văn sư làm nhiệm vụ những thần văn sư này không ngoại lệ đều là nam nhân có người trẻ tuổi có trung niên nhân có sáu thần văn sư đều bắt chuyện với nàng từ trong mắt đám người này lâm minh nhìn thấy nóng bỏng trung niên thần văn sư thì phong độ ánh mắt đều phi thường cao bọn họ cũng không thiếu nữ nhân có không biết bao nhiêu thiếu nữ đang chờ bọn họ thu đấy nhưng mà tô nhã trước mặt bọn họ cũng buông giá đỡ thần văn sư xuống sẵn sàng quỳ dưới váy của nàng chuyện này ám chỉ lâm minh tô nhã không phải là bình hoa đẹp mắt nàng có được thực lực và thủ đoạn tương ứng lâm minh phát hiện tô nhã này với sáu thần văn sư có thái độ khác nhau đối với bốn thần văn sư trẻ tuổi ái mộ tô nhã tô nhã chỉ lễ phép trả lời vài câu bộ dáng không nguyện ý quan tâm tới chỉ có hai trung niên thần văn sư thì tô nhã mới có thể nói nhiều vài lời cũng cười rất nhiệt tình mà hai trung niên thần văn sư đình là ngũ phẩm thần văn sư đỉnh phong, khoảng cách lục phẩm thần văn sư cũng không xa. Nữ nhân này đúng là ngạo khí, thần văn sư trẻ tuổi căn bản không đặt vào mắt, nhưng mà thần văn sư trẻ tuổi có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng là có hạn. Trong lòng Lâm Minh nói thầm, tiểu, ma tiên ở bên cạnh nói ra, tinh cực thánh địa này chẳng lẽ chuyên môn tìm nữ nhân phong tình vạn trùng hấp dẫn đám sắc lang thần văn sư công hội tranh nhau làm nhiệm vụ sao? Lâm Minh nghe nao nao, chợt cười, đúng là có khả năng này. Chắc hẳn bởi vì quan hệ với Tô Nhã cho nên người tới khu nhiệm vụ cũng nhiều hơn. Lâm Minh xâm nhập vào trong năm sáu thần văn sư, lập tức khiến đám thần văn sư không vui, ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Minh cũng không thân mật. Lâm Minh quét mắt nhìn qua huy chương của đám thần văn sư trẻ tuổi, bốn người trẻ tuổi đều là nhị phẩm hoặc tam phẩm thần văn sư, huy chương trước ngực của Lâm Minh cũng là tam phẩm thần văn sư, địa vị không sai biệt lắm. Lách vào cái gì? Có người bất mãn nói ra, bọn họ không biết Lâm Minh. Lâm Minh 25 năm trước tham gia khảo hạch thần văn sư, rời khỏi thần văn sư công hội như phù dung sớm nở tối tàn, Chưa tô lão, tiết lão cùng với mấy giám khảo chủ trì khảo hạch thần văn sư ra thì không ai nhận ra hắn. Thanh niên thần văn sư này vừa nói một nửa nhìn thấy lâm minh sau lưng là tiết lão đầu, vừa nhìn qua thì bọn họ thu hồi định ý với lâm minh ngay, thay đổi bộ dáng cung kính và tươi cười ân cần. Tiết trưởng lão, hai trung niên nhân cũng thi lễ với tiết lão đầu, tiết trưởng lão, ngài tới nhận nhiệm vụ sao? Tuy hai trung niên nhân là ngũ phẩm thần văn sư, nhưng mà cách tiết lão đầu lục phẩm thần văn sư còn tranh lệch không nhỏ, chẳng khác gì thánh chủ đỉnh phong tranh lệch với giới vương. Chính là một bước này không biết có bao nhiêu người bị vây khốn cả đời, không cách nào đột phá, phải biết rằng cho dù là giới vương bình thường cũng chỉ có thiên phú truyền nhân thiên tôn mà thôi. Tùy tiện đến xem, tiết lão đầu cười lên ha hả, thản nhiên tiếp nhận hành lễ của những ậu bối này. Tô nhã phía sau quầy thấy tiết lão thì tươi cười giống như đóa hoa mẫu đơn trong nắng, nàng ngọt ngào nói ra. Tiết trưởng lão, tô nhã ở đây còn rất nhiều điểm tích lũy nhưng nhiệm vụ thì không có người xử lý, ngài nên giúp ta đấy giọng của tô nhã giòn xốp tới thực chất rơi vào trong tai nữ nhân thì đây chính là làm ra vẻ nhưng mà với nam nhân mà nói nó có lực sát thương thực chất ngay cả tiết lão đầu nghe xong cũng có cảm giác hưởng thụ lão sắc quỷ trong nội tâm tiểu ma tiên oán thầm một câu lâm minh thì cười khẩy dễ nói dễ nói ta lần này sẽ tiếp mấy nhiệm vụ nhưng mà nhiệm vụ chủ yếu của lão hủ là giới thiệu nhiệm vụ cho tiểu tử này tiết lão đầu nói xong chìa chìa lâm minh nói hắn hơn 20 năm trước gia nhập vào thần văn sư công hội gần đây hắn thiếu điểm tích lũy, đoán chừng sẽ lấy không ít nhiệm vụ từ chỗ của ngươi đấy. Tiết lão đầu giới thiệu thì Tô Nhã không giấu vết nhìn qua huy chương thần văn sư của Lâm Minh, chỉ là tam phẩm nên nàng không có đặt trong lòng. Thần văn sư còn trẻ như vậy nàng không có nguyện ý tiếp xúc, nhưng nếu là Tiết lão giới thiệu thì nàng không thể bỏ mặc được. Tiểu Vũ, an bài nhiệm vụ cho hắn, Tô Nhã tùy ý nói ra, bên người của nàng có một tiểu nữ nhu thuật, nghe nói ôm quyển trục nhiệm vụ tới cho Lâm Minh lật xem, Lâm Minh liếc mắt một cái những quyển trục nhiệm vụ này đều là nhiệm vụ dưới tam phẩm, thù lao chỉ có mấy trăm mà thôi, thậm chí còn có 10 diềm, ít tới thương cảm. Có nhiệm vụ đẳng cấp cao hơn không? Lâm Minh hỏi như vậy Tô Nhã nghe xong có chút sướng sờ lên, Lâm Minh chỉ là tam phẩm thần văn sư, còn muốn tiếp nhiệm vụ cao hơn. Tiết lão không chút ngoài ý muốn, Lâm Minh này không thể giải thích theo lẽ thường. Hắn ở bên cạnh cười nói, nếu tiểu tử này có năng lực cầm, cứ giao nhiệm vụ cao cấp cho hắn đi, có lẽ hắn có năng lực hoàn thành đấy. Tuy trong lòng tô nhã không cho là đúng, nhưng nếu như tiết lão nói như vậy thì nàng tự nhiên phải làm theo. Tiểu vũ, mang nhiệm vụ tứ phẩm ngũ phẩm tới. Tiểu vũ lại ôm một, sắp nhiệm vụ tới, đều là tứ phẩm, ngũ phẩm. Lâm Minh chăm chú lật xem, mỗi nhiệm vụ hắn đều xem cẩn thận, điểm tích lũy của nhiệm vụ có thể khiến hắn thỏa mãn hay không. Thật sự giả bộ châu bò nữa chứ. Sau lưng Lâm Minh có mấy tên thần văn sư trẻ tuổi âm thầm oán thầm, đương nhiên bởi vì tiết lão đầu ở đây bọn họ chỉ dùng chân nguyên truyền âm, không có khả năng nói ra. Đây là thủ đoạn tán gái, chật chật, to gan hơn chúng ta nữa, chúng ta còn dừng lại ở lôi kéo làm quen với tô tiểu thư, người khác thì dùng châu bò để hấp dẫn tô tiểu thư, sau này chúng ta phải học hỏi một ít. Ta đánh cuộc hắn sẽ rút ra mấy nhiệm vụ mang về, dù sao không hoàn thành cũng chẳng tổn thất gì. Vài thần văn sư trẻ tuổi đang nói chuyện, Lâm Minh quả thật rút ra mấy quyển trục nhiệm vụ. Trong quyển trục nhiệm vụ này đều là tứ phẩm, nhưng mà là độ khó cao cấp nhất trong tứ phẩm, có thủ lao không kém gì nhiệm vụ ngũ phẩm. Lâm Minh nhìn kỹ qua quyển trục này, độ khó càng lớn, tốn thời gian càng dài, thù lao cũng càng cao. Lâm Minh với tư cách là ngũ phẩm thần văn sư, tuy hắn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ngũ phẩm, nhưng mà hắn tính toán thời gian và tinh lực đầu nhập vào, hắn phát hiện còn cao hơn làm nhiệm vụ tứ phẩm cao cấp nhất này. S. Tiếp nhiệm vụ tứ phẩm đỉnh cấp, Lâm Minh bằng vào kỹ xảo lý giải tu la thiên đạo cho nên có thể hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh. Lâm Minh tổng cộng rút ra 5 quyển trục nhiệm vụ, xếp thành một hàng trên bàn. Nhìn thấy độ khó của quyển trục nhiệm vụ, Vài thần văn sư trẻ tuổi ở đây không nói được lời nào. Tiểu tử này, ra mặt đủ dày, xem ra Châu Bò cũng cần ra mặt, người ra mặt không đủ dày thì không làm được, bọn họ tự hỏi nếu đổi vị trí với Lâm Minh, quả quyết không dám động tới những nhiệm vụ khó khăn như vậy. Những nhiệm vụ này ngay cả tứ phẩm thần văn sư đỉnh phong cũng chưa chắc có khả năng hoàn thành. Xem ra giả Châu Bò quá mức, loại ngu xuẩn mới tin hắn hoàn thành, Tô Nhã tiểu thư cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể tin hắn chứ. Đúng, giả Châu Bò quá mức, hoàn toàn ngược lại. Vài thần văn sư trẻ tuổi nói xong thì thấy Tô Nhã nhíu mày lại, nếu như không phải Lâm Minh do tiết trưởng lão mang đến, nàng đã sớm cho người đuổi Lâm Minh xéo đi. Loại người trẻ tuổi làm ra vẻ này trong nội tâm nàng tràn ngập chán ghét. Những nhiệm vụ này người có ý định chọn cho mình, Tô Nhã nhẫn nại hỏi Lâm Minh, bởi vì điểm tích lũy của thần văn sư công hội trực tiếp đánh vào trong huy chương thần văn sư, cho nên những thần văn sư đều tự mình làm nhiệm vụ mà không có làm thay. Lâm Minh không trả lời thẳng, mà chỉ nói, ta đã tiếp, tự nhiên có chút nắm chắc hoàn thành. Ha ha, Tô Nhã cười lạnh một tiếng, nàng cảm giác ngày sau phải hạn chế với thần văn sư nhận nhiệm vụ mới được, miễn cho xuất hiện loại bệnh tâm thần như Lâm Minh đùa nghịch nàng. Tiểu Vũ, đăng ký cho hắn, Tô Nhã lãnh đạm nói ra, có mặt tiết lão thì nàng phải làm dáng rồi, kỳ thật trong nội tâm đã sớm biến Lâm Minh thành loại ngu xuẩn cố tỏ ra thông minh, bị nàng bỏ vào sổ đen. Nhìn thấy Tiểu Vũ ghi tên Lâm Minh lên ngọc giản nhiệm vụ, đột nhiên Lâm Minh nhớ tới cái gì, hắn hỏi Tô Nhã. Các ngươi tuyên bố nhiệm vụ, không biết có tài liệu cao cấp không? tinh cực thánh địa tuyên bố nhiệm vụ hơn phân nửa thần văn sư luyện dược sư dựa theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc là luyện chế các loại đan dược sau khi hoàn thành nhiệm vụ tinh cực thánh địa mang thù lao thần văn sư công hội thần văn sư công hội căn cứ vào bao nhiêu điểm tích lũy đổi thành điểm tích lũy đưa cho thần văn sư nhưng mà trừ ban thưởng ra tinh cực thánh địa còn phụ cấp một ít tài liệu tinh cực thánh địa phụ cấp tài liệu vừa đủ chế tác yêu cầu thấp nhất về đan dược và thần văn thuật nếu như thần văn sư luyện dược sư trong quá trình chế tác thất bại tạo thành tổn thất phải do bản thân mình gánh chịu, còn muốn tài liệu, tô nhã tức giận muốn cười, tuy chẳng muốn hầu hạ nhưng mà hàm dưỡng của nàng vẫn tốt, nàng nói ra. Nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ thì ta tự nhiên sẽ tiếp tế tài liệu của ngươi, hiện tại đúng là có lỗi, ngươi chỉ có thể ứng tiền tài liệu. Nha, như vậy, Lâm Minh cũng không thiếu cửu Dương Ngọc, ứng tài liệu thì không đáng gì, về phần tô nhã phản ứng gì đó thì hắn chẳng để ý, hắn hoàn thành nhiệm vụ tìm điểm tích lũy, cuối cùng luyện chế tham lang thiên châu, cũng không phải tới theo đuổi nữ nhân. Lâm Minh thu hồi quyển trục nhiệm vụ, hỏi, kỳ hạn hoàn thành nhiệm vụ là bao lâu? Tùy tiện, tôi nhã lãnh đạm nói ra, vốn nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành là 3 tháng, hơn nữa càng hoàn thành nhanh thì ban thưởng càng cao, đối với tiền tuyến mà nói thời gian chính là tánh mạng. Nhưng mà đối với Lâm Minh, tôi nhã không có hy vọng gì, cứ thuận miệng trả lời như vậy. Hiểu rồi, Lâm Minh mang theo quyển trục định đi, tiết lão đầu lúc này nói. Tiểu tử, người thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ tứ phẩm đỉnh cấp thật sao? Mặc dù là Tiết lão cũng khó có thể tiếp nhận, thần văn sư tu luyện cần thời gian tích lũy, dù là thiên tài cũng không có khả năng học một lần là xong. Lâm Minh rời khỏi thần văn sư công hội chỉ là tam phẩm thần văn sư, hiện tại mới bao nhiêu năm, hắn làm sao có thể trở thành tứ phẩm thần văn sư đỉnh phong? Cầm thử một chút, có lẽ có chút nắm chắc, Lâm Minh trả lời hàm hồ, không có nói ra, Tiết lão nói, nhưng mà, cho dù ngươi hoàn thành những nhiệm vụ, đạt được điểm tích lũy chỉ là nhu muối bỏ biển với con số 3 tỷ mà thôi cho dù ngươi làm liên tục không nghĩ cũng cần thời gian 2 ba ngàn năm mới xong. Đây là cam đoan ngươi lần nào cũng thành công, cũng không xuất tiền ra mua tài liệu. Trên thực tế cho dù là ngũ phẩm thần văn sư đỉnh phong cũng không dám nói mình hoàn thành nhiều như vậy. Dưới tình huống như vậy lợi nhuận càng mỏng, Lâm Minh tiếp những nhiệm vụ này cao nhất là 8 vạn, mặt khác đều là 5-6 vạn. Cho dù đều hoàn thành cũng chỉ có 30 vạn điểm mà thôi, chiếm một phần vạn của 3 tỷ. Hơn nữa lượng công việc của nhiệm vụ là không nhỏ, một cái quyển trục yêu cầu chế tác 20 cái thần văn phù, muốn vẽ xong với thần văn sư cần thời gian mấy tháng. Dựa theo tốc độ này trong 2 3 ngàn năm mới kiếm đủ 3 tỷ. Những tài liệu này thật sự đắt không hợp thói thường, Lâm Minh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, danh sách đồ vật giá trị đều là trong bí cảnh thần thú hoặc là chí tôn long cốt, đây là đồ mà đại giới giới vương cũng phải ra tay giành giật. Rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ, Lâm Minh lật xem từng cái nhiệm vụ quyển trục. Nhiệm vụ đầu tiên chính là luyện chế 30 viên bạch dương đan, hơn nữa còn khắc tứ phẩm thần văn phù vào, nếu như luyện chế thuận lợi thì 30 viên bạch dương đan luyện ba lò là được. Quyền trục nhiệm vụ thứ hai, vẽ 20 tấm lôi thần phù. Quyền trục nhiệm vụ thứ ba, vẽ 20 tấm hủy diệt hỏa phù. Quyền trục nhiệm vụ thứ tư, vẽ 20 tấm thiên thần thuẫn phù. Quyền trục nhiệm vụ thứ năm, vẽ 20 tấm bạch cốt chiến giáp phù. Tất cả thần văn phù đều là dùng để rất địch, hoặc là phòng ngự, thời điểm võ giả chớm rất với địch nhân thường thường gặp phải tình huống chiêu thức dùng hết, hoặc là chân nguyên bản thân hao tổn, lúc này ném ra một thần văn phù công kích hoặc phòng ngự thường thường có thể cải biến chiến cục hơn nữa có một ít thần văn phù chân quý thường thường có thể giúp người ta chiến đấu vượt cấp ví dụ như ban đầu ở gia lan quốc hoàng hậu nạp diệp thị vào lúc lâm minh công kích nàng nàng đã ném một lục phẩm thần văn phù đoạt mệnh ngọc phù công kích lúc ấy tu vị nạp diệp thị chỉ là nửa bước giới vương nhưng mà sau khi nàng dùng đoạt mệnh ngọc phù chỉ có thể trọng thương giới vương bình thường nếu như không phải lâm minh tinh thông tu la thiên đạo một kích củ đoạt mệnh ngọc phù có thể khiến lâm minh ăn thiệt thòi lớn nói gì trọng thương nạp diệp thị lâm minh hiện tại tiếp hủy diệt hỏa phù lôi thần phù đều là phù văn công kích về phần thiên thần thuẫn phù cùng bạch cốt chiến giáp là phù văn mang tính phòng ngự thử nghĩ thời điểm hai phe chiến đấu tới cực hạt liều chất liều mạng mà lúc này có người dùng thần văn phù phòng ngự ngăn cản công kích của đối thủ lúc đó chiến cuộc thay đổi có thể nghĩ hai quân giao chiến là võ giả so đấu thực lực nhưng cũng so đấu trang bị một bên võ trang đầy đủ lại có linh khí đỉnh cấp lại có thần văn phù các loại đan dược tiêu hao không giống bình thường, còn bên kia là các loại vũ khí bình thường, kết quả chiến đấu có thể nghĩ. Chính bởi vì như thế nên Tinh Cực Thánh Địa mới có thể tốn hao cái giá lớn hợp tác với Thần Văn Sư công hội. 3 tỷ điểm tích lũy, Lâm Minh vuốt ve quyển trục nhiệm vụ dày đặc, lâm vào trầm tư. Muốn kiếm được 3 tỷ điểm tích lũy thì chỉ hoàn thành những nhiệm vụ này là không đủ. Lâm Minh suy nghĩ thật lâu cuối cùng rút năm quyển trục nhiệm vụ ra, lấy hủy diệt hỏa phù. Hắn có ý định bắt tay vào làm hủy diệt hỏa phù trước tiên. Qua 26 năm rồi, tinh lực chủ yếu của Lâm Minh đặt vào luyện chế Minh Dược Phù, bởi vì Minh Dược Phù có tác dụng lớn nhất với hắn. Dù nói như thế, nguyên lý vốn có của các loại phù văn là thông suốt, dùng thực lực hiện tại của Lâm Minh vẽ hủy diệt hỏa phù căn bản không thành vấn đề. Mà hủy diệt hỏa phù chính là thần văn phù dùng hỏa diễm công kích, rất nhiều thần văn sư đều có thể vẽ, kể cả Lâm Minh rất ba tên thần văn sư kia cũng làm được. Trong đầu Lâm Minh có phương pháp vẽ nguyên vẹn hủy diệt hỏa phù, thậm chí dâm ma trúc xuyên ở phương diện vẽ hủy diệt hỏa phù còn có giải thích độc đáo, Dựa theo phương pháp của hắn vẽ ra hủy diệt hỏa phù thì uy lực lớn hơn một chút. Phải, gian xếp tiểu Ma Tiên lại đi mua sắm tài liệu, Lâm Minh một mình một người tới hậu viện Thần Văn Sư công hội, ở chỗ này có phục vụ chuyên môn cho thần văn thuật. Ta muốn thuê một gian thần văn phù vẽ thất, Lâm Minh nói yêu cầu của mình với nhân viên phục vụ. Trong Thanh Nguyệt môn, Lâm Minh cải tạo phòng của mình thành thần văn thất cùng luyện đan thất đơn giản, nhưng nếu so với thần văn thất chuyên dụng thì kém xa một gian thần văn thất cao cấp giá trị chế tạo cực kỳ đắt đỏ muốn thuê phải bỏ ra phí tổn cực cao mới được ngài khỏe phục vụ tiểu thư mỉm cười với lâm minh nói ra thần văn thất từ nhất phẩm tới thất phẩm giá cả không đều ngài muốn thuê loại nào cao cấp một chút lâm minh ý định ở lâu trong thần văn thất tự nhiên không thể thuê loại quá kém tốt tiểu thư nói một câu ngọt ngào trong khi nàng nói chuyện mang ra một phần danh sách vừa xem xét thì lâm minh có chút im lặng lục phẩm cùng thất phẩm thần văn thất chẳng những cần nhiều nguyên khí phù văn trọng yếu nhất là cần điểm tích lũy, lục phẩm thần văn sư thuê một tháng cần một ngàn điểm tích lũy. Thất phẩm thần văn thất càng khoa trương, một tháng cần một vạn điểm cống hiến. Lâm Minh hiện ở phương diện điểm cống hiến là không, hắn chỉ có thể thuê ngũ phẩm thần văn thất không cần điểm tích lũy. Tiền trả là tử dương tinh, Lâm Minh được tiểu thư này mang tới phòng của mình. Trong thần văn thất có đủ loại thần văn bút, thần văn đài xa hoa, còn có các loại trận pháp hỗ trợ xử lý tài liệu. Trừ chuyện đó ra bản thân thần văn thất cũng bố trí trận pháp to lớn, Trận pháp này tác dụng chính là khiến thần văn sư dễ dàng ngưng tụ linh hồn lực hơn, có thể tăng sát suất thành công lên 3 phần. Ta thuê nửa năm, lâm minh nói chuyện thì tiểu thư kinh ngạc nhìn lâm minh, xem huy chương của lâm minh chỉ là tam phẩm thần văn sư, hắn lại thuê ngũ phẩm thần văn thất nửa năm, trong mắt. Của nàng là lãng phí, nhưng mà cấp thấp thần văn sư có tiền nàng cũng thấy nhiều, cũng không nói gì. Tốt, tiểu thư phục vụ kho người lui ra ngoài, trong cả phòng chỉ có lâm minh ở đây, tiểu ma tiên không có ngồi cùng với lâm minh Lâm Minh có ý định toàn tâm toàn ý vẽ thần văn phù. Hắn ít nhất trong 3 năm phải gom góp đủ tài liệu cần thiết luyện chế Tham Lang Thiên Châu, rồi sau đó lại dùng 3 năm luyện ra Tham Lang Thiên Châu, cuối cùng là đột phá cung thứ hai của đạo cung Cửu Tinh. 3 năm kiếm được 3 tỷ điểm tích lũy, thất phẩm thần văn sư cũng không dám khoa trương nói câu này, nếu để người khác biết ý định của Lâm Minh thì cho rằng hắn điên rồi. Nhưng mà Lâm Minh phải làm như vậy, hắn không có nhiều thời gian lề mề như thế, hắn tại tu la lộ nhiều nhất ngây ngốc hơn 20 năm mà thôi. Trong thời gian 20 năm này hắn phải luyện chế đan dược, mở đạo cung thứ hai, củng cố trụ cột, tham gia thí luyện cuối cùng. Thời gian phi thường gấp gáp, nhìn qua thần văn đài trơn bóng, Lâm Minh hít sâu một hơi, trong ánh mắt chấp động hào quang sáng ngời. Hắn từ lúc 15 tuổi đã tiếp xúc minh văn thuật, hiện tại đã qua gần 70 năm, Lâm Minh cũng có tình cảm đặc thù với thần văn thuật, hiện tại muốn dựa vào thần văn thuật kiếm những điểm tích lũy này, trong nội tâm Lâm Minh cảm thấy hưng phấn. Trong đầu nhớ tới Đường Vân Hủy diệt hỏa phù, Lâm Minh xuất ra 78 loại tài liệu ném vào trong Thần Văn Đài, những trận pháp này tự động xử lý tài liệu cho Lâm Minh. Cho nên trình độ xử lý và hỏa hầu cũng có thể thông qua trận pháp khống chế và điều tiết, đây cũng là công năng phụ trợ của Thần Văn Thất, như vậy có thể tiết kiệm linh hồn lực của Thần Văn Sư, cam đoan bọn họ có đủ tinh lực vẽ tới cuối cùng. Hủy diệt hỏa phù do 800 phù văn rất nhỏ tạo thành, mỗi một phù văn rất nhỏ có kết cấu cực kỳ tinh diệu. Muốn vẽ nó chỉ cần có tạo nghệ cao trên thần văn thuật, còn yêu cầu bản thân thần văn sư phải thông hiểu pháp tắc hỏa hệ thời điểm phát động hủy diệt hỏa phù thì nó có thể bộc phát ra hỏa diễm hủy diệt như dung nham yêu cầu thần văn sư phải đạt pháp tác hỏa hệ lục trọng đây cũng là nguyên nhân lâm minh chọn hủy diệt hỏa phù hắn chế tác cái này chính là ưu thế tiên thiên bởi vì pháp tác hỏa hệ của lâm minh chạm vào thất trọng rồi tuy còn không bằng tiểu ma tiên nhưng mà pháp tác hỏa hệ còn hơn giới vương bình thường nhiều lâm minh vốn kế thừa trí nhớ của trúc xuyên hơn nữa linh hồn lực của hắn xuất chúng lại thấu hiểu tu la thiên đạo và pháp tác hỏa hệ mạnh mẽ cho nên Lâm Minh dù lần đầu tiên vẽ hủy diệt hỏa phù cũng không thành vấn đề, sai khi trải qua mấy lần sai lầm, Lâm Minh rất nhanh chế tạo ra một kiện thành phẩm. Thần văn phù nhỏ như bàn tay, cầm trong tay có khí tức ấm áp tỏa ra. Đây chính là hủy diệt hỏa phù đã chế tác thành công, hơn nữa các tiêu chuẩn hoàn thiện, nếu như Lâm Minh có thể làm ra 19 cái thì có thể trực tiếp đi giao nhiệm vụ. Nhưng mà Lâm Minh lại không làm như vậy, cho dù giao nhiệm vụ cũng chỉ đạt 5-6 vạn điểm tích lũy, đối với Lâm Minh mà nói không có ý nghĩa gì, thật sự quá ít lâm minh căn bản chướng mắt con số này hắn cầm hủy diệt hỏa phù đi ra khỏi thần văn thất vị công tử này xin hỏi có thể trợ giúp ngài cái gì không thiếu nữ phụ trách thần văn thất lúc trước thấy lâm minh đi ra thì lễ lúc này mỉm cười ngọt ngào với lâm minh có thân gia phong phú tướng mạo lại hơn người và là thần văn sư trẻ tuổi trong nội tâm thiếu nữ này có hảo cảm ta muốn vào trận pháp thử nghiệm uy lực của thần văn phù có thể thiếu nữ phục vụ khẽ cười nói tất cả thần văn sư thuê thần văn thất đều có thể sử dụng trận pháp khảo nghiệm miễn phí. Thiếu nữ dẫn Lâm Minh vào trong một gian phòng, trong gian phòng là một không gian dị độ bịt kín. Vách tường nơi này trải qua trận pháp đặc biệt gia trì, hơn nữa không gian chi lực giam cầm cho nên uy lực thần văn phù có lớn cũng khó hủy diệt nó được. Chỉ vào một cái bình đài, chỗ là chỗ khảo thí uy lực thần văn phù. Lâm Minh cầm hủy diệt hỏa phù đi vào trong đó, lúc này thiếu nữ thi lễ đi ra ngoài. Thần văn sư truyền thừa đều giữ bí mật của riêng mình, tùy tiện xem bọn họ thí nghiệm là không lễ phép. Đợi cho thiếu nữ rời khỏi, Lâm Minh phát động trận pháp. Bản thân trận pháp khảo thí hơi biến hóa, sau khi Lâm Minh phát động trận pháp thì chung quanh có 10 thái cổ hung thú hiện ra. Hơn 10 thái cổ hung thú này là do trận pháp mô phỏng ra, chúng vừa xuất hiện đã gào thét với Lâm Minh. Dường như muốn thôn vệ Lâm Minh, đối diện mấy con hung thú này Lâm Minh không chút hoang mang phát động hủy diệt hỏa phù trong tay. Chân nguyên quán chú vào trong hỏa phù, trong lúc nhất thời mấy trăm phù văn thật nhỏ lóe sáng lên lực lượng mang tính hủy diệt từ trong hủy diệt hỏa phù bạo phát ra ngoài, chỉ nghe ầm ầm. Vang vọng thật lớn, hơn 10 đầu thái cổ cự thú bị hỏa diễm thiêu đốt, trong đó hơn phân nửa cự thú trực tiếp bị đốt thành cho tàn. Có vài đầu bị thương nằm đó, còn có vài đầu chỉ bị thương nhẹ, thậm chí còn có một đầu không có phản ứng gì. Hô, ảo trận biến mất, tất cả thái cổ cự thú không thấy đâu. Lâm Minh bước xuống, hào quang trong trận bàn lóe lên, đây là đánh giá thần văn phù của Lâm Minh. Uy lực, cấp thánh chủ, nhất tinh. Lâm Minh kế thừa trí nhớ ba thần văn sư cho nên biết đánh giá này có ý nghĩa gì, cái gọi là tổn thương cấp thánh chủ chính là trọng thương hoặc rất võ giả thánh chủ. Tổn thương cấp thánh chủ chia ra làm năm sao, thánh chủ nhất tinh là kém cỏi nhất. Chỉ có thánh chủ nhất tinh à, có chút yếu. Lâm Minh lắc đầu, hắn không hài lòng với thương tổn này, hắn dùng lý giải pháp tác hỏa hệ thất phẩm và phối hợp thực lực ngũ phẩm thần văn sư và lý giải về tu la thiên đạo làm ra thần văn phù này, vậy mà chỉ có thể trọng thương thánh chủ yếu nhất, hắn phi thường bất mãn với kết quả này mà suy nghĩ của lâm minh lúc này nếu như có thần văn sư khác nghe được chắc chắn sẽ thổ huyết ngay trong lĩnh vực thần văn thuật lục phẩm thần văn sư đối ứng giới vương ngũ phẩm thần văn sư đối ứng thánh chủ tứ phẩm thần văn sư đối ứng thần quân lâm minh chế tác là tứ phẩm thần văn phù đỉnh cấp uy lực cũng chính là trọng thương thần quân hậu kỳ không thể tổn thương nửa bước thánh chủ mà bây giờ tác phẩm của lâm minh lại trọng thương thánh chủ nhất tinh đã là phi thường khó lường trọng yếu nhất chính là lâm minh hôm nay mới lần đầu tiên vẽ hủy diệt hỏa phù chuyện này có cho người ta sống không Lâm Minh hồi tưởng lại hỏa diễm lúc đó nổ tung, trong lúc thần văn phù nổ tung, Lâm Minh cẩn thận quan sát năng lượng ẩn chứa trong hủy diệt hỏa phù và tu la thiên đạo ảnh hưởng lần nhau và nổ tung. Hắn phát hiện không ít năng lượng lưu động không hợp lý. Năm đó thần văn sư phát minh ra hủy diệt hỏa phù này căn bản không hiểu tu la thiên đạo, hắn chỉ bằng vào kinh nghiệm sáng tạo ra hủy diệt hỏa phù. Bây giờ nhìn qua hủy diệt hỏa phù của Lâm Minh dung hợp tu la thiên đạo thì thấy có nhiều lỗ thủng. Nếu như có thể tu bổ những lỗ thủng này, hủy diệt hỏa phù sẽ sinh ra lột xác cực lớn, mà lột xác là cái gì lâm minh khó đánh giá được tất cả phải chờ lâm minh tu bổ những chỗ thiếu hụt mới có thể đánh giá chính xác được mang theo tâm tư như vậy lâm minh đi nhanh ra khỏi trận pháp khảo thí thấy thiếu nữ chào hỏi lâm minh cũng không nghe thấy hắn lúc này đắm chìm trong thế giới của mình trở lại thần văn thất lâm minh bắt đầu quá trình suy diễn hắn nhắm mắt minh thần trong đầu đang suy diễn tu la thiên thư tu la thiên thư với tư cách là một trong những công pháp cường đại nhất của lâm minh hiện tại phẩm cấp của nó ít nhất là chân thần đỉnh phong, thậm chí khả năng vượt qua chân thần cảnh, bộ công pháp này chỉ là không chọn vẹn lại có uy lực không thể tưởng tượng nổi. Xác thực mà nói, dùng từ ngữ để miêu tả Tu La Thiên Thư đã không chính xác. Tu La Thiên Thư phải nói là một loại pháp tắc, là chủ nhân Tu La lộ sáng tạo độc đáo, độc lập với pháp tắc Tam Thập Tam Thiên, cũng đứng song song với pháp tắc Tam Thập Tam Thiên, xem như pháp tắc Thiên Đạo thứ 34. Tu La Thiên Đạo, phức tạp khó hiểu, nó thiên biến vạn hóa. Muốn dùng nó chữa trị hủy diệt hỏa phù đến hoàn mỹ nói dễ vậy sao? Lâm Minh xuất ra hơn 10 ngọc giản, bắt đầu suy tính ngọc giản. Pháp tác thiên đạo căn bản không thể nào dùng giấy bút của phàm nhân viết ra được, đủ loại cấu vân này ẩn chứa năng lượng biến hóa tới mức tận cùng, những đường vân này phải dùng cảm giác mô phỏng mà cảm giác càn truyền khắc vào trong ngọc giản. Lâm Minh đắm chìm trong suy diễn tu la thiên đạo và hắn cảm thấy pháp tác thiên đạo dài hẹp, bản thân phù văn thật nhỏ của hủy diệt hỏa phù hắn mang ra so sánh từng cái, sau đó sửa chữa lại những điểm khiếm khuyết không thực tế. Thỉnh thoảng Lâm Minh cần dùng tài liệu vẽ phù văn thật nhỏ này, vẽ ra vật dụng thực tế khỏa thí kết quả của mình dưới đa số tình huống lâm minh sửa chữa những điểm sai lầm mới xuất hiện có đôi khi thậm chí còn khiến phù văn thật nhỏ không ổn định và sụp đổ ngay suy diễn tính toán như vậy quả thực là lượng công việc quá lớn lâm minh bây giờ lý giải với tu la thiên đạo đã không phải như thần văn sư khác rồi tranh lệch như trời và đất nhưng mà bằng vào tu la thiên đạo nguyên vẹn lâm minh lý giải chỉ là một góc băng sơn vẫn còn chưa đủ Điều này cũng khiến cho Lâm Minh sửa chữa hủy diệt hỏa phù cũng giật gấu vá vai, phương diện pháp tác và lý giải chưa đủ. Bông, lại có ánh lửa sáng lạn hiện ra trước mặt Lâm Minh, trước đó hắn vẽ hơn 10 phù văn thật nhỏ cũng nổ tung, chuyện này ý nghĩa Lâm Minh sửa chữa vừa rồi có sai lầm lớn. Tình huống như vậy phát sinh không biết bao nhiêu lần, công trình mà hắn dày công tính toán, trải qua thí nghiệm sau đó chứng thực sai lầm, tất cả lặp đi lặp lại loại này cảm giác như đưa đám, rất nhiều người không thừa nhận nổi. Nhưng mà Lâm Minh lại có kiên nhẫn và cố chấp vượt xa người thường. Tính toán sai lầm, hắn bắt đầu lần nữa, bắt đầu suy diễn tới khi chấm dứt mới thôi. Cứ như vậy Lâm Minh không chỉ suy diễn ngày và đêm, hắn đã đạt tới cảnh giới tích cốc cho nên không cần ăn cơm, nước cũng không uống, chỉ thời điểm linh lực hoàn toàn hao hết Lâm Minh mới có thể dừng lại, vận chuyển thần miểu tâm quyết khôi phục linh hồn lực, cứ như vậy thời gian trôi qua thật nhanh. Trong công tác cường độ cao Lâm Minh, căn bản cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, thẳng tới khi hắn dùng cảm giác thăm dò tu di giới, muốn xuất ra vài loại tài liệu hợp lý sau đó đi dò xét một chút. Lâm Minh nao nao lúc này hắn mới ý thức được tài liệu lúc trước đã dùng hết rồi. Vốn Lâm Minh ở chỗ Tô Nhã mua sắm đủ tài liệu luyện chế 20 cái hủy diệt hỏa phù nhưng mà hiện tại những tài liệu này hắn mang ra thí nghiệm, một lần thất bại thì tài liệu báo hỏng, thế cho nên tiêu hao thật nhanh, trong thời gian ngắn hắn đã tiêu hao sạch tài liệu hủy diệt hỏa phù. Sớm biết như vậy nên mua nhiều chút, Lâm Minh lắc đầu, đi ra khỏi thần văn thất, 10 ngày không tính toán ngày đêm, Lâm Minh bởi vì tinh thần lực tiêu hao liên tục nên mắt đầy tơ mấu, tóc cũng mất trật tự, bộ dáng lôi thôi lách thách không ra gì, Dùng bộ dạng như vậy xuất hiện, đối với Thần Văn sư chú trọng hình tượng của mình mà nói là chuyện phi thường mất thân phận. Lâm Minh đi con đường này có không ít thần văn sư dùng ánh mắt kinh ngạc và như thấy quái vật nhìn qua Lâm Minh, nhưng mà Lâm Minh căn bản không để ý, hắn trực tiếp đi tới khu vực đại sảnh chuyên phục vụ tài liệu, xuất ra hai quả cửu dương ngọc đặt lên bàn, nói ra: "Tài liệu hủy diệt hỏa phù, 100 phần. Khu tài liệu tạm thời này chính là vì Thần Văn sư hoàn thành nhiệm vụ mới dựng lên, tài liệu bên trong do tinh cực thánh địa và Thần Văn sư công hội liên hợp cung cấp." Về phần giá cả tài liệu trên cơ bản thấp hơn giá thị trường, cho dù là tinh cực thánh địa cổ vũ thần văn sư hoàn thành nhiệm vụ nên áp dụng thủ đoạn này. Tuy tinh cực thánh địa là thế lực thiên tôn đỉnh cấp, nhưng mà đại chiến lại tiêu hao khủng bố, tài liệu trong kho cũng không đủ. Mà bây giờ Lâm Minh đi tới mua một lần 100 phần tài liệu, người phụ trách tài liệu đương nhiên không bán, những tài liệu này chính là tài nguyên trọng yếu trong chiến tranh. Nếu như cho người ta lãng phí, hoặc là cầm đi mua thấp bán cao thì làm sao bây giờ? Người muốn nhiều tài liệu hủy diệt hỏa phù như vậy làm cái gì? Người phụ trách tài liệu tinh cực thánh địa là một trung niên gầy đen. Hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện làm một ít nghiên cứu, Lâm Minh bình tĩnh trả lời. "Nghiên cứu?" Trung niên gầy đen nhíu mày, nói: "Thật có lỗi, tài liệu của chúng ta không thể cho ngươi nghiên cứu được, mà là dùng trợ giúp tiền tuyến, một phần tài liệu dùng tốt có khả năng cứu mạng một võ giả. Nếu như không có nhiệm vụ quyển trụ ủng hộ, thứ cho chúng ta không thể cung cấp tài liệu." Lâm Minh tiếp nhiệm vụ 20 tấm thần văn phù, hiện tại hắn mua tới 120 phần. Người phụ trách không muốn bán. Chuyện này khiến Lâm Minh khẽ nhíu mày, đi chỗ khác mua sắm tài liệu đắt hơn cũng không sao, mấu chốt muốn mua toàn bộ 100 phần tài liệu này phải chạy đi nhiều hơn. Hiện tại trong đầu Lâm Minh đều đang suy diễn tu La Thiên Đạo và không chờ được muốn lao đi thí nghiệm, một khi bị cắt đứt gián đoạn linh cảm thì tổn thất lớn. Lâm Minh nói: "Ta không cần chiết khấu, ta mua theo giá thị trường." Hắn làm ra nhượng bộ, giá tài liệu trên thị trường đang khan hiếm, đang thiếu hụt thật nhiều, Lâm Minh muốn mua tài liệu phải chi hơn 50% mới mua được. Trung niên gầy đen nhíu mày, nói: ta xin chỉ thị một chút, hắn lấy ra truyền âm phù, mang chuyện này báo cho Tô Nhã, mua theo giá thị trường nhưng tài liệu càng ngày càng ít, cho dù là bán tài liệu theo giá thị trường thì tinh cực thánh địa cũng quả quyết không muốn. Đối với trung niên gầy đen này báo cáo, Tô Nhã phản ứng rất lãnh đạm, nàng tâm sự nặng nề, đối với loại chuyện nhỏ nhặt này không có hứng thú đi quản. Nàng nhàn nhạt nói ra, theo hắn đi thôi, hắn là người do tiết trưởng lão thưởng thức, cũng nên chiếu cố một chút, tuy ta không có nhìn ra, nhưng mà có lẽ ngày khác có chút khả năng trở thành thần văn sư xuất sắc. Tuy tài liệu khan hiếm, nhưng mà một mình Lâm Minh tiêu hao tài liệu dù sao có hạn, Tô Nhã cũng lười quản chuyện vỏ hành vỏ tỏi này. Đợi đến lúc Tô Nhã hồi phục thì trung niên gầy đen phân phó thủ hạ đi lấy tài liệu. Lâm Minh không nói hai lời lấy một khối cửu dương ngọc ra thêm sau đó cầm tài liệu quay về. Nhìn thấy Lâm Minh rời khỏi, trung niên gầy đen báo cáo cho Tô Nhã. Nhưng mà Tô Nhã căn bản không có tâm tư quản chuyện nhỏ nhặt này, nàng hôm nay vừa lấy được tinh cực lệnh quyền lực cao nhất của tinh cực thánh địa, truyền lệnh là phó cung chủ, cũng chính là nhân vật thiên tôn thứ hai của tinh cực thánh địa. Cực tinh lệnh này bảo Tô Nhã làm nhiệm vụ mà nàng cảm thấy ít có khả năng hoàn thành, muốn nàng trong nửa năm chế tạo gấp 8 vạn tấm tứ phẩm thần văn phù cùng một vạn tấm ngũ phẩm thần văn phù vận chuyển ra tiền tuyến. Thần văn phù dù sao cũng là đồ vật tiêu hao, một võ giả có khả năng chiến đấu trong mấy tháng tiêu hao 4 năm tấm thần văn phù. Đây là do võ giả tinh cực thánh địa phải dùng tiết kiệm mới có số tiêu hao như thế. Trên thực tế nhiều khi có chiến sĩ cũng bởi vì thiếu thần văn phù cho nên trong chiến đấu có thể thắng lại vút bỏ tính mạng. Mà nghĩ tới những chuyện này Tô Nhã đều cảm thấy trong nội tâm giống như có tảng đá lớn đang nghiền áp, có cảm giác thở không ra hơi. Quân lệnh như núi, nếu như nhiệm vụ thất bại thì nàng sẽ bị trừng phạt. Tám vạn tấm tứ phẩm thần văn phù, một vạn tấm ngũ phẩm thần văn phù, lại chỉ cho ta nửa năm, ta làm sao hoàn thành. Tô Nhã ngồi ở trên mặt ghế, trong nội tâm sầu khổ, từ khi chiến tranh bộc phát đã một năm, nàng cảm thấy trách nhiệm trên vai quá nặng nàng lúc trước đưa ra nhiệm vụ ban thưởng cao chính là điều động thần văn sư tính tích cực làm việc lại bị tinh cực thánh địa bác bỏ lý do rất đơn giản bởi vì mỗi một điểm tích lũy đều là tinh cực thánh địa trả thù lao ngang giá đổi với thần văn sư công hội tinh cực thánh địa dù là thế lực thiên tôn đỉnh cấp truyền thừa hơn một tỷ năm xác thực là gia đại nghiệp đại nhưng mà mỗi ngày duy trì chiến tranh cần tiêu hao cực lớn tinh cực thánh địa rất khó chịu nổi tiêu hao nhiều hơn nữa không có tăng thêm ban thưởng điểm tích lũy bảo tô nhã hoàn thành những chuyện này khó càng thêm khó nhưng mà nàng phàn nàn cũng không có tác dụng gì, Tinh Cực Thiên Cung truyền lời cho Tô Nhã. Nếu như có thể tùy ý tăng cao ban thưởng điểm tích lũy, còn cần ngươi làm gì? Những lời này khiến cho Tô Nhã cảm giác vô lực, nhiệm vụ đang ép sát từng bước, chẳng lẽ phải bán đứng thân thể của nàng sao? Nhưng mà đối với người cầm quyền mà nói không người nào quan tâm nàng, mặc kệ nàng dùng thân thể cũng tốt, bỏ mạng cũng được, nàng với cuộc chiến này không có ảnh hưởng gì cả. Phải, lúc này trong thần văn thất của Lâm Minh, hắn tự nhiên không biết khốn cảnh của Tô Nhã biết rõ hắn cũng chẳng quan tâm hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cải tạo hủy diệt hỏa phu công tác siêu cường độ làm cho lâm minh mất ăn mất ngủ khó có thể tính toán suy diễn vô số lần thí nghiệm thất bại toàn bộ trồng chất lên thần văn đài trước mặt của lâm minh rất nhiều ngọc giản trực tiếp bị lâm minh dùng suy diễn tu la thiên đạo bị nhồi đầy phải biết rằng những ngày ngọc giản này dung lượng cực lớn tuy bị lâm minh dùng cảm giác nhồi cấu văn vào cũng có thể tính toán ra dung lượng suy diễn của lâm minh trong quá trình suy diễn không biết ngày đêm lâm minh căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua trong bất trí bất giác đã trôi qua 40 ngày. Trên mặt Lâm Minh tràn đầy vẻ mệt mỏi, hai mắt đầy tơ mấu, ở trước mặt hắn toàn là cặn bã của các loại tài liệu, còn có thần văn phù mất trật tự, những thần văn phù này đều là phế phẩm. Lâm Minh tổng cộng dùng thời gian 2 tháng, dựa theo hủy diệt hỏa phù và tu la thiên đạo tiến hành cải tạo kết quả thất bại vô số lần. Thất bại sẽ thấy được có thể thành công hay không, Lâm Minh cảm giác hiện tại không có chút khí lực nào cả, liên tục thất bại nên dù tâm trí của Lâm Minh có kiên nghị cũng cảm thấy mệt mỏi và bực bội. Hiện tại hắn vừa bị Nan Đề làm khó khăn, trọn vẹn vây khốn 10 ngày, hắn vẽ chế ra năng lượng hỏa diễm không cách nào phù hợp tu La Thiên Đạo vận chuyển. Mà lúc này Lâm Minh dùng 100 phần tài liệu còn thừa không bao nhiêu, hắn còn phải đi mua tài liệu nhưng điểm tích lũy chưa tới tay, Lâm Minh lại đi bồi thân ra vào, chuyện này làm cho Lâm Minh cười khổ không thôi. 3 tỷ điểm tích lũy không phải dễ kiếm như vậy, dù hắn có rất nhiều điều kiện người khác không có cũng như vậy. Đẩy cửa thần văn thất ra, mà lúc này Lâm Minh đi ra thì đụng phải tiểu Ma Tiên trong tay tiểu ma tiên bưng chén súp, tuy lâm minh không cần ăn cái gì, nhưng mà linh hồn lực và năng lượng tiêu hao cũng cần bổ sung, tiểu ma tiên bưng chén súp trưng 10 loại tài liệu bổ sung linh hồn lực, đây là một loại xử lý mà thần văn sư ưa thích, uống xong có thể khôi phục linh hồn lực nhanh chóng, tẩm. Bổ tinh thần chi hải có hiệu quả rất cao, dĩ nhiên đối ứng là giá cả đắt đỏ, quá trình chế tác rất dườm già. Bởi vì lâm minh một lòng nghiên cứu hủy diệt hỏa phù, tiểu ma tiên nhìn thấy lâm minh mất ăn mất ngủ thì cảm thấy đau lòng lại đi tới chỗ tiết lão đầu học tay nghề này, hiện tại đã nấu chén súp thứ ba cho Lâm Minh. Vào lúc này nhìn thấy tiểu ma tiên, trong lòng Lâm Minh cảm thấy ấm áp, thất bại mang tới cảm giác thất bại cũng biến mất đi nhiều. Tiên nhi, ta nói ngươi chuyên tâm tu luyện đi, không cần hao tâm tổn trí nấu canh cho ta, không cần đâu. Bộ dáng của ngươi như vậy sắp thành ăn mày rồi. Tiểu ma tiên buông chén súp ra và oán trách, đương nhiên nàng cũng chỉ nói mà thôi, nàng biết rõ mình khuyên Lâm Minh cũng không tác dụng gì. Hơn nữa linh hồn lực tiêu hao đối với Lâm Minh mà nói chưa hẳn là chuyện xấu, có thần miểu tâm quyết do thần miểu thiên tôn truyền thừa thì sau khi tiêu hao linh hồn lực và khôi phục lại nhiều lần, như vậy khiến linh hồn lực của Lâm Minh tăng trưởng vững bước. Tiểu Ma Tiên nhẹ nhàng mở nắp chén xúc ra, thổi một hơi, Lâm Minh nhìn Tiểu Ma Tiên dịu dàng và ngón tay ngọc thon dài, suy nghĩ xuất thần, hắn bất chi bất giác lâm vào trầm tư. Tiểu Ma Tiên nhìn thấy Lâm Minh nhìn mình ngẩn người, có chút xấu hổ, nàng đang định nói cái gì đó thì lúc này Lâm Minh lại đột nhiên nắm chặt tay, kinh hỉ nói. Có rồi, cái, cái gì có? Tiểu Ma Tiên ngây ngốc, mơ hồ hỏi ta nghĩ ra nên giải quyết vấn đề thế nào rồi. Lâm Minh lúc này hưng phấn, mà tiểu ma tiên lại mặt đỏ lên, khẽ gắt một câu, nói. Người đúng là, mềm muội Lâm Minh lấy một ít tài liệu trong tu di giới ra, sau đó là suy diễn phân tích, con mắt của Lâm Minh càng ngày càng sáng, hủy diệt hỏa phù có năng lượng hỏa diễm không hợp cấu vân của tu la thiên đạo. Kỳ thật không phải cấu vân của Tu La Thiên Đạo có chỗ thiếu hụt, mà là pháp tác hỏa diễm của Lâm Minh không cùng cấp bậc với Tu La Thiên Đạo. Nếu như mượn nhờ niết bàn chi hỏa của Tiểu Ma Tiên, hơn nữa có thiên kiếp chi hỏa, Hai chủng hỏa diễm dung hợp làm một thì như thế nào? Lâm Minh cảm thấy mình đã bắt lấy điểm mấu chốt, hắn cải tạo hủy diệt hỏa phù vẫn chỉ ở cực hạn kết hợp với Tu La Thiên Đạo, mà đi đi hình thái công kích của hủy diệt hỏa phù. Trong người tiểu ma tiên có hỏa diễm là Hắc Phượng Hoàng nhất Bàn chi viêm, bản thân có thuộc tính hủy diệt. Mà Thiên Kiếp chi hỏa của mình hắn có thuộc tính hủy diệt. Nếu như có thể kết hợp chúng hoàn mỹ, như vậy hủy diệt hỏa phù sẽ mạnh tới tận cùng. Chỉ có hỏa diễm hoàn mỹ mới có thể phù hợp Tu La Thiên Đạo. Tiên nhi ngươi cho ta mượn niết bàn chi hỏa lâm minh lúc này ném một ít tài liệu còn thừa vào trong trận pháp lúc này nói với tiểu ma tiên tiểu ma tiên cũng nhìn ra lâm minh cải tạo đã tới thời điểm mấu chốt tự nhiên sẽ không vào lúc này đùa nghịch tính tình với lâm minh tay nàng chỉ gảy nhẹ một đoàn hỏa diễm màu đen xuất hiện trong tay của nàng hỏa diễm này không có linh tính nó biến hỏa đủ loại trong hư không lại giống như con phượng hoàng nhỏ lâm minh cũng đưa tay ra tà thần lực mở ra thiên kiếp chi hỏa hắn phóng xuất ra tiểu ma tiên có hỏa diễm Lâm Minh có thiên kiếp chi hỏa càng táo bạo hơn, giống như muốn xuyên thủng qua hư không. Hai chủng hỏa diễm chậm rãi dung hợp vào nhau, vốn hai chủng hỏa diễm này có tác dụng hủy diệt, dùng làm một chỗ có thể sinh ra lực lượng hủy diệt, nhưng mà trong hơn 20 năm qua tiểu ma tiên cùng Lâm Minh sớm chiều ở chung, sinh hoạt như phu thê phàm nhân, bọn họ lần này đã sớm suy nghĩ thông suốt rồi. Hơn nữa song tu lâu dài cho nên năng lượng hỏa diễm của bọn họ giao hòa với nhau. Cứ như vậy Lâm Minh cùng tiểu ma tiên phóng xuất hai chủng hỏa diễm dung hòa hoàn mỹ với nhau hỏa diễm có hai màu đen xám lập tức an tĩnh lại chúng lặng lẽ thiêu đốt trên không trung giống như không nhìn thấy chút nhiệt độ cao nào cả không có linh tính nhất bàn hỏa diễm của tiểu ma tiên và cuồng bạo hủy diệt từ thiên kiếp chi hỏa của lâm minh nhưng mà lâm minh biết rõ hỏa diễm này càng đáng sợ không cảm thấy nhiệt độ nhưng mà nhiệt độ cuồng bạo của nó rất khủng bố nhìn thấy một đám hỏa diễm này mười ngón tay của lâm minh như bay hắn không ngừng ném các tài liệu vào trong trận pháp rất nhanh đã biến thành chất lỏng vẽ phù lâm minh dùng thần văn bút chấm vào chất lỏng và vẽ phù văn Tinh thần lực của Lâm Minh hiện tại tiêu hao rất nhiều, nhưng mà do tinh thần phấn khởi nên vẫn có thể duy trì liên tục. Thời gian trôi qua, Lâm Minh không ngừng vẽ phù văn khiến tiểu ma tiên hoa mắt lên. Qua một canh giờ Lâm Minh mới hoàn thiện nét cuối cùng. Trong sát na này toàn bộ thần văn phù sáng lên trói mắt. Lâm Minh lấy thần chi phù văn ấn vào trong thần văn phù, hình thành một cái thần văn phù nguyên vẹn, một bước cuối cùng dung hợp tu la thiên đạo, Lâm Minh đã sớm suy diễn vô số lần, làm rất hoàn mỹ. Lâm Minh rót chân nguyên toàn thân và vận chuyển pháp tắc, vô số phù văn pháp tác hội tụ vào, chút xuống hủy diệt hỏa phù, không qua một nén hương đã hoàn thành hủy diệt hỏa phù. Nhìn thấy hủy diệt hỏa phù đã được cải tạo, Lâm Minh cảm khái ngàn vạn, hắn cầm phù văn chỉ có vài thốn, không biết chút xuống bao nhiêu tâm huyết mới làm ra thành phẩm. Một tấm thành phẩm này còn có rất nhiều chỗ thiếu hụt, bởi vì Lâm Minh hiện tại trạng thái tinh thần không tốt, hơn nữa một ít chi tiết, tỉ mỹ còn chưa suy diễn đúng chỗ cho nên vẫn cần phải cải tiến. Lâm Minh đánh giá mình nhiều nhất cần 10 ngày là có thể chế tác hủy diệt hỏa phù hoàn mỹ. Chế tác hỏa phù này cần pháp tác hỏa diễm đạt tới thất cấp, bản thân hỏa phù đồng thời dung hợp niết bàn chi hỏa cùng thiên kiếp chi hỏa, vậy gọi nó là niết bàn thiên kiếp hỏa phù đi. Lâm Minh đặt tên cho tác phẩm của mình, niết bàn thiên kiếp hỏa phù này đại biểu trình độ thần văn thuật và tu la thiên đạo pháp tác lĩnh ngộ tới cực hạn của hắn hiện tại. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ngày sau tự luyện chế tham lang thiên châu, thậm chí là vài loại đan dược khác của đạo cung cửu tinh cũng phải hao phí nhiều thời gian vào minh dược phù, cải tạo minh dược phù tới mức cực hạn của bản thân như vậy sẽ không uổng công mua sắm các tài liệu chân quý. Thành công, tại Lâm Minh nhìn thấy tiểu ma tiên cười hì hì hỏi. Ân, Lâm Minh gật gật đầu, tác phẩm này chưa hoàn mỹ, 10 ngày sau hắn có thể làm niết bàn thiên kiếp hỏa phù hoàn mỹ. Chúng ta bây giờ đi mua tài liệu, còn phải chế tác 20 tấm niết bàn thiên kiếp hỏa phù, cộng thêm chế tác phù văn này độ khó không nhỏ, còn phải cân nhắc tỷ lệ thất bại, Lâm Minh đánh giá mình phải chuẩn bị 30 phần tài liệu mới được. Vì vậy Lâm Minh lại đi tới chỗ bán tài liệu, lúc này giá cả tăng thêm năm thành giá cả như vậy là quá cao. Lâm Minh cũng không so đo, trả cửu dương ngọc xong sau đó bắt tài liệu tới tay. Trở lại trong phù văn thất, Lâm Minh không có trực tiếp đi làm, mà là tĩnh tọa 10 giờ, thông qua ngồi xuống điều tức, điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất. Kế tiếp Lâm Minh lại tham gia quá trình điên cuồng, hắn liên tiếp dùng thời gian 8 ngày vẽ ra 21 tấm thần văn phù. Nhiều ra một tấm là Lâm Minh cố ý lưu cho mình mà thôi. Suốt cuộc làm xong, tiểu ma tiên nhìn thấy thần văn phù thành phẩm, mặt lộ vẻ vui mừng hỏi. Làm xong, 20 tấm thần văn phù, mỗi một tấm Lâm Minh đều khắc chữ, Lâm ở góc phải của nó. Đây là ký hiệu do người chế tác lưu lại, ký hiệu này chính là thần văn sư cố ý làm, bởi vậy chấn động cũng không giống, cho nên căn bản không thể giả tạo. Đối với thần văn sư nổi tiếng mà nói, ký hiệu bọn họ lưu lại chính là chiêu bài của bản thân, chỉ cần bọn họ in ký hiệu lên, một tấm thần văn phù bình thường sẽ có giá trị khác biệt, nhìn thấy 21 tấm thần văn phù có chữ Lâm, thì Lâm Minh phi thường hài lòng, hắn sáng tạo ra chấn động thuộc về mình. Thời gian 10 ngày này Lâm Minh đã đưa ra cải biến trọng yếu cho Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù này, cải biến này giúp huy lực của Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù nhỏ đi, nhưng mà Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù có một hiệu quả không tưởng tượng nổi. Nếu hiệu quả này bị thần văn sư khác biết rõ, chỉ sợ sẽ oanh động toàn bộ thần văn thành. Lâm Minh muốn lợi nhuận 3 tỷ điểm tích lũy, tự nhiên phải thủ thắng nhờ chất lượng của phù văn rồi, mà không có khả năng dựa vào số lượng trồng chất. Lâm Minh lấy ra một tấm và lưu lại 20 tấm thần văn phù, lúc này đi vào khu nhiệm vụ. Bây giờ là giữa khuya, đại sảnh nhiệm vụ thanh vắng tổng cộng có mười mấy người mà thôi lâm minh nhìn thấy tô nhã đang nằm sau cái bàn dài đêm khuya tô nhã mặc quần áo sợi tơ màu đỏ nhìn qua không khác gì váy ngủ áo tuy rộng nhưng không thể che lấp hết dáng người ngạo nhân của tô nhã nàng lười biếng nằm trên trường kỷ đôi mắt dễ thương hơi hạp lông nghi dài nhẹ run rẩy dường như mang theo thần sắc ủ rủ bên người của nàng có một bàn nhỏ do cây mây biến thành trên bàn có ly rượu màu đỏ Loại nữ nhân này vốn là vư vật thế gian, cho dù động tác nào cũng mang theo phong tình vạn trùng. Tô Nhã đã sớm chú ý tới Lâm Minh, nhưng mà không có quan tâm tới hắn. Thẳng tới khi Lâm Minh đi đến trước tủ nhiệm vụ, đặt 20 tấm niết bàn thiên kiếp hỏa phù lên mặt bàn, Tô Nhã mới chậm rãi mở to mắt. Ta đến giao nhiệm vụ, Lâm Minh nói rõ ràng. Tô Nhã quét mắt nhìn qua 20 tấm niết bàn thiên kiếp hỏa phù, đương nhiên trong mắt Tô Nhã chính là niết bàn thiên kiếp hỏa phù mà thôi. Tô Nhã tại thần văn thuật cũng có một ít tạo nghệ, nàng liếc thấy ra Lâm Minh làm ra hủy diệt hỏa phù cũng không vấn đề, đều là thành phẩm. Người đã hoàn thành, Tô Nhã kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh liếc, cầm chén rượu nhỏ trước mặt uống một ngụm, trên mặt mang theo biểu lộ không chấn động gì cả. Trong 3 tháng, hao phí 150 phần tài liệu, làm ra 20 tấm hủy diệt hỏa phù. Tô Nhã nhàn nhạt nói ra, công tích của Lâm Minh. Nếu là tứ phẩm thần văn sư đỉnh cấp thì vẽ 20 tấm hủy diệt hỏa phù, tối đa chỉ dùng 30 phần tài liệu, đại khái 10 ngày có thể hoàn thành. Mà Lâm Minh cho dù thời gian hay tài liệu đều tiêu hao gấp 8 9 lần thần văn sư khác, điểm này thật khó coi. Hơn nữa dù vậy Tô Nhã cũng không tin những thần văn phù này do Lâm Minh hoàn thành độc lập, hơn phân nửa có một ít trưởng bối tham dự, nếu không hắn là thần văn sư trẻ tuổi làm sao có thể vẽ ra tứ phẩm hủy diệt hỏa phù đỉnh cấp chứ? Nàng nhận định Lâm Minh tới đây nhận nhiệm vụ này chính là muốn luyện tập, chuyện này khiến cho Tô Nhã rất không thoải mái, thực tế là tình huống nhiệm vụ của nàng rất nặng nề. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, Lâm Minh là một thần văn sư trẻ tuổi có tiền đồ, nếu không có chẳng thể đạt được tiết trưởng lão thưởng thức, điểm này Tô Nhã cũng sẽ không phủ nhận. Cho nên nàng không có nói móc Lâm Minh cái gì, chỉ miễn cưỡng nói một câu: "Để đó a, à, các ngươi có thể đi." 20 tấm hủy diệt hỏa phù, đối với 8 vạn chương tứ phẩm thần văn phù mà nói như muối bỏ biển, nàng tự nhiên không có phản ứng quá lớn. Ngược lại Lâm Minh hoàn thành nhiệm vụ khiến nàng có chút ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng 3 tháng trước Lâm Minh căn bản đang đùa nàng. "Này, thái độ của ngươi là gì thế? Tiểu Ma Tiên khó chịu." Lâm Minh Tân Tân khổ khổ 3 tháng mất ăn mất ngủ làm ra đồ vật này, Tô Nhã này bày ra bộ dáng mặc kệ, điểm này khiến cho tiểu ma tiên phi thường căm tức. Trong mắt nàng xem ra nữ nhân nhìn qua phong tình vạn trùng ở trước mặt kỳ thật còn không xứng làm tiểu thiếp của Lâm Minh, chảnh cái gì chứ? Tiểu Ma Tiên Nguyên bản chính là hòn ngọc quý trong tay Ma Thủy Thiên Tôn, tại yêu tộc cũng là tiểu công chúa. Tiểu Ma Tiên từ nhỏ đến lớn đều trải qua sinh hoạt được người ta vây quanh, không biết bao nhiêu trẻ tuổi tuấn kiệt vây quanh nàng, không biết bao nhiêu trưởng bối khen nàng không dứt miệng. Tại thần vực, cho dù là yêu tộc, ma tộc hay nhân tộc chỉ cần nhắc tới tiểu ma tiên đều chỉ có một câu nói, nàng chính là thiên chi kiều nữ khiến người ta ghen ghét, thiên chi kiêu tử được người ta si mê như nữ thân. Dưới loại tình huống này nội tâm của tiểu ma tiên rất cao ngạo, đây là bẩm sinh, cao ngạo từ trong xương. Nhưng mà lúc ở cùng với lâm minh thì tiểu ma tiên vẫn dùng lâm minh vi tôn, bất kể là hiến nguyên âm cho lâm minh, phối hợp lâm minh song tu. Đi theo Lâm Minh hối hả ngược xuôi hay là mấy ngày trước nấu súp cho Lâm Minh đều là nàng làm vì Lâm Minh, trước mặt của Lâm Minh nàng không có nửa điểm cao ngạo, kể từ đó tiểu ma tiên tuyệt đối không cho phép nữ nhân khác làm mất sĩ diện của lâm minh nàng là nữ tử cao ngạo còn phải hầu hạ lâm minh một nữ nhân chẳng ra gì lại hét đi gọi lại thì nàng làm sao chịu nổi nàng đã sớm nhìn tô nhã không vừa mắt hiện tại nàng càng nghĩ tới tô nhã càng tức giận cảm nhận được địch ý của tiểu ma tiên đầm đặc tô nhã nhướng mày nàng vẫn nằm trên trường kỷ như trước căn bản không có đứng dậy như thế nào ngươi muốn ta động thủ đây là chuyên khu của tinh cực thánh địa cũng là nơi công tác của ta nếu như ngươi động thủ ta sẽ nhận định ngươi phá hư quan hệ hợp tác của Tinh Cực Thánh Địa cùng Thần Văn Sư Công hội, một khi tạo thành tổn thất hay chậm chế chiến cuộc, trách nhiệm này ngươi đảm đương nổi không?" Giọng của Tô Nhã lạnh lùng, trong lời nói mang theo ý uy hiếp. "Nếu không có chuyện gì thì đi đi, không tiến." Đối với tiểu Ma Tiền uy hiếp, Tô Nhã căn bản không xem vào mắt, hiển nhiên nàng tự tin vào thực lực của mình. Nữ nhân này che giấu tu vị, Lâm Minh nhìn qua Tô Nhã thật sâu, cũng không nhìn ra thực lực của đối thủ, chiêu này có cùng thủ đoạn với Mộ Linh Nguyệt. Lâm Minh đánh giá Tô Nhã không yếu, có thể được tinh cực thánh địa phái ra phụ trách liên lạc giữa tinh cực thánh địa và thần văn sư công hội liên, còn làm người quyết định, Tô Nhã tuyệt không phải thế hệ hời hợt. Hơn nữa tiết lão đầu cũng đã nhắc nhở qua hắn, Tô Nhã không phải là bình hoa, nàng còn có thủ đoạn của mình. Chớ tranh giành với nàng ta, tiên nhi, chúng ta đi thôi. Lâm Minh nói xong kéo tay tiểu ma tiên, tiểu ma tiên không nhịn được cơn tức này, nhưng mà lúc này vẫn nghe lời Lâm Minh, nàng xác thực không thể thế nào với Tô Nhã những thần văn phù, tiểu ma tiên chỉ vào 20 tấm thần văn phù, đây là lâm minh phí không biết bao nhiêu tinh lực mới vẽ ra thần văn phù, cứ như vậy đưa trước đi. Cũng quá có hại chịu thiệt, lâm minh cố gắng trong 3 tháng tiểu ma tiên nhìn vào trong mắt, đây là tâm huyết của lâm minh, cũng là tương lai khiến lâm minh thuận lợi mở đạo cung thứ hai của đạo cung cửu tinh hay không, thậm chí còn ảnh hưởng tới thành tích thí luyện cuối cùng. Cho nên tiểu ma tiên còn gấp hơn lâm minh, nàng cảm thấy lâm minh ít nhất phải cầm 20 thần văn phù này lấy mấy ngàn vạn điểm tích lũy mới đáng Lâm Minh nhẹ nhàng cười cười, nhàn nhạt nói ra, không có sao, hắn tin tưởng mình, Lâm Minh nói đi là đi, Tô Nhã cũng hơi sững sờ, điểm tích lũy nhiệm vụ của ngươi sao không cầm, dựa theo ước định Lâm Minh hoàn thành nhiệm vụ, có 5-6 vạn điểm tích lũy. Lâm Kỳ, mang điểm tích lũy trả cho Lâm Công Tử. Tô Nhã trong khi nói chuyện vẫn lười biếng nằm trên ghế, lười biếng dựa vào thành ghế, hiển nhiên không có ý định quan tâm Lâm Minh. Đối với Tô Nhã mà nói Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên chỉ là thế hệ đệ đệ muội muội mà thành, tuổi trẻ khí thịnh ưa thích tranh cao thấp nhưng ma bản lĩnh của bọn họ với tô nhã mà nói không có hiệu quả gì chỉ có ngũ phẩm đỉnh phong hoặc là lục phẩm thần văn sư mới có thể khiến tô nhã đứng dậy chào đứng dậy đưa tiến kể cả trả điểm tích lũy cũng đều do tô nhã tự mình động thủ khi tô nhã phân phó nữ hài lâm kỳ áo xanh đi tới cầm trong tay một ngọc giản màu hồng phấn trên ngọc giản này khắc điểm tích lũy thái độ cổ thiếu nữ áo xanh thập phần khiêm tốn nàng hai tay dâng ngọc giản hồng nhạt nhẹ giọng nói lâm công tử đây là điểm tích lũy của ngài tổng cộng 6 vạn, thỉnh kiểm tra và nhận. Thiếu nữ áo xanh nhẹ nhàng quán chú chân nguyên, từng đạo hào quang hiện ra trên ngọc giản màu hồng phấn này, một ít phù văn sáng như sao hiện ra. Những phù văn này có tác dụng tính toán, không có gì hiệu quả khác, chỉ có huy chương thần văn sư của Lâm Minh Thu chúng thì có điểm tích lũy. Điểm tích lũy này nhìn thì đơn giản, nhưng căn bản không có khả năng làm giả, bởi vì mỗi một phù văn trong đó là do thần văn sư công hội dùng phù văn sinh đôi đối ứng, tiêu phí điểm tích lũy thì hai phù văn sẽ chạm vào nhau, cùng chôn vùi lần nhau. Mà phù văn giả tạo lại quả quyết không có hiệu quả này, bởi vì thần văn sư cao minh hơn cũng không thể cải biến ghi chép trong thần văn sư công hội. 6 vạn điểm tích lũy đối với tam cấp thần văn sư mà nói tuyệt đối là khoản tiền lớn. Nhưng mà Tô Nhã thật không ngờ Lâm Minh chỉ cười nhạt một tiếng, nói ra: "Không cần, ân, ngươi có ý gì?" Tô Nhã kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh, giao nhiệm vụ, cầm điểm tích lũy, nguyên bản chính là thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng mà hoan không thu. Vậy hắn tiếp nhiệm vụ làm gì? Tại thần văn sư công hội điểm cống hiến còn thông dụng hơn cửu dương ngọc nhiều lắm bởi vì rất nhiều tài liệu hy hữu chỉ có điểm tích lũy mới mua được lục phẩm thần văn sư cũng không ngại điểm tích lũy của mình nhiều lâm minh thuận miệng nói trước như vậy đi 20 tấm thần văn phù này tạm thời chưa cần tổng kết 6 vạn điểm tích lũy lâm minh căn bản chướng mắt nói khó nghe chính là đuổi ăn mày hắn muốn điểm tích lũy là 3 tỷ 6 vạn điểm tích lũy cũng không làm được gì cả nếu như cầm chẳng khác gì giao dịch 20 tấm niết bản thiên kiếp hỏa phù ra ngoài lâm minh mới không làm chuyện ngu xuẩn như thế mà không cầm thì 20 tấm niết bàn thiên kiếp phù chỉ có thể xem như cho mượt, Lâm Minh nói là tạm thời, không cần kết cũng không phải là đưa tặng. Vì cái gì hiện tại không kết, tinh cực thánh địa không thiếu điểm tích lũy của ngươi, tô nhã ngôn ngữ mang theo ngạo khí, tuy nàng bị cực tinh lệnh và nhiệm vụ làm cho sứt đầu mẻ chán, nhưng mà đối ngoại, tô nhã vẫn như cũng là nữ tử tự tin. Nàng vẫn chú trọng hình tượng cao ngạo của mình với thần văn sư, bọn họ chỉ cần đi ra ngoài vĩnh viễn là quần áo vừa vặn. Khí chất xoát Trần bọn họ sẽ không lộ ra chút khó coi nào, tránh hình tượng khó coi mất thân phận. Lâm Minh mỉm cười, trả lời, Tô Nhã Tiểu Thư nói phải, ta cũng không thiếu điểm tích lũy của ngươi, hắn không lưu dấu vết phản kích lời của Tô Nhã. Tô Nhã kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh, khóe miệng tươi cười nhìn ngấm, nàng chế nhạo nói ra. Nếu như ta không có tính sai thì Lâm Công Tử đến bây giờ vẫn chỉ có không điểm tích lũy, ta nghe nói ngươi rời khỏi thần văn sư công hội thật lâu, ngay cả lương bổng cũng không có gì, hiện tại ngươi cuối cùng trở về 3 tháng còn chưa kết toán lương bổng. Nếu như kết toán thì dựa vào tam phẩm thần văn sư tiêu của ngươi, hình như là, a à, 5 điểm tích lũy. Thần văn sư công hội đăng ký thần văn sư khai tiền lương thấp tới đáng thương, đây chính là cổ vũ thần văn sư nhận nhiệm vụ, làm nhiều chuyện kiếm điểm tích lũy, thần văn sư công hội không nuôi người rãnh rỗi. Tam phẩm thần văn sư một năm chỉ có 20 điểm tích lũy, Lâm Minh trở về 3 tháng đúng là chỉ có 5 điểm tích. Lũy, Lâm Công Tử, chỉ có 5 điểm tích lũy thì ngươi không thiếu 6 vạn điểm tích lũy này sao? Trên mặt tô nhã vui vẻ càng rậm, vốn nàng cho rằng nàng lúc này đã đánh trả hữu lực lại không nghĩ Lâm Minh căn bản không có nửa điểm xấu hổ, hắn cười nói. Tô Tiểu Thư ngược lại cha quá rõ ràng, lương bổng của ta cũng không cần ngươi quan tâm, có lẽ một tháng sau đồng điểm tích lũy của ta sẽ đạt con số khả quan, thậm chí có khả năng có người tranh nhau mời ta chế tác thần văn phù. Lâm Minh nói rất hàm xúc, hắn chỉ dùng khả quan, thậm chí có khả năng có người mang hàm nghĩa hàm hồ. Nhưng mà Tô Nhã nghe được thì Lâm Minh này không có thuốc chữa. Lúc trước Lâm Minh, trang bức tiếp được 5 nhiệm vụ, hiện tại 3 tháng đi qua tiêu phí 150 phần tài liệu, dùng tài liệu và thời gian gấp 7-8 lần người khác, đoán chừng trong đó còn có người hỗ trợ hắn mới miễn miễn cưỡng cưỡng hoàn thành một nhiệm vụ. Tô Nhã cảm giác lần trước mình không vạch Trần Lâm Minh, trang bức cũng đã cho đủ mặt mũi, kết quả hắn còn tiếp tục giả vờ. Giao nhiệm vụ không thu điểm tích lũy, rõ ràng nghèo kết xác nhưng giả như phú ông ức vạn, trong nụ cười còn mang theo hương vị đều giả. Hiện tại hắn còn nói một tháng sau, có người sẽ chan hát nhau thỉnh hắn vẽ thần văn phù, mà Tô Nhã cảm giác Lâm Minh gọi là có người, kỳ thật chính là nàng. Nàng mặc kệ Lâm Minh thế nào, nàng nhàn nhạt nói ra. Ta không biết một tháng sau, có người nào đó sẽ tìm ngươi vẽ thần văn phù hay không, nhưng ta không cần tìm hiểu làm gì, nếu như ngươi kiên trì mạo xưng là trang hảo hán, không thu sáu vạn điểm tích lũy thì ta cũng sẽ không rỗi dãnh không có việc gì nhét cho ngươi. Như vậy giao dịch hôm nay dừng ở đây, cảm ơn ngươi tới giao phó nhiệm vụ, không tiễn. Tô Nhã nói đến phần sau đã cầm lấy chén rượu nhẹ nhàng uống một ngụm. Rượu đỏ chiếu gọi son môi của nàng, phối hợp váy dài rộng rãi và khăn lỏng mỏng như ẩn như hiện trên người, tràn ngập gợi cảm cùng hấp dẫn. Lâm Minh cười nhạt một tiếng, cùng tiểu ma tiên đi khỏi khu nhận nhiệm vụ. Tinh cực thiên cung phi thường khao khát thần văn phù, chỉ 3 ngày 20 thần văn phù mà Lâm Minh chế tác đã đưa ra tiền tuyến. Một tiểu tội thánh chủ 10 ngày đã cầm số thần văn phù này. Tiểu đội trưởng tên là Sầm Phong, là võ giả thánh chủ hậu kỳ, đội viên khác đều là thánh chủ sơ kỳ. Tiểu đội này đã chiến đấu ở tiền tuyến quá lâu, vẫn thiếu hụt tiếp tế. Hôm nay bọn họ rốt cuộc nhận được 28 hủy diệt hỏa phù, mà góc phải của hủy diệt hỏa phù đều có khắc một chữ Lâm. Tứ phẩm thần văn phù đỉnh cấp với người dẫn đầu tiểu đội như sầm phong mà nói chỉ đủ vừa vừa mà thôi, hiệu quả cũng không bằng ngũ phẩm thần văn phù. Tiểu đội 10 người của bọn họ tu vị ngoài thánh chủ, dựa theo tu vị của võ giả thánh chủ thì thực lực phải phối hợp với ngũ phẩm thần văn phù, về phần lục phẩm thần văn phù, bọn họ tu vị không đủ phát động. Đội trưởng, chúng ta xin thiên hỏa phù không được phê, chỉ có những thứ biểu diễn này mà thôi. Một đội viên mang theo một sấp 20 tấm, hủy diệt hỏa phù, vỗ vào mặt bàn, có chút ủ rũ. Làm sao, cái gì gọi là, thứ biểu diễn. Đây là tứ phẩm hủy diệt hỏa phù đỉnh phong, hiệu quả không kém hơn ngũ phẩm thần văn phù bao nhiêu cả. Chúng ta hữu dụng đã là may mắn, người phải biểu hiện tại thần văn phù và đan dược cần gấp thế nào không? Tiền tuyến mỗi ngày không biết tiêu hao bao nhiêu, rất nhiều tiểu đội đang chiến đấu hăng hái, nào có nhiều vật tư như chúng ta để sử dụng chứ? Giữ vững tinh thần, các người từ ngoại tu la lộ đi vào, còn có người từ tam thập tam thiên đi vào, trong vũ trụ của các người có loại đồ vật này sao? Còn không phải chiến đấu như vậy, chúng ta rất địch, chủ yếu chính là dựa vào chính mình. Thần văn phù chỉ là phụ trợ A, à, đội trưởng nói đúng, bị đội, trưởng gian dậy, những đội viên này cũng có tinh thần lên, đúng là không có thần văn phù thì bọn họ cũng có thể chiến đấu. Hủy diệt hỏa phù, một người hai tấm, dùng tốt có thể cứu các ngươi hai mạng, hiện tại xuất phát. Đội trưởng vung tay lên và bay đi, phẩy, chiến tranh khí thế hừng hực, dị thường thảm thiết. Mỗi ngày đều có nhiều cao thủ vẫn lạc, một thánh địa bình thường nếu nằm trong phạm vi chiến đấu của hai quái vật khổng lồ này, rất nhanh sẽ cạn bã không thừa. Hồn tộc tinh cực thánh địa cùng thánh tộc chiến thiên thánh địa có mâu thuẫn từ xưa tới nay. Còn lần này bởi vì cùng phát hiện tài nguyên khoáng sản cực lớn cộng thêm hút mắc tích lũy trước kia, hai thế lực thiên tôn rốt cuộc cũng khai chiến. Chỉ cần áp chế đối phương, có thể độc chiếm một mạch khoáng cực lớn và lớn mạnh chính mình. Thủ lĩnh chủ yếu của hai thế lực này đều có tu vị thiên tôn, ai cũng không làm gì được ai, dưới loại tình huống này chỉ có thể tiêu diệt sinh lực của đối phương. Đây là biện pháp đả kích hữu hiệu nhất, thử nghĩ một thiên tôn nếu như thánh địa cũng không còn, cơ hồ tất cả đồ tử đồ tôn chất hết chỉ còn mình hắn đơn độc, hắn còn là thế lực thiên tôn hay sao? Hắn còn có năng lực gì chiếm cứ mạch trăm vạn dặm? Cho nên trận chiến tranh này lan tới gần võ giả giới vương, thánh chủ của hai thánh địa. Thậm chí là võ giả thần quân, lục lượng trung tầng của hai thế lực cực kỳ to lớn, Hai bên đều ở ngoài biển, chiếm cứ nhiều hải đảo, chớm rất huyết tinh. Bọn họ dùng hình thức tiểu đội tiến hành đánh du kích. Tiểu đội sầm phong đều là hảo thủ kinh nghiệm, bọn họ biết áp dụng phương thức tác chiến như thế nào, thần văn phù, đặc biệt là đan dược chữa thương đều là tiêu hao phẩm có giá trị xa xỉ, cho nên không cần dùng thì không dùng. Vì tiết kiệm những át chủ bài bảo vệ tính mạng này, bọn họ bình thường sẽ lựa chọn tập kích đối thủ, nhưng mà người trong giang hồ làm sao tránh khỏi đầu dao lưỡi kiếm? bọn họ công kích người khác, rốt cuộc lúc này tiểu đội sầm phong bị địch nhân phục kích nên tiêu hao nặng. Khi thấy tiểu đội lúc trước suýt bị mình diệt đoàn thì sắc mặt sầm phong trầm xuống. Bằng hiếu cũ, đã lâu không gặp, ha ha ha. Một tiếng cười to truyền tới, một thân chiến giáp màu đen, tráng hắn trên mặt có vết đao chớm mang thanh đao nặng nề đi tới, thân đao nặng nề áp xuống mỗi bước đi của hắn, đều dẫm ra một dấu chân sâu. Sau lưng của tên tráng hán này còn có 20 võ giả thánh chủ. Đây là hai chi chiến đội, cũng là huynh đệ của tên mặt xẹp này, chiến lược gấp hai lần tiểu đội sầm phong nếu như hôm nay chớm rất sinh tử thì tiểu đội của sầm phong thất bại bọn họ chỉ có hai đường công kích hoặc là đổ mấu liều chất sạch đồng thời cũng trọng thương đối thủ hoặc là bỏ chạy tứ tán bị địch nhân đánh chất một nửa nhưng không cách nào tạo thành tổn thất cho đối phương ý thức được hai kết quả này tiểu đội sầm phong lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi bá đao người còn chưa có chất sầm phong âm thanh băng hàn ha ha người còn chưa chất ta làm sao chất được lần trước nhờ ngươi ban tặng, huynh đệ của ta đều bị các ngươi rất sạch lần này ta sẽ dùng các ngươi tế điện, cùng tiến lên, rớt bọn chúng. Bá đao vung tay lên, 20 đội viên cùng sông lên chớm rớt 10 người của sầm phong. Chớm rớt sinh tử, song phương đều không nương tay, trong lúc nhất thời chiến đấu làm sóng biển ngập trời. Nhưng mà tiểu đội sầm phong dù sao nhân số ít một nửa, lấy một trọi hai rất nhanh đã bị địch nhân áp chế. Kịch chiến gần nửa nén hương thì vài tên đội viên của sầm phong thụ thương không nhẹ. Võ giả hồn tộc cường độ thân thể không bằng võ giả thánh tộc, võ giả thánh tộc dù bị thương cũng không ảnh hưởng kết quả chiến đấu, thế nhưng mà võ giả hồn tộc một khi bị thương sẽ ảnh hưởng lớn. A tiếng hét thảm vang lên, một tên đội viên của sầm phong bị. Địch nhân chớm đứt cánh tay, mấu tươi bắn ra ngoài. Linh hồn chi vang từ cánh tay trái trào ra ngoài, mấu tươi chảy ra cuồn cuộn. Xích vân, sầm phong mắt thấy huynh đệ trọng thương, thậm chí khả năng 10 người bọn họ chết ở nơi này, trong lòng của hắn tràn ngập cảm xúc bi ai và tức giận. Rất chất hết, rất một đủ vốn, rất hai là lời. Chiến sĩ cũng có vài phần tâm huyết, Sầm Phong không muốn chạy trốn tứ tán như chó nhà có tang, hắn muốn dẫn đội liều mạng chớm rất tới cùng. Ha ha, rất chất hắn. Hai chiến sĩ thánh tộc lúc này nhe răng chớm thẳng về phía Sích Vân, mà Sích Vân bản thân trọng thương không tránh được. Sầm Phong trơ mắt nhìn tất cả, nhưng căn bản không cách nào bước ra cứu viện, chính hắn đồng thời đối mặt hai tên đội trưởng, một trong đó là Bá Đao. Ánh đao lập lòe, Sích Vân cảm giác tính mạng của mình sắp tới thời khắc cuối cùng, hắn hiện tại chuyện có thể làm chính là kéo thêm đệm lưng cho mình, hắn xuất ra hai tấm hủy diệt hỏa phù mới nhận vài ngày trước. Đây là tứ phẩm thần văn phù công kích, không sai biệt lắm tương đương một kích toàn lực của Sích Vân, chỉ khi địch nhân bị thương mới có hiệu quả, nếu như sử dụng ngay từ đầu thì không có hiệu quả lớn. Lúc này Sích Vân bị trọng thương đã không cách nào phát chiêu. Chỉ có thể dùng hai tấm hủy diệt hỏa phù này liều mạng với địch nhân. Cho dù không thể rớt chất đối phương cũng làm cho hắn bị trọng thương. Coi chừng là thần văn phù. Võ giả thánh tộc nhìn thấy Sích Vân lấy ra hai tấm hủy diệt hỏa phù, trong lòng căng thẳng. Thánh tộc cùng hồn tộc giao chiến ăn đủ đau khổ của thần văn phù. Bởi vì thánh tộc không biết chế tác thần văn phù, cũng không có nơi cung cấp thần văn phù. Ưu thế của bọn họ là sức chịu đựng mạnh mẽ, sức hồi phục cũng mạnh, có thể đánh lâu dài, thế nhưng mà trang bị chỉ là các loại đan dược. Bọn họ cho dù áp đảo hồn tộc nhưng nhiều khi bị hồn tộc dùng thần văn phù thay đổi chiến cuộc. Đối với thần văn phù đương nhiên bọn họ sợ hãi, cùng phòng ngự, hai tên thánh tộc hô to, bọn họ thúc giục cương nguyên toàn thân hình thành vòng phòng hộ mà đúng lúc này hai tấm hủy diệt hỏa phù cũng đã nổ tung đạo văn tu la thiên đạo đan vào nhau trên không trung năng lượng hỏa diễm từ bốn phương tám hướng ập tới trong lúc nhất thời cả không gian biến thành màu đỏ thẫm hai võ giả thánh tộc lúc này dán lưng vào nhau dồn cương nguyên toàn thân kháng cự hủy diệt hỏa phù thiêu đốt hai tấm hủy diệt hỏa phù kết hợp lại uy lực chỉ bằng gấp hai một kích toàn lực của xích vân mặc dù hai thánh tộc liên hợp lại cũng có cảm giác khó thừa nhận được Ngọn lửa này vì sao có lực ăn mòn, nó đang ăn mòn cương nguyên của chúng ta. Mắt thấy cương nguyên hộ thể của bọn họ sắp bị ngọn lửa thiêu đốt ăn mòn, hai võ giả thánh tộc biến sắc. Bọn họ cảm thấy hủy diệt hỏa phù phóng hỏa diễm không bình thường, mang theo thuộc tính hủy diệt cường đại. Tạch tạch tạch, cương nguyên hộ thể vỡ ra, hai tên võ giả thánh tộc quá sợ hãi, uy lực hủy diệt hỏa phù này không giống bình thường, đã thiêu đốt xuyên qua cương nguyên hộ thể của bọn họ. Phòng ngự thân thể, thân thể võ giả thánh tộc đứng hàng thứ nhất, có thể so sánh với thái cổ hung thú Mặc dù cương nguyên hộ thể vỡ tan, bọn họ cũng có thể bằng thân thể phòng ngự. Năng lượng toàn thân bộc phát, xương cốt hai võ giả thánh tộc này nổ lốp bốp. Mà lúc này hủy diệt chi hỏa không ngừng chút lưu tình giáng xuống. Bông, hỏa diễm nổ tung, hắc viêm sáng thiêu đốt hai tên võ giả thánh tộc kêu lên thảm thiết, song song bay rất ra ngoài, ngược và cánh tay của bọn họ bị thiêu đốt, xương trắng lộ ra. Nhưng mà sinh mệnh lực của võ giả thánh tộc rất cường đại, mặc dù bị đốt thành bộ dạng như vậy bọn họ vẫn còn sức chiến đấu. Đáng sợ hai võ giả thánh tộc không ngừng đổ mồ hôi lạnh loại thương tổn này cần một hai ngày là khôi phục nếu như vận dụng một ít đan dược thì tốc độ khôi phục nhanh hơn dù như thế lúc nãy vừa bị hỏa diễm thiêu đốt bọn họ có cảm giác sắp chết bởi vì hỏa diễm màu đen thiêu đốt hừng ngực và quá tà dị may mà cơ nguyên của bọn họ khá thâm hậu rốt cục cũng vượt qua được một tên cũng không chất, xích phân cười thảm một tiếng tứ phẩm thần văn phù đỉnh phong có thể có loại uy lực này đã phi thường không tệ trông cậy vào tứ phẩm thần văn phù đỉnh phong rất chất hai tên võ giả thánh tộc trạng thái cường thịnh vốn không thực tế thần văn phù chỉ có hiệu quả cực hạn vào thời điểm hai bên đánh nhau sống chất sức cùng lực kiệt mà thôi nếu như là ngũ phẩm thần văn phù là tốt rồi xích vân miệng phun mấu tươi sắc mặt tái nhợt lấy một địch hai hắn cũng có thể làm một bước này đã là cực hạn hắn hận mình vô năng không có vì các huynh đệ giảm bớt gánh nặng thời điểm hắn định thiêu đốt linh hồn liều chất đánh ra một kích thì phát sinh một màn xích vân nằm mơ cũng không nghĩ tới sau khi hỏa diếm của hủy diệt hỏa phù biến mất, đạo văn dày đặc trung quanh cũng không có tiêu tán, kể cả hai thần văn phù chịu tải cũng không có biến mất. đạo vân tu là đạo còn không ngừng diễn biến ra quy tắc huyền ảo, rồi sau đó trong ánh mắt khó tưởng tượng của xích vân dần dần dung hợp cùng một chỗ, lại hình thành hai tấm hủy diệt hỏa phù mới. rất giống, giống như hai tấm hủy diệt hỏa phù này chưa từng được sử dụng qua. thần văn phù nguyên bản chính là đồ vật tiêu hao phẩm dùng một lần duy nhất, dùng xong đương nhiên sẽ biến mất chưa từng nghe qua có thần văn phù sử dụng không mà không biến mất, còn khôi phục nguyên trạng. Hai tấm thần văn phù này giống như có linh bay vào trong tay của Sích Vân, cầm vào trong tay vẫn còn khí tức ấm áp, giống như lúc khi chưa sử dụng qua. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hỏa diễm nổ tung kia, lại nhìn thấy hai võ giả thánh tộc này toàn thân bị bỏng, Sích Vân rất hoài nghi hắn vừa rồi không có phát động hủy diệt hỏa phù. Hủy diệt hỏa phù này có thể sử dụng liên tục, trong lòng Sích Vân hiện ra suy nghĩ này trong lòng, cảm thấy không thể tin. Thần văn phù nguyên bản chính là tiêu hao phẩm, nó giống với đan dược cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một viên đan dược ăn xong lại ăn lần nữa đây là vi phạm thường thức thằng này hai tên võ giả thánh tộc toàn thân bị bỏng nhìn thấy thần văn phù trong ta xích vân đã sử dụng qua bây giờ lại khôi phục nguyên trạng một tên võ giả thánh tộc trong lòng căng thẳng đã xảy ra chuyện gì nếu như là một thần văn phù sử dụng qua thì làm sao khôi phục được mắt thấy xích vân cầm hai cái thần văn phù tên võ giả thánh tộc này sinh lòng sợ hãi không dám ra tay mà lúc này một tên võ giả khác cười lạnh nói hắn đang phô trương thanh thế mà thôi, nếu như đám hồn tộc cầu này có thể liên tục sử dụng thần văn phù, trên thiên thánh địa chúng ta còn không phải sớm bị tinh cực thánh địa tiêu diệt. Nói đúng, là ta hồ đồ, tên võ giả lúc trước mắng mình ngu ngốc, ra hỏa tên là Sích Vân trước mặt nếu có thần văn phù lợi hại như thế, hắn làm sao bị chặt tay mới lấy ra chứ, ngay từ đầu sử dụng chẳng phải tốt sao. Như vậy chỉ sợ hai người bị lừa mà thôi, đồng loạt ra tay, diệt hắn, đám hồn cầu này dám lừa ta, ta muốn vận đầu chó cổ hắn xuống hai tên võ giả thánh tộc xuất kích lần nữa, công kích trước đó bọn họ có phòng ngự. Còn lần này bọn họ toàn lực công kích, mắt thấy hai tên đánh tới. Xích Vân cắn răng một cái, lại phát động hủy diệt hỏa phù trong tay. Là lựa chất cũng phải chứa thành ngựa sống, lúc thời điểm này hy vọng duy nhất chính là hủy diệt hỏa phù có thể liên tục sử dụng. Nếu không hắn phải chất không thể nghi ngờ. Thần nguyên quán chú vào, hủy diệt hỏa phù, xích vân vào lúc này cảm thấy, hủy diệt hỏa phù, giống như lòng tham không đáy, bắt. Đầu điên cuồng hấp thu thần nguyên, Xích Vân mặc dù trọng thương đánh mất một tay, nhưng kỳ thật thần nguyên của hắn tiêu hao không nhiều, lúc này bị hai tấm hủy diệt hỏa phù tùy ý rút ra thì vẫn còn nhiều. Như thế nào, hủy diệt hỏa phù rút thần nguyên của hắn, làm cho Xích Vân ăn cả kinh, trước đó tuy phát động tứ phẩm thần văn phù tuy có dùng thần nguyên quán chú và và phát động, nhưng tuyệt đối không cần quán chú nhiều như vậy. Loại cảm giác này giống như hủy diệt hỏa phù trong tay biến thành động không đáy, tùy ý rút lực lượng của hắn. Xích Vân còn phản ứng không kịp thì đúng lúc này, hủy diệt hỏa phù bay ra, nó biến thành tia chớp chói mắt trên bầu trời. Thiên địa nguyên khí bốn phía hội tụ lại như thủy triều, nó ngưng tụ thành biển lửa trên bầu trời, mà trong biển lửa này pháp tắc tu la thiên đạo đan vào đạo văn huyền diệu, dưới đạo văn ảnh hưởng hỏa diễm mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ, ngay cả hư không cũng bị thiêu đốt. Hai tên võ giả thánh tộc hùng hổ lập tức bị biển lửa này vây quanh. Cái gì? Hai tên võ giả thánh tộc làm thế nào cũng không nghĩ ra hai tấm thần văn phù này có thể sử dụng nhiều lần, nếu như bọn họ có thần văn phù như vậy làm gì không sớm dùng mà chờ tới bây giờ bọn họ không có nghĩ nhiều biển lửa màu đen này mang theo khí thức hủy diệt đáng sợ bị cuốn vào trong đó cương nguyên của bọn họ tiêu hao nhanh chóng hủy diệt hỏa phù sử dụng lần thứ hai uy lực mạnh mẽ chưa từng có bông một võ giả thánh tộc trực tiếp thiêu đốt cương nguyên hộ thể hắn kinh kêu một tiếng đối mặt với hắc diễm cuồn cuộn hắn sợ tới mức hồn phi phách tán hắn đã bị hủy diệt hỏa phù trọng thương qua một lần hiện tại lần thứ hai hắn làm sao gánh được xảy ra chuyện gì những võ giả khác trên chiến trường đều chú ý tới tình huống bên này hai lần bị biển lửa thiêu đốt năng lượng khủng bố thiêu đốt lên người của hắn đây là hủy diệt hỏa phù người của tiểu đội sầm phong giật mình dựa theo quan niệm truyền thống của bọn họ thần văn phù chỉ thời điểm đổ mấu với nhau mới mang ra sử dụng cho nên trừ xích vân sắp chất thì không ai mang ra sử dụng bây giờ xích vân không ngừng sử dụng hủy diệt hỏa phù bị và biển lửa sáng ngời thôn vệ hai tên võ giả thánh độc tiếng kêu la thảm thiết vang lên cương nguyên hộ thể bị nhìn nát sau đó lại thiêu đốt thân thể võ giả thánh tộc lực lượng mang tính hủy diệt hừng hực không ngừng thiêu đốt kinh mạch của chúng hỏa diễm này có thể thiêu đốt cương nguyên hơn nữa căn bản khó lòng dập tắt võ giả thánh tộc điên cuồng dẫy ruộng nhưng mà sinh mệnh lực của hắn trôi qua nhanh chóng đội trưởng đúng vào lúc này xích vân hô to chúng ta cùng sử dụng hủy diệt hỏa phù hắn không biết có phát tất cả hủy diệt hỏa phù sử dụng nhiều lần hay không nhưng mà bọn họ lúc này chỉ có thể đánh cược một lần nếu như thành công thì bọn họ phải giao ra cái giá lớn có thể trọng thương đối thủ. Nghe được Xích Vân hô to thì võ giả tiểu đội Sầm Phong đều nao nao, đúng vào lúc này bọn họ tận mắt nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng. Biển lửa đáng sợ biến ảo pháp tắc tu la thiên đạo đột nhiên ngưng tụ trong không trung, một lần nữa hóa thành hai tấm hỏa phù mới bay trở về trong tay Xích Vân. Chẳng lẽ, tiểu đội Sầm Phong không dám tin nhìn qua, sử dụng hủy diệt hỏa phù xong nó còn khôi phục nguyên trạng. Sầm Phong không nói hai lời trực tiếp cầm lấy hai tấm hủy diệt hỏa phù. Hắn không biết hai tấm thần văn phù này lần nữa hay không, mà lúc này chỉ có thể chờ mong không sai. Võ giả trong tiểu đội sầm phong đều ném hủy diệt hỏa phù ra ngoài. Một sát na kia cả thiên địa có hỏa diễm chiếu sáng. Nội hải minh mông giống như hỏa diễm sôi trào. Phải, Lâm Minh sau khi đưa ra Niết Bàn Thiên Kiếp phù thì mua lại nhiều tài liệu, trở lại thần văn thất của mình luyện chế. Lâm Minh luyện, tập một đồ vật và nếm thử cải tạo thần văn phù, cấu vân này càng gần sát pháp tắc tu la thiên đạo, khiến uy lực của nó tăng lên sâu sắc hoặc là niết bàn thiên kiếp phù đạt được một ít hiệu quả đặc thù không tưởng tượng nổi. Chỉ có thần văn phù như vậy mới bán được giá cao. Trước đó Lâm Minh nếm thử cải tạo hủy diệt hỏa phù là tứ phẩm thần văn phù đỉnh phong, tuy hiệu quả rất nghịch thiên, nhưng mà Lâm Minh vẫn không hài lòng. Bởi vì phẩm cấp không đủ cao, trừ phi tinh cực thánh địa lấy người chiến tranh, do thế lực thiên tôn ra mặt, nếu thu mua nhiều mà mình không bán thì khó có thể tích lũy tài phú thật nhanh. Mục tiêu của Lâm Minh chính là cải tạo một ngũ phẩm thần văn phù. Đây là một công trình to lớn cải tạo ngũ phẩm thần văn phù, so với tứ phẩm thần văn phù còn khó hơn rất nhiều. Dù Lâm Minh hiện có một ít kinh nghiệm nhưng mà khó khăn có thể nghĩ. Lâm Minh nhốt mình vào trong thần văn thất, cũng bắt đầu mất ăn mất ngủ. Thần văn đài bày đặt đại lượng tài liệu, cũng rất nhiều ngọc giản tán loạn, suy diễn không biết ngày đêm. Mỗi ngày không ngừng nghỉ suy diễn tính toán là quá trình phi thường buồn tẻ, khá tốt có tiểu ma tiên thường xuyên mang xúc dưỡng hồn tới, cũng xem như trong buồn tẻ cảm nhận được một phần niềm vui thú cùng quan tâm nhưng mà lâm minh biết rõ cải tạo ngũ phẩm thần văn phù khó hơn tứ phẩm thần văn phù quá nhiều mà cần phân thành rất nhiều giai đoạn mỗi giai đoạn chỉ hoàn thành một bộ phận lâm minh hiện tại nghiên cứu chính là bộ phận này lý luận trụ cột mỗi khi không có linh cảm thì lâm minh sẽ đi làm chuyện khác trong đó một chuyện trọng yếu nhất chính là luyện chế một viên dưỡng hồn đan cho thần miểu thiên tôn một viên dưỡng hồn đan cho thiên tôn sử dụng tối thiêu phải tiếp cận vô thượng thần đan muốn luyện chế ra nó quá khó khăn ít nhất dùng trình độ của lâm minh hiện tại còn rất khó hoàn thành Thời gian một ngày qua đi, trong nháy mắt cách thời gian Lâm Minh giao phó nhiệm vụ đã qua 20 ngày. Trong tiền tuyến của tinh cực thánh địa, 10 tiểu đội thánh chủ tụ tập cùng một chỗ, tổng cộng hơn 100 người, hôm nay bọn họ tụ tập ở đây tổng kết chiến quả. Tổng kết này mở ra một tháng một lần, mọi người trao đổi tin tức lẫn nhau, bắt được tư liệu địch nhân trực tiếp, đồng thời cũng thương thảo chiến thuật và tùy cơ ứng biến. Lúc này một góc của hội nghị này có một tráng hán cao lớn, giữ lại vẻ mặt dâu quai nón, vai mang búa lớn, mặt mày hớn hở. Không phải các ngươi thổi, trận chiến lúc ấy các người biết không? Đối thủ có 21 người, còn có hai thánh chủ hậu kỳ dẫn đội. Mà chúng ta đây có 10 người mà thôi, nhân số hoàn toàn không so được. Mở kiếp thánh tộc quỷ, còn muốn đánh lén chúng ta, đội trưởng ra lệnh một tiếng, chúng ta liều mạng với chúng. Trận chiến ấy quả thực là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Tráng hán nói dâu ria run lên, thích thú đậm đặc, thình lình bàn tay vỗ mạnh vào lưng của hắn, âm thanh lạnh lẽo vang lên. Hào hào ngồi, đừng thổi, chiến tích nói khoác lập tức bị cắt đứt, đương nhiên đại hán khó chịu, nhưng mà hắn lần đầu nhìn thấy đội trưởng của hắn sầm phong. Hắn lập tức không lên tiếng, ủy khuất nói ra, đội trưởng, ta nói đều là thật, ta nào có thổi. Đi, người cầm miệng, trong đại hội lần này lập đại công nên sầm phong vui vẻ báo công, hắn biết rõ chiến báo không thể giấu giếm, nếu không là trọng tội, nhưng mà hắn lo lắng trình báo chiến báo này lên, hủy diệt hỏa phù trong tay của bọn họ có bị cấp trên thu hay không. Lúc trước hắn thông qua nói bóng nói gió chỉ có tiểu đội bọn họ có hủy diệt hỏa phù hiệu quả đặc thù, thần văn phù của những tiểu đội khác vẫn như cũ, dùng một lần là xong. Đúng lúc này một nam nhân trung niên đi vào trong hội trường, người này mày rậm mắt hổ, khí tràng cường đại, hắn chính là đệ tử thiên tôn của tinh cực thiên cung, cường giả đại giới giới vương thương thủy. Mười tiểu đội thánh chủ này là do thương thủy quản hạt, hắn cũng là kẻ chủ trì hội nghị lần này. Bước vào hội trường, thương thủy nói đơn giản vài câu lời dạo đầu, nhìn qua phía sầm phong, đi thẳng vào vấn đề. Sầm phong, trong chiến báo của ngươi nói tiểu đội của các ngươi đại thắng, các người bị 21 tên vây quanh, hơn nữa đối diện còn có hai tên đội trường, thế nhưng mà các người lại rớt 13 người, hơn nữa 7 người chạy trối chất, các người chỉ có mấy người trọng thương, có phải hay không? Tuy thương thủy lúc này tươi cười đầy mặt, nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn qua tiểu đội sầm phong, bọn họ có cảm giác như đang bị ánh mắt chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm vào. Đại hội tổng kết thương thủy khen ngợi, đội viên sầm phong đều cảm thấy tràn đầy tự hào, trong cuộc chiến đấu đó bọn họ đại thắng, thắng cực kỳ áp đảo. Nhưng mà sầm phong cảm thấy trong lòng cố kỵ, 20 tấm hủy diệt hỏa phù, tiểu đội của bọn họ có 10 người, 10 người còn quay về. Hắn cắn răng gật đầu nói, vâng, ân, tốt, các người có công, là công lớn, tất cả mọi người dựa theo quy định quân đội cầm lấy ban thường. Thương Thủy trong khi nói chuyện, võ giả tiểu đôi của Sầm Phong càng thêm hưng phấn. Nhưng mà đúng lúc này Thương Thủy lời nói xoay chuyển, lại nói. Như vậy, ta hiện tại muốn biết, các ngươi làm thế nào chiến thắng. Tâm thần Sầm Phong chấn động, đã tới chính đề, quả nhiên như hắn sở liệu, thời điểm tổng bộ cấp hủy diệt hỏa phù căn bản không biết hiệu quả của hỏa phù này hít sâu một hơi sầm phong đã sớm xuất ra chiến báo hắn tiến lên một bước không người nói ra thương thủy đại nhân sầm phong đã làm tốt chiến báo phần chiến báo này có khả năng ảnh hưởng không nhỏ tới chiến cục nhưng mà thỉnh thương thủy đại nhân trước khi xem qua nghe sầm phong thỉnh cầu a ah, hát thỉnh cầu vâng sầm phong ngữ khí trịnh trọng thỉnh cầu thương thủy đại nhân cho dù như thế nào cũng không thu hồi quân trang quân dụng của chúng ta Tại sao ta phải thu hồi quân trang quân dụng của các ngươi?" Thương Thủy mày kiếm nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy chỉ sợ chiến báo của Sầm Phong quan hệ tới trang bị của bọn họ. Hắn có chút trầm ngâm, nói ra, "Chỉ cần là trang bị của các ngươi thì ta không thu hồi." "Tạ Thương Thủy đại nhân." Trong nội tâm Sầm Phong vui vẻ, Thương Thủy ở trước mặt nhiều người cam đoan như vậy, đương nhiên sẽ không lật lọng. Hắn lập tức trình chiến báo lên, hắn có thể không muốn ban thưởng đại công này, nhưng mà 20 tấm hủy diệt hỏa phù này bọn họ nhất định phải lưu lại đây có quan hệ tới tính mạng của bọn họ. Mà khi Thương Thủy xem chiến báo của Sầm Phong xong thì sắc mặt vốn bình tĩnh của hắn biến hóa, lại đến không thể tin, cuối cùng thân thể của hắn run lên. Thân sắc của hắn kích động, không thể tin nhìn qua Sầm Phong. Có liên quan tới hủy diệt hỏa phù sử dụng lại, người nói là thật. Trong ngữ khí của Thương Thủy nói chuyện kích động, truyền khắp toàn trường, lúc này cả hội trường lãng ngắt như tờ. Bọn họ nghe rõ lời của Thương Thủy nói, liên tục sử dụng hủy diệt hỏa phù nhiều lần, trên thế giới này còn có loại thần văn phù này thần văn phù cường đại không giả, nhưng mà giá thành đắt đỏ, lại chỉ sử dụng một lần, một võ giả nhiều nhất có hai ba tấm thần văn phù phòng thân, hơn nữa chỉ vào lúc lưỡng bại câu thương mới mang ra sử dụng, bình thường sẽ giấu như bảo bối. Nếu có một tối hủy diệt hỏa phù sử dụng không hạn chế thì tình cảnh thế nào, một tiểu đội một người một tấm hủy diệt hỏa phù còn không phải oanh tạc điên cuồng không ai đỡ nổi sao. Nghe qua là không đáng tin, nhưng mà tiểu đội của sầm phong dưới tình huống ít hơn gấp hai lần, đại bại đối thủ là chứng minh tốt nhất. Ý thức được điểm này, cơ hồ tất cả tiểu đội ánh mắt nóng bỏng lên. Thần, khí chiến trường như vậy bọn họ đều muốn. Phải, đêm khuya, thần văn sư công hội. Mỗi khi vào đêm khu vực nhiệm vụ của thần văn sư công hội đều thanh vắng, nhưng cho dù quạnh quẽ thì tô nhã cũng sẽ không rời khỏi vị trí của nàng. Một ngày 12 canh giờ, tô nhã cho dù ăn cơm, điều tức, hoặc là ngẫu nhiên tu luyện đều ở đây, một canh giờ là 2 giờ bình thường. Đơn phương mà nói tô nhã không thể nghi ngờ phi thường chuyên nghiệp, bất luận thời điểm gì kẻ nào tìm nàng cũng có thể gặp đương nhiên nàng làm được điểm này là do áp lực mà ra. Lúc này tô nhã thân mặc váy ngủ hồng nhạt rộng thùng thình, đang ngồi tại chỗ kiểm kê phù văn. Số lượng này nàng đã kiểm tra nhiều lần, căn bản không có khả năng phạm sai lầm, nhưng mà nàng vẫn theo thói quen đếm một chút. Có hành vi này cũng là vì trong lòng tô nhã đã nôn nóng bất an. Tinh cực thiên cung bàn giao nhiệm vụ đã được một phần tư. Thế nhưng mà nàng thu tứ phẩm thần văn phù chỉ có 9.000 cái, ngũ phẩm thần văn phù càng ít, chỉ có 1.500 cái mà tổng bộ giao nhiệm vụ cho nàng là 8 vạn tấm tứ phẩm thần văn phù, còn có một vạn tấm ngũ phẩm thần văn phù. Tranh lệch quá lớn, thần văn sư nhận nhiệm vụ tích cực không cao, những người này vốn vô cùng cao ngạo, bọn họ trừ làm nhiệm vụ ra còn phải tu luyện, còn phải nghiên cứu. Giá cả tài liệu lên nhanh, trong lúc vô hình gia tăng thành phẩm khi thần văn sư hoàn thành nhiệm vụ, dù sao chế tác thần văn phù thất bại là không có tài liệu phụ cấp. Dựa theo tốc độ này tới khi tới thời gian được giao, tôi Nhã hoàn thành một nửa là quá tốt rồi. Nhưng mà nàng làm thế nào? ưu thế của tô nhã chính là nữ tính nghị lực của nàng thế nhưng mà hết lần này tới lần khác quỳ dưới gối quả lựu của nàng chính là thần văn sư trẻ tuổi trong mắt tô nhã xem ra bọn họ thậm chí còn không bằng lâm minh thần văn sư cao cấp chính thức chưa hẳn sẽ bị tô nhã hấp dẫn những ngày này tô nhã mỗi ngày cười làm lành với đám thần văn sư cười cao cấp tận khả năng câu dẫn hứng thú của bọn họ nàng thật sự mệt mỏi quá rồi vuốt vuốt rượu đỏ trong tay nội tâm tô nhã của nàng không thong dong như bề ngoài tiểu thư thiên cung truyền lệnh đúng vào lúc này lâm kỳ cầm lệnh bài tới hai tay dâng lên lại là tinh cực lệnh tim của tô nhã đập mạnh mỗi lần nhận được tinh cực lệnh nàng đều có dự cảm xấu hít sâu một hơi tô nhã dùng cảm giác thăm dò quét qua nội dung trong tinh cực lệnh và nàng sướng sốt thần văn phù sử dụng không hạn chế ta nộp thần văn phù lên còn có thần văn phù kỳ dị này sao tô nhã cũng có tạo nghệ thần văn thuật nếu không nàng cũng không được phái tới thần văn sư công hội rồi nàng rất rõ ràng thần văn phù muốn sử dụng liên tục là không có khả năng nhưng mà tổng bộ sẽ không nói lung tung trên đại sự này, chỉ sợ có người phát minh ra thần văn phù sử dụng nhiều lần. Sẽ là ai? Tô Nhã đầu tiên nghĩ tới những thần văn đại sư đỉnh cấp của thần văn sư công hội, thậm chí là hội trưởng thất phẩm thần văn sư. Thế nhưng mà dường như những người này không có nhận nhiệm vụ của tinh cực thánh địa nha, dùng thân phận của bọn họ khinh thường làm những chuyện này, chẳng lẽ là lục phẩm thần văn sư đỉnh phong? Trong nội tâm Tô Nhã lúc này nhớ lại, lục phẩm thần văn sư ngược lại có nhận nhiệm vụ Nàng tiếp tục xem tiếp nhưng mà rất nha nàng bác bỏ suy nghĩ này, trong tinh cực lệnh này có hình ảnh lưu niệm quan hệ tới thần văn phù sử dụng nhiều lần, Tô Nhã nhìn ra đó là một tấm tứ phẩm thần văn phù hủy diệt hỏa phù. Lục phẩm thần văn sư nhận nhiệm vụ không có khả năng tiếp hủy diệt hỏa phù. Hủy diệt hỏa phù, trí nhớ của Tô Nhã phi thường tốt, nàng thậm chí rất rõ ràng là ai tiếp nhiệm vụ hủy diệt hỏa phù này. Nhưng mà nhớ lại người tiếp nhiệm vụ hủy diệt hỏa phù tổng cộng có 5 6 người, thật sự không có người kia, nếu như hoàn thành thì đó là chuyện không tưởng tượng nổi chẳng lẽ là hắn trong lòng tô nhã lúc này nhớ tới cái tên lâm minh nhưng mà chợt nàng lại tự diễu lắc đầu bản thân mình quá nhạy cảm rồi hắn mới bao nhiêu tuổi vẫn chưa tới trăm tuổi cấp bậc thần văn sư đại khái là tam phẩm mà thôi tô nhã đang nghĩ ngợi mà đúng lúc này biểu hiện của hắn cứng lại nàng thậm chí vô ý thức che miệng của mình lại nàng nhìn thấy trong ảnh ghi chép của tinh cực lệnh có hình hủy diệt hòa phù nhìn thấy góc dưới bên phải có lưu một chữ lâm lâm chẳng lẽ lại thật sự là hắn ý thức được khả năng này biểu hiện của tô nhã ngây ngốc